là biết rồi chứ, ngươi không phải trợn mắt nhảy vào trong cạm bẫy thì là cái gì, chịu phục chưa? Vâng, Lăng Kiếm bừng tỉnh đại ngộ, sai lầm nghiêm trọng nhất chính là sai lầm thứ tư của ngươi. Lê Tuyết vừa khai chiến liền liều mạng cứng đối cứng với ngươi, đồng thời chiến với ngươi thành thế bình thủ. Lúc này, lòng tự tôn đáng ghét của ngươi lại không chịu nổi, lựa chọn nhảy ra khỏi vòng chiến, đầu tiên là phát động thế tiến công mạnh nhất. Từ thời khắc này trở đi, tâm khí của ngươi đã không ổn định đã bị chiến thuật của Lê Tuyết làm cho tức giận. Nói cách khác, mục đích mà Lê Tuyết mong muốn đã hoàn toàn đạt được. Nếu người tiếp tục cứng đối cứng, Lê Tuyết Trung Quy vẫn chỉ là một nữ tử, trời sinh thân thể yếu đuối, thể lực thủy chung vô pháp so sánh với nam tử, về lâu về dài. Tất nhiên sẽ là nàng nghĩ biên pháp khác, khi đó người sẽ chiếm thế chủ động. Nhưng người không làm như vậy, ta nói có đúng không? Mồ hôi lăng kiếm chảy ra đầm đìa, bạn đang đọc chuyện được copy tại. Sai lầm thứ năm, khi Lê Tuyết phát động hàn băng thần công, ngươi hẳn là đã ý thức được, đây mới là thực lực chân chính của nàng ta. Nhưng nàng ta vì sao đến lúc này mới phát động, đó là vì cảm bẫy của nàng đều đã thành công, kẻ ngốc ngươi đã hồ đồ nhảy xuống rồi, cho nên mới chọn thời khắc đó để phát động. Mà ngươi lại hiển nhiên không có lo lắng đến điểm ấy, cứ thế đâm đầu tiến vào trong phạm vi mà hàn băng thần công của đối phương bao phủ, chủ động khởi xướng công kích. Điểm này là mong muốn trong lòng nàng ta, sai lầm thứ sáu, Người đã có kinh nghiệm từng đối chiến với lăng thần, cũng biết hàn băng thần công khó đối phó thế nào, vậy mà khi lê tuyết kích ra xương trắng, người đáng ra phải phi thân rời khỏi, lựa chọn công kích từ xa, hoặc là du đấu. Nhưng người vẫn không làm thế, người vẫn không biết sống chết lựa chọn chiến đấu với đi phương trong xương trắng. Như vậy khác gì đưa cổ mình đặt dưới lưỡi đao của kẻ khác. Điển hình của tự tìm tự lộ, làm sao mà không bại cho được. Sai lầm thứ bảy, chính là vị trí đứng của ngươi sai lầm cho dù là đối với địch nhân cùng công pháp với ngươi, ngươi cũng không nên đứng đối diện với mặt trời, huống chi là đối mặt với địch nhân mạnh mẽ một thân hàn băng thần công. Ngươi hẳn là biết khả năng khúc xả của hàn băng với ánh mặt trời, đủ để làm cho một cao thủ võ lâm hoa mắt. Nhưng khi ngươi biết rõ tất cả những thứ này, lại không có suy nghĩ gì thêm, vẫn ngây ngô duy trì vị trí đứng lúc trước, thậm chí ngay cả đối phương chuyển đến vị trí quay lưng về phía mặt trời ngươi cũng không biết, chỉ biết tiến hành công kích đối phương hoàn toàn bị đối phương dắt mũi kéo đi, chỉ bằng trình độ của ngươi như vậy, còn muốn không chết không thôi với người ta, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách hay không. Lăng thiên thở gấp mấy hơi, ánh mắt như đao, quét qua lăng kiếm, thực lực bản thân lê tuyết, cảnh giới vốn cao hơn ngươi, lại bố trí nhiều cảm bẫy như thế, lại thêm sử dụng hơn chín thành chiến lực, gần như một lần lợi dụng toàn bộ thiên thời địa lợi. Tiêu hủy sở trường của đối phương như thế, tranh lệch giữa các ngươi đã như lạch trời rồi, nếu ngươi không bại, mới là không có thiên lý mồ hôi chảy đầm đìa lăng kiếm gần như vô cùng xấu hổ những sai lầm này vô luận chỉ là một cái phát sinh trong khi thế lực hai người ngang nhau đều đủ để khiến một bên nuốt hận trăm vạn lần không ngờ chính mình lại có thể một lần phạm phải toàn bộ thất bại hôm nay quả thật không oan chút nào ngoài ra còn cái thứ tám nữa lê tuyết ở bên cạnh cười dài nói tâm cầu thắng của ngươi thực sự quá nặng muốn biểu hiện chút tiến bộ trong đoạn thời gian gần đây của ngươi trước mặt thiên ca cho nên ngươi căn bản là hận không thể bằng một kích đánh bại ta, cho nên loại tâm tính này của ngươi, ta rất là cam tâm tình nguyện lợi dụng một chút. Khuôn mặt sưng vù của lăng kiếm tựa như quả cà tím, cực kỳ xấu hổ gục đầu xuống, trực muốn giấu mặt trong đũng quần. Tám điểm sai lầm, trời à, lúc này, lăng kiếm có một loại kích động gần như muốn rút kiếm tự sát. Đám người lăng trì, lăng lôi ở bên cạnh cũng trợn mắt há mồm chết lặng. Mở miệng mà không thốt ra lời, bọn họ cũng không nhìn ra điểm sai lầm nào trong đó, Vậy mà trong mắt công tử và Lê Tuyết, sai lầm đủ trí mạng dĩ nhiên có đến 8 cái. Lăng Thiên hừ khẽ, nói các ngươi cũng đừng cho rằng mình không có chuyện gì. 8 sai lầm vừa rồi, cho dù là từng người các ngươi tiến ra, ít nhất cũng sẽ phạm phải 6 7 điểm trở lên. Với trình độ hiện nay của các ngươi, cho dù là lấy 3 đánh 1, cũng không đối thủ của Lê Tuyết, biết chưa? Một câu nói vừa dứt, mấy tiểu tử kia đều đỏ mặt cúi đầu. Lăng Thiên tức giận nói, tuyệt đỉnh sát thủ của đệ nhất lâu uy danh hiển hách nhiều năm như vậy, đến tột cùng là như thế nào đây? Qua loa sơ suất như vậy, làm sao có thể làm cho ta cảm thấy yên tâm để cho các ngươi đi làm đại sự? Địch nhân sau này của chúng ta càng ngày càng cường đại, càng ngày càng khó giải quyết, lẽ nào các ngươi vẫn cứ tiếp tục qua loa như vậy phải không? Lăng thần ở bên cạnh dịu dàng hé miệng cười cười, khuyên nhủ, sau một phen chỉ điểm của công tử, chắc hẳn bọn họ sẽ không phạm phải loại sai lầm giống như A Kiếm đâu. Thế này xem ra, một phen khổ cực của Lê Tuyết Tỷ Tỷ hôm nay tuyệt đối sẽ không uổng phí. Đây là một kiện hảo sự thật lớn nha. Lăng Thiên nặng nề hư một tiếng, nói, vốn dĩ chính là chuyện tốt. Lại cũng không tiếp tục săn dậy nữa. Bốn người bọn Lăng kiếm Lăng chỉ nhìn về phía Lăng thần, ánh mắt thất thời có thêm vài phần cảm kích. Lê Tuyết nhẹ nhàng cười cười, có chút tinh nghịch nói, bất quá, ta còn muốn cảm kích Lăng kiếm, hắn chưa thật sự sử dụng ra khí thế nhất bộ nhất sát, coi như là hạ thủ lưu tình với ta. Bất quá, Lăng kiếm à, Thân thể bị thương của ngươi cần mau chóng chữa trị mới được. Cũng trách ta, xuất thủ quá nặng rồi. A, à, bọn lăng trì vừa vặn sắc thuốc xong rồi, nhân lúc còn nóng mau uống đi. Đối với thương thế của ngươi rất có lợi đó. Sắc mặt bốn người lăng kiếm, lăng lôi, lăng trì, lăng điện đồng thời trở nên quái dị vô cùng. Nhìn chảo sắt còn đang ủng ục bốc lên bọt khí, bốn người đồng thời nôn khan một trận. Lê Tuyết Đắc y nháy nháy mắt với Lăng Thiên, xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói kỳ thực uống hay không uống cũng không quan trọng không phải chỉ là đánh cuộc thôi sao quên đi tùy ngươi coi như ngươi đã uống rồi ta không tận mắt nhìn thấy mà thôi ta đi trước đã lăng thiên có phần chán nản đây là nàng khuyên người ta không uống sao nàng như thế quả thực không cho lăng kiếm đường thối lui quả nhiên ngươi đứng lại lăng kiếm nổi giận đừng đùng quát lên muốn đánh cuộc phải chấp nhận lăng kiếm ta dám đánh cuộc sẽ không sợ thua thua lại càng không chối bây giờ ta uống cho ngươi xem lăng kiếm ta đã nói là làm không phải là loại nuốn lời người ta mà béo nói xong hùng khí bừng bừng chạy đến gần chảo sát mở chín bát rộng ra ào ào múc nước hoàng liên đổ đầy vào do so dự một chút nhắm chặt mắt lại bưng một bát lên liền ửng ực nuốt xuống rất bi tráng bi tráng phi thường bi tráng quá mức phi thường nhìn lăng kiếm tráng liệt uống từng bát nước hoàng thủy tràn đây người nào người nấy đều trợn đôi lông mày lên kinh hoàng ba bát hoàng liên trôi xuống bụng biểu tình trên mặt lăng kiếm cực kỳ đặc sắc. Cái gì tự tìm quả đắng, cái gì là tự làm tự chịu, cái gì là lấy đá đập gãy chân mình, nhưng cái này, từ trên mặt của lăng kiếm lúc này hoàn toàn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Lăng kiếm tự mình thu thập một bao lớn hoàng liên, sắc thành nước, rồi tự uống ngon lành. Hoàng liên này, tất cả đều là tinh phẩm nha. Trên mặt lăng kiếm vẻ đau khổ sớm đã thành những vết nhân ép lại với nhau thành một đám. Lê Tuyết đồng tình thở dài, Trách trời thương người nói, trời tắc nghiệt, vẫn. Còn được, tự mình làm bậy, không thể sống nổi, ai. Vừa nói, vừa lắc đầu đi ra ngoài. Con mắt lăng kiếm như muốn bốc hỏa nhìn bóng lưng lê tuyết đi ra ngoài, hung hăng đổ nốt bát hoàng liên cuối cùng vào trong miệng. Lăng thiên bình tĩnh đứng khoanh tay ở nơi đó, lạnh lùng nhìn lăng kiếm uống cạn hết chén này đến chén khác, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm khắc bất động. Ba người lăng chỉ như những ngọn giáo đứng ở bên cạnh, không dám lộ ra một hơi thở mạnh cho đến khi Lăng Kiếm uống xong chín bát lớn nước hoàng liên trở về đứng trước mặt Lăng Thiên, Lăng Thiên vẫn như cũ không hé miệng nói nửa lời. Lăng Thần cẩn thận dè dặt nhìn sắc mặt của Lăng Thiên, sợ hãi nói: "Công tử." Lăng Thiên lạnh lùng nhìn bốn người trước mắt, chậm rãi vươn hai ngón tay, làm thành chữ bát, băng lãnh nói: "Sau này, tám sai lầm này, ta không hy vọng các ngươi vào thời điểm đối địch xuất hiện trên người các ngươi. Một trận chiến hôm nay, các ngươi phải nhớ cho thật kỹ. Sai lầm của Lăng Kiếm, phải triệt để vứt bỏ." năng lực tính toán và năng lực lợi dụng tất cả những điều kiện xung quanh mình để chiến thắng của Lê Tuyết, phải hấp thụ, phải học tập. Lăng Thiên nhìn quét một vòng lướt qua mặt cả bốn người, hỏi các người có biết vì sao ta đáp ứng trận tỷ đấu ngày hôm nay hay không? Vì sao Lê Tuyết quá phận như vậy nhưng ta lại không nói gì không? Bốn người Lê Tuyết cùng nhau lắc đầu, Lăng Thiên trầm trọng nói, trên đời này, có thể bước ra tám căn bệnh của Lăng Kiếm, chỉ có hai người có thể làm được. Một là ta, một là Lê Tuyết bất luận ai khác đều không thể làm được. Cho dù là Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý, hắn có thể trong nháy mắt giết chết các ngươi, nhưng không thể bước ra những căn bệnh này của các ngươi. Mà khi các ngươi đối mặt với ta, căn bản không thể phát huy toàn bộ chiến lực, cho nên ta cho dù khổ tâm trả giá cũng muốn có thể làm cho ra bằng được, nhưng tuyệt đối không thể. Triệt để như Lê Tuyết lúc nãy, những gì Lê Tuyết thể hiện ra ngoài, vừa vặn là các khiếm khuyết của các ngươi. Nếu các ngươi có thể lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng để chiến đấu bao gồm ánh mặt trời, cát bụi, ảnh tử. Lực sát thương của các ngươi sẽ để thăng bội phần. Đến lúc đó, cho dù đối mặt với tống quân thiên lý, các ngươi cũng có năng lực để chạy trốn bảo vệ mạng sống. Trở về tự mình suy nghĩ một chút đi. Trận chiến ngày hôm nay chính là một khóa giáo luyện của các ngươi. Học được cái gì, sau này chính là là chắn lớn nhất giúp các ngươi bảo mệnh. Địch nhân của chúng ta sẽ không cho các ngươi bất kỳ một cơ hội nào mà cơ hội lại không phải tùy tiện có thể gặp được, có gặp được cũng chưa chắc các ngươi đã nắm bắt được. Đường khóa này, chính là làm sao để nắm chặt những cơ hội đó. Nói xong những lời này, Lăng Thiên ôm lấy eo nhỏ của Lăng Thần, xoay người lại, rời đi. Phía sau, vẻ mặt của bốn người đều trở nên đăm chiêu. Một trận chiến này, với Lăng Kiếm mà nói, chân chân chính chính trở thành một bước ngoặt. Chỉ cần Lăng Kiếm có thể thực sự hấp thu tinh túy của trận chiến này, hắn sẽ chân chính bước vào hàng ngũ những tuyệt định cảo thủ đờ mà áp lực của lăng thiên đối với lăng kiếm, cùng với bị làm nhục, liền trở thành chất xúc tác hỗ trợ xúc tiến lăng kiếm đạt đến mục tiêu đó nhanh hơn. Điểm này, lăng thiên tuyệt đối nắm chắc, chương 575, ý nguyện chân chính, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Có một điểm mà lăng thiên thật sự không ngờ tới, đó chính là sau khi lăng, kiếm lĩnh ngộ mộ thêm một tầng, chẳng qua chỉ là hai năm thời gian, sự vận dụng của hắn đã ảo diệu đến mức không mảy may kém lăng thiên và lê tuyết chút nào theo nhận xét của lê tuyết mà nói cách ám sát của lăng kiếm cơ hồ đã trở thành một loại nghệ thuật làm cho toàn bộ những người chứng kiến hắn ám sát đều bất ngờ cảm thụ được một loại tử vong mỹ lệ mà lăng thiên cũng bình luận rằng nếu chỉ luận ám sát thuật mà không nói đến bất kỳ cái gì khác thì cho dù là giang sơn lệnh chủ tống quân thiên lý cơ hồ cũng phải xếp sau đương nhiên cái này chỉ nói về thủ đoạn giết người cũng không phải nói lăng kiếm muốn giết ai là có thể giết được tỷ như là Ngọc Mãn Lâu hay là Thủy Vô Ba trưởng lão của Thủy Gia. Cho dù lấy thực lực của Lăng Kiếm, cho dù là lấy hữu tâm tính với vô tâm, Lăng Kiếm muốn giết chết hai người này thì sẽ gặp khó khăn rất lớn. Về phần so với người còn mạnh hơn hai người kia là Tống Quân Thiên Lý, thì càng không cần phải nói. Bên trong phòng, Lăng Thần lo lắng nhìn bốn người ở bên ngoài đang lẳng lặng đứng thẳng như những pho tượng. Sầu lo nói, công tử, đả kích lần này với lăng kiếm mà nói, có thể quá lớn hay không? vạn nhất hắn không chịu nổi thì sao? Lăng thần và lăng kiếm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngoại trừ lăng thiên là người thân cận nhất ra. Với lăng thần mà nói, lăng kiếm gần như là huynh đệ thủ túc trí thân, cho dù lần trước nàng cũng hung hăng áp bức lăng kiếm một trận. Nhưng lăng kiếm tuyệt không có bất luận khúc mắc nào, lại càng không để bụng, dù sao lê tuyệt đối với lăng kiếm thậm chí đối với lăng thần mà nói. Vẫn chỉ là người ngoài, bị một thiếu nữ nhìn qua có vẻ thật yếu đuối dưới ánh mắt của mọi người chỉnh đốn hung bạo một trận mặt mũi biết để đâu lăng thần thực sự không thể không lo lắng sẽ không đâu chắc chắn không có việc đó lăng thiên lắc đầu từ lúc lăng kiếm ở bắc ngụy huynh phát hiện ra mấy vấn đề của hắn trước đó đám đệ nhất lâu và lăng kiếm hưởng thụ mỹ danh như sao trên trời tự nhận có thể ngang dọc khắp cả thiên hạ rộng lớn lại không biết hắn chưa từng nhận những nhiệm vụ có tính khiêu chiến đặc biệt nhưng lại tự cao tự đại chỉ biết có mình không biết đến người khác nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cho nên một khi chống lại cường địch là những cao thủ Ngọc gia, hoặc giả Ngọc mãn lâu tự mình xuất thủ, nếu không phải huynh vừa hay gặp được, hầu như đã đem tính mệnh bồi táng theo đó rồi. Nhưng mà, từ nay về sau, đối thủ của chúng ta vô luận là Ngọc gia hay các nhà khác đều có rất nhiều những thế lực cường đại, những cao thủ chân chính đứng đầu tồn tại. Nếu bọn lại tiếp tục tùy ý làm bậy tất nhiên trong chiến đấu sẽ tổn thất rất lớn. Ngọc gia, Tiêu gia ngàn năm thế gia, nội tình đã đủ sâu chưa? một có thiên thượng thiên ở phía sau, thực lực vô cùng kiên cố, bọn họ tổn thất đều có thể vượt qua được, còn chúng nếu tổn thật sẽ không thể dậy nổi, đặc biệt là bọn lăng kiếm lăng trì. Hầu như là huynh đệ thủ túc của chúng ta, nếu buộc phải tổn thất liệu chúng ta có nguyện ý tổn thật không? Những năm gần đây, bọn lăng kiếm cùng chúng ta sớm chiều ở chung, thân phận của bọn hắn không thể giống như những thuộc hạ sát thủ khác của chúng ta được. Bọn họ đều là huynh đệ của chúng ta, như tay như chân của chúng ta, bất luận là ai bị một chút tổn thương huynh đều không muốn thấy cũng vô pháp tiếp nhận nổi mắt lăng thiên nhìn về nơi xa xăm lo lắng nói cho nên phải thay đổi mà để tiến hành những thay đổi này bất luận huynh có đánh a kiếm thành cái dạng nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ không có chút oán hận trong lòng đương nhiên hiệu quả cũng sẽ kém đi rất nhiều khi còn ở bắc ngụy kỳ thực huynh vẫn hữu ý vô ý nói qua chuyện này với lê tuyết lúc đó lê tuyết đã nói để nàng phụ trách chuyện này huynh cũng không ngăn cản lăng thiên cười cười thật không ngờ lê tuyết lại quấy trận trận đấu bằng thủ đoạn cực đoan đến như vậy bất quá như vậy cũng tốt với lăng kiếm mà nói phải dùng đến phương thức như vậy để làm cho hắn triệt để tỉnh táo lại tuy rằng đau xót tuy rằng khuất nhục nhưng chính phần đau xót cùng khuất nhục này mới có thể thúc đẩy hắn không ngừng tiến bộ huynh cũng không nói toạc chuyện này ra đó là bởi vì hiện tại lăng kiếm tất nhiên sẽ lấy việc đánh bại lê tuyết làm mục tiêu mà huynh không thể làm mất đi mục tiêu lê tuyết này được thủ đoạn của Lê Tuyết Tỷ Tỷ luôn luôn cực đoan như vậy. Lăng thần không khỏi nhớ tới Lê Tuyết tàn khốc huấn luyện bản thân mình. Một lúc lâu sau, không nhịn được cũng dùng mình một cái. Nghĩ đến lăng kiếm, lăng thần nhăn đôi mi thanh tú nói, nhưng mặc dù A kiếm đang tiến bộ, thì Lê Tuyết Tỷ Tỷ cũng đồng dạng đang tiến bộ. Thực lực của Lê Tuyết Tỷ Tỷ có thể nói, bình sinh muội ít gặp, với hiểu biết của muội ngoại trừ công tử và tống quân thiên lý ra, cho dù là Diệp Khinh Trần Tiên Sinh chỉ sợ cũng không địch lại được Lê Tuyết tỷ tỷ. A à, kiếm sao có thể có cơ hội chứ? Lăng Thiên cười ha ha, cái này phải xem tạo hóa. Cùng với hắn nỗ lực đột phá thế nào, trong quá trình đột phá này, tự nhiên hắn sẽ mạnh mẽ bước trên con đường tiến đến đỉnh cao. Bất quá, nếu Lăng Kiếm thực sự muốn leo lên đỉnh cao, chỉ với thất bại lần này vẫn chưa đủ, hắn còn cần phải có một hồi thất bại chân chính khác nữa hắn phải trải qua thất bại rồi lại đứng lên sau đó mới có thể chân chính tìm được con đường đúng đắn của bản thân trong nháy mắt liền minh bạch ý tứ của lăng thiên lăng thần khiếp sợ mở to hai mắt giang sơn lệnh chủ tống quân thiên lý lăng thiên cười to nói không sai hôm nay chỉ là so đấu mà không phải quyết chiến cho nên chỉ có chiến ý mà không có sát khí trận chiến giữa lăng kiếm và tống quân mới là trận đánh sinh tử nếu hắn có thể sống sót mà tiến lên như vậy trong thiên hạ sẽ không còn ai có thể giết chết lăng kiếm nữa bao gồm cả huynh và tống quân thiên lý ở bên trong đến thời gian huynh thấy thích hợp huynh sẽ an bài lăng kiếm đối chiến với tống quân thiên lý lăng thiên cười nói lúc nào mới thời gian thích hợp đây khiêu chiến tống quân thiên lý chẳng phải muốn chết sao lúc trước tuy muội chỉ giao thủ một chiêu với hắn nhưng ấn tượng lại rất sâu sắc lúc đó chỉ mong vì công tử giết địch cũng không có tâm lý sợ hãi nhưng hàng đêm sau khi trở về hồi tưởng lại trận chiến liều mạng ấy cho tới lúc này vẫn còn thấy sợ vô cùng công tử lần này có thể thoát ra khỏi tay của cao nhân tuyệt đại này cố nhiên thực lực của công tử cao thâm tuy nhiên chỉ sợ may mắn cũng là một nhân tố trọng yếu a à, kiếm liệu sẽ có may mắn như công tử không lăng thần kinh ngạc nói trong ngữ khí nồng đầm lo lắng lăng thiên ôn hòa nhìn lăng thần nói không lăng kiếm đánh một trận với tống quân thiên lý cố nhiên sẽ bại nhưng tuyệt đối không có gì nguy hiểm đến tính mạng Quả thật, lúc trước huynh có thể thoát ra khỏi tay Tống Quân Thiên Lý. Quả thực phải dựa rất nhiều vào may mắn, bất quá tính mạng của A Kiếm cũng không có bất kỳ một nguy hiểm thực sự nào. Bởi vì, thời cơ hắn khiêu chiến với Tống Quân Thiên Lý, sẽ vào thời điểm trước khi huynh đánh trận cuối cùng với Tống Quân Thiên Lý. Đó là thời gian thích hợp nhất. Lăng Thiên dõi mắt nhìn về phương xa, lặng lặng mà đứng, nhàn nhạt mà nói, "Huynh và Tống Quân Thiên Lý, hai người chúng ta đều mong muốn trận chiến ấy." trước trận đánh ấy hắn sẽ không giết thủ hạ bằng hữu của ta phá hư tâm tình của ta thêm nữa cũng sẽ lộ ra sát khí của hắn với hắn đồng dạng bất lợi lăng thiên nói những lời này với ngữ khí bình đạm tựa hồ là nặng nhẹ không có quan hệ gió nhẹ mây thưa nhưng trong khoảnh khắc này lăng thần lại cảm thấy từ trên người lăng thiên một cỗ chiến ý thấu trời khó hiểu cùng với sự mong đợi kịch liệt loại mong đợi này thậm chí làm cho lăng thần ở bên cạnh có một loại cảm giác đau lòng lăng thiên và tống quân thiên lý nguyên lai like cuối cùng vẫn sẽ đánh một trận lăng thiên không biết trong đầu mình đang suy nghĩ cái gì nàng thật sự chỉ biết tống quân thiên lý là một người quá mức đáng sợ mà người mình yêu nhất lại có thể tin tưởng khiêu chiến tuyệt đại cường giả ấy hơn nữa nghe được khẩu khí của lăng thiên tựa hồ giữa hai người còn có một ước định thần bí nào đó lăng thần đột nhiên cảm giác một trận chua sót khó hiểu lại có một hồi kiêu ngạo trên đời có mấy kẻ có thể đối mặt với tống quân thiên lý như vậy trên thế gian này chỉ sợ chỉ có một mình công tử mà thôi một ngày kia trận chiến ấy chắc chắn sẽ vang dội cổ kim là trận chiến đỉnh cao vô tiền khoáng hậu lăng thiên nhẹ nhàng vươn ra hai ngón tay đặt lên trên uyển mạch của ngọc băng nhan mắt hơi nhắm lại cảm thụ chân khí của mình như thủy ngân dũng mãnh tiến vào kinh mạch của ngọc băng nhan tuy rằng hắn nhắm mắt nhưng theo chân khí tiến nhập kinh mạch bên trong thân thể của ngọc băng nhân lại lộ ra vô cùng rõ ràng như tranh vẽ hiện lên trong đầu hắn tuyệt không sót bất kỳ chỗ nào bất luận một điểm nào cho dù nhỏ đến đâu chưa hiểu rõ đều không buông tha. Ngọc Băng Nhan lại hoàn toàn không quan tâm đến thân thể mình đã đến trình tự nào. Cũng không lo lắng bệnh tình của mình có phải đã chuyển biến xấu hay không. Có thể cứu được hay không. Trong lòng nàng tràn ngập yêu thương, hai mắt mang theo vô hạn thỏa mãn si ngốc nhìn mặt lăng thiên. Khuôn mặt này đã bốn tháng nàng chưa được nhìn thấy, khiến cho Ngọc Băng Nhan cảm thấy vô hạn an toàn và hạnh phúc. Chỉ cần hắn quay trở về chỉ cần hắn không gặp bất cứ chuyện gì, thì tất cả sẽ không còn quan trọng nữa. Bệnh của bản thân mình, cùng lắm thì cũng chỉ phải chết mà thôi, có gờ phải tính toán chứ. Từng chút chân khí được thôi động, tràn đầy trong kinh mạch toàn thân của Ngọc Băng Nhan, Lăng Thiên rốt cục lần đầu tiên cảm thụ được cái gì là huyền mạch. Trong lòng Ngọc Băng Nhan, lấy một đạo khí âm lục sắc dày đậm mãnh liệt làm nguồn gốc, hình thành lên các quản đạo kéo dài ra, sau đó phân ra thật nhiều nhánh âm lục sắc rắc rối phức tạp cực nhỏ tinh tế mạch lạc. Quán thông kinh mạch bên trong kinh mạch Ngọc Băng Nhan, thậm chí từ trong chân khí của mình Lăng Thiên cũng đủ để cảm giác được trong những đạo âm lục sắc kia ẩn chứa khí cực độ âm hàn. Lực lượng của âm hàn này một mực hấp thu cơ năng của Ngọc Băng Nhan làm chất dinh dưỡng. Nếu một khi có thể hấp thu đến trình độ nhất định, liền tiến thêm một bước trở nên cường đại, tới cuối cùng ắt sẽ thay thế tất cả kinh mạch hiện tại, nếu như thật sự đến lúc đó thì chân chính sẽ là hết phương pháp để xoay chuyển tình thế. Tại huyệt đàn trung và phụ cận đan điền của Ngọc Băng Nhan, mơ hồ có một cỗ lực lượng ấm áp màu vàng kim, đang không ngừng chống lại lực lượng âm hàn đang xâm nhập. Từng chút hóa giải, trong quá trình hóa giải này, âm lục sắc tan dã từng chút, Lăng Thiên biết, đây, chính là hiệu lực của cực phẩm đại đan, lực lượng cực dương của đại hoàn đan khắc chế lực lượng cực âm của huyền âm thần mạch. Cho nên thu được hiệu quả lấy dương dung âm, nhưng từ tình trạng này xem xét, tuy rằng đại hoàn đan có công hiệu ngăn chặn, nhưng không thể tiêu trừ tận gốc, bởi vì ở phương diện số lượng, đại hoàn đoan không đủ, thậm chí, tại phương diện âm dương đối kháng, lực lượng đại hoàn đang còn hiện ra trạng thái càng ngày càng yếu. Trong đan điền, còn một cỗ lực lượng ôn hòa khác, chậm rãi thong dong xoay quanh, không tiến công, cũng không lui về phía sau, vững vàng bảo vệ khu vực thuộc về chính nó. Lăng thiên nhất thời trở nên hơi kinh ngạc một chút, đây chính là huyền nữ tố tâm kinh năm đó mình giao cho Ngọc Băng Nhan. Xem ra bộ nội lực công pháp này, dù sao vẫn còn đạt được tác dụng nhất định. chương 576, Huyền âm thần mạch, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Huyền âm thần mạch, bản thân tồn tại bên trong các kinh mạch hiện có. Cũng không phải là một kinh mạch tồn tại đơn độc, mà giống như một loại virus gì đó, nhưng tuyệt đối ngoan cố virus nhiều. Nếu muốn trị hết huyền âm thần mạch cho Ngọc Băng Nhan, để nàng trở thành người bình thường, như vậy nhất định phải dùng tận lực phá bỏ triệt để lực lượng của cỗ âm hàn này. Lăng Thiên Nguyên bản cho rằng, huyền âm thần mạch của Ngọc Băng Nhan là cùng loại với thân thể cực âm là một loại thể chất đặc dị, chỉ cần có đủ nguyên dương chân hỏa là có thể triệt để hóa nguy thành an. Thậm chí Lăng Thiên còn từng nghĩ đợi lấy nguyên dương lực của Kinh Long thần công của bản thân mình hóa khai nó, cũng không cần khu trừ hoàn toàn, mà là để cho Ngọc Băng Nhan tu luyện Hàn Băng thần công có khi lại nhân họa đắc phúc, tiến cảnh thần tốc, nhưng hiện tại xem ra, dự định ban đầu của mình có thể nói đã thất bại toàn bộ, hoàn toàn không thể có chuyện như vậy nếu thực sự không hóa khai cỗ hàn độc âm hàn tới cực điểm này, mà không. Khu trừ ra bên ngoài cơ thể, sợ rằng trong chốt lát thân thể của Ngọc Băng Nhan sẽ lập tức bị đông lạnh thành một tượng băng, mất đi toàn bộ sinh cơ. Bởi vì, này cường độ của cỗ hàn độc này vượt xa giới hạn sức chịu đựng của người bình thường, cho dù với thể chất đã tu luyện hàn băng thần công từ lâu của lăng thần hoặc là lê tuyết cũng không nhất định chịu được. Càng không cần phải nói là thân thể không bằng người bình thường của Ngọc Bang Nhan, nếu như tới lúc đó cho dù có là thần tiên hàng thế cũng không cứu được tính mạng của ngọc băng nhan lăng thiên nhắm mắt lại nội lực tràn đi khắp nới tra xét một lần nữa trước khi để hàn độc của huyền âm thần mạch cắn trả nội thể ngọc băng nhan phải cấp tốc khu trừ nó lăng thiên phun ra một ngụm trọc khí thật dài đột nhiên mở mắt vẻ mặt phức tạp nhìn ngọc băng nhan trong cơ thể nàng có một loại trí hàn như vậy có trời mới biết mấy năm nay ngọc băng nhan sống sao được hàn khí này chỉ cần tiết ra ngoài một tia cũng đủ làm cho một võ lâm cao thủ khó chịu đến tình cảnh sống không bằng chết vô lực mà xoay trở, trong khi ấy Ngọc Băng Nhan chỉ là một nữ tử yếu đuối như vậy, hơn nữa bởi vì huyền âm thần mạch tồn tại trong cơ thể từ khi còn nhỏ nên không thể luyện võ công, thể chất chỉ tương đương với một người bình thường, thậm chí không được như người bình thường. Nàng làm sao có thể chịu đựng được hàn độc này nhiều năm như vậy? Suốt cuộc nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ đây? Nghĩ đến thường ngày, Ngọc Băng Nhan vẫn phải giả bộ mạnh mẽ xuất ra vẻ thản nhiên như không, lòng Lăng Thiên không khỏi có rút đau xót. Nhìn nữ tử Mỹ lệ dịu dàng động nhân trước mắt này, dùng ánh mắt đầy thâm tình không oán không hận nhìn mình, từ ánh mắt nàng, Lăng Thiên có thể thấy rõ ràng, cũng cảm giác được, an nguy của bản thân mình, trong mắt nàng còn quan trọng hơn tuyệt chứng của nàng nhiều lắm. Thậm chí là không biết so sánh như thế nào, phải chăng đã đến mức, một bên như Thái Sơn, một bên như Lông Hồng. Đây là một phần cảm tình như thế nào chứ? lăng thiên nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa ngọc băng nhan với đại trưởng lão của ngọc gia ngọc trảm thủy do lăng thần kể lại trong lòng không khỏi quay cuồng từng chập muội là nữ nhân của lăng thiên nếu như bây giờ muội chết bia mộ cũng chỉ có thể là lăng gia băng nhan không phải là ngọc gia ngọc băng nhan lăng thiên trong lòng chấn động đột nhiên không kiềm chế được vươn hai tay ra dùng một chút lực gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại của nữ tử trước mặt vào trong lòng mình ngọc băng nhan cảm thấy thỏa mãn nhìn khuôn mặt của lăng thiên cảm thụ nội lực của người trong lòng đang thông hành bên trong kinh mạch của mình trong lòng dâng lên một trận thỏa mãn nồng đậm cho dù tuyệt chứng quấn thân cho dù ắt không thể cứu chữa được cho dù ngày mai mình phải chết cuối cùng mình cũng đã là nữ nhân được người trong lòng thừa nhận hơn nữa lúc này hắn đang ở bên cạnh mình thế là đủ rồi thực sự thỏa mãn rồi trời xanh đã không phụ ngọc băng nhan ta rồi đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt của lăng thiên thấy ánh mắt hắn tựa hồ rất cổ quái tựa hồ rất cảm động rồi lại rất kích động sau đó xuất hiện những tia bỏng cháy, kế tiếp Ngọc Băng Nhan liền cảm thấy mình chợt nằm TANG một lồng ngực ấm áp. Hắn ôm mình thật chặt, tựa như không muốn buông tay ra vậy. Thật là ấm áp, khóe miệng Ngọc Băng Nhan cong cong, muốn cười, nhưng hai dòng nước mặt lại tuôn ra, lặng lẽ tí tách rơi trên vai Lăng Thiên. Một lúc lâu, Lăng Thiên trầm thấp hỏi, Nhan Nhi, khoảng thời gian này, muội có cảm thấy đặc biệt khó chịu trong cơ thể hay không? Ngọc Băng Nhan nằm ở trong ngực hắn, hạnh phúc hí khí thức đặc trưng trên người Lăng Thiên, khép hờ hai mắt nói, không có đâu. Thực sao, Lăng Thiên hoài nghi trừng trừng mắt hỏi, hi hi, thỉnh thoảng có, bất cứ so với ngày xưa mạnh lên nhiều lắm. Ngọc băng nhan cười duyên, cái đầu nhỏ rúi vào trong lồng ngực của Lăng Thiên, ra sức ngọ nguậy, nghỉ non nói. Thanh âm trong sáng lại nhàn nhạt có thêm chút ý tứ thỏa mãn. Tựa hồ chỉ cần như vậy, đã là quá đủ rồi, không muốn mong chờ thêm gì nữa. Thỉnh thoảng có, Lăng Thiên dùng cầm cọ cọ lên mái tóc dày mềm của Ngọc Băng Nhan, ánh mắt thâm thúy mang theo suy nghĩ sâu xa nói huynh có để lại đại hoàn đan cho muội trong khoảng thời gian này muội ăn mấy lần rồi ăn hai lần tựa hồ cảm giác có chút không quá thích hợp ngọc băng nhàn ấp a ấp úng nàng còn nhớ rõ lăng thiên từng nói muốn nàng nửa tháng ăn một lần nhưng sau khi nàng nghe nói đại hoàn đan có công hiệu lớn như vậy nhất là biết được một viên đan dược có thể tạo thành một cao thủ lại không muốn ăn chỉ đến khi nàng thực sự chịu không nổi thì mới ăn một viên hơn nữa mỗi lần ăn thì trong lòng rất bứt sức cho rằng, những thứ này nếu như cấp cho thủ hạ của Lăng Thiên ăn vào, thì có thể sẽ trở thành một cỗ chiến lực cực mạnh của Lăng Thiên. Nhưng nếu cấp cho mình thì thật quá lãng phí, mà mình có ăn vào thì sau đó căn bản không có mấy tác dụng. Ngọc Băng Nhàn mỗi lần nghĩ như vậy, luôn luôn cảm thấy mình thật sự là rất vô dụng. Không chỉ không thể giúp được gì cho Lăng Thiên, lại thành một gánh nặng lớn của hắn. Càng nghĩ như vậy, nàng càng cảm thấy buồn bã, tâm linh bị tổn thương, càng không muốn ăn đại hoàn đan chỉ ăn hai lần, chân mày lăng thiên cao lại, có chút bất mãn nói, không phải kêu muội nửa tháng ăn một lần sao. Vì sao chỉ ăn hai lần, thân thể ngọc băng nhan mềm nhũn trong lòng ngực hắn, nghĩ tới nghĩ lui, liền cầu xin tha thứ nói, trí nhớ của muội không tốt, cho nên hay quên. Lăng thiên hừ một tiếng, hắn nhạy cảm biết được mấu chốt của vấn đề, giận tái mặt, không phải à sau khi biết được công hiệu của đại hoàn đan rồi muội không muốn được ăn sao. Tâm niệm lăng thiên chuyển động, càng, nghĩ càng thấy có khả năng, sắc mặt lạnh hơn, muội muốn giữ lại cho huynh. Để huynh đề thăng công lực, hoặc là để cho huynh dùng cái này đề thăng công lực cho thuộc hạ. Tạo ra đội ngũ cao thủ phải không? Ngọc băng nhan đáng thương nói, thiên ca, người ta biết sai rồi mà. Lăng thiên thở dài một tiếng, nói, nhan nhi, muội hẳn phải biết rõ thân thể mình, đương nhiên. Mục đích ban đầu khiến ta luyện chế đại hoàn đan đúng là để giúp bọn lăng kiếm để thăng công lực, nhưng sau khi có thiên niên huyết tham và băng tinh hỏa liên, nó không chỉ có tác dụng để thăng công lực, hơn nữa vừa vặn khắc chế đối với huyền âm thần mạch của muôi, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Lại nói, đại hoàn đan này một lò mới cho ra 13 quả đan dược, vượt xa phỏng đoán ban đầu của huynh, mà loại đan dược này một người chỉ có thể dùng một viên thôi. Nếu như muội có lưu toàn bộ lại cho huynh, thì huynh phải đi đâu tìm nhiều cao thủ như vậy để bồi dưỡng chứ. Hiệu lực của đan dược mạnh mẽ đến mức này, nếu như võ công thấp kém, trái lại nội lực của người lạm dụng nó sẽ khiến thân thể bạo liệt. Huống chi, phàm là người dùng cái này đều nhất thiết phải là nhân tài hoàn toàn đáng tin mới có tư cách, bằng không chúng ta hao hết tâm tư nếu bồi dưỡng ra một địch nhân cường đại, chuyện này chẳng phải là cực kỳ không hay sao. Cho nên huynh chỉ lưu đủ số lượng yêu cầu, còn lại 30 viên đều để lại cho muội. Lăng Thiên ôn hòa nhìn nàng, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng trên mặt nàng, nói: "Muội biết không, lúc trước huynh dự tính, sau khi muội ăn đại hoàn đan trong một năm, nội lực của đại hoàn đan tại trong cơ thể muội sẽ ngấm ngầm ăn mòn hàn độc, hàn độc nhất định sẽ còn dư lại một chút thôi, sau đó huynh có thể dùng nội lực nương theo dược lư xê mạnh mẽ của đại hoàn đan bức hết hàn độc trong cơ thể muội ra ngoài. Nhưng muội lại không chịu ăn, làm cho huynh vô cùng thất vọng. Còn một điểm nữa, nếu bỏ lỡ cơ hội trị liệu này thực sự sẽ rất đáng tiếc. Vì không muốn làm cho Ngọc Băng Nhan lo lắng, Lăng Thiên cố ý đem chuyện tình trị liệu nói qua loa một ít, nếu như để Ngọc Băng Nhan biết muốn bước độc ra khỏi cơ thể nàng thì Lăng Thiên phải mạo hiểm rất nhiều nếu vậy thì nói cái gì nàng cũng sẽ không tán thành thậm chí lặng lẽ rời đi cũng không biết chừng thì ra là thế thiên ca huynh yên tâm sau này nhan nhi không dám không nghe lời nữa được không ngọc băng nhan tràn đầy hổ thẹn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên đáng thương nhìn lăng thiên cầu xin nói xem ra cần phải làm cho nàng yên lòng mới được nhìn biểu tình trên mặt ngọc băng nhan lăng thiên vẫn còn có chút hậm hực trong lòng thầm nghĩ vì vậy lăng thiên bèn thở dài một hơi vẻ mặt thất thần nói nhan nhi muội còn nhớ rõ không lúc chúng ta mới gặp nhau huynh đã từng nói huynh có biện pháp trị hết bệnh của muội ngọc băng nhan gắng sức gật đầu nói đương nhiên muội nhớ rõ nàng đột nhiên có chút danh mãnh cười mang theo một chút xấu hổ nói thiên ca nói một câu nào đến bây giờ muội đều nhớ kỹ lăng thiên cười cười nói biện pháp của huynh chính là đại hoàn đan này chỉ cần muội nghe theo cách thức của huynh liên tục dùng nó sau khi công lực muội đề thăng tiếp đó để lăng thần hỗ trợ huynh một trước một sau, một khu một hấp, liền có thể triệt để chữa trị cho nàng khôi phục lại như thường. Vậy mà muội lại không nghe lời, dĩ nhiên 4 tháng trôi qua, mà chỉ dùng có hai lần. Chắc chắn dược lực trong cơ thể đã tiêu hao hết rồi. So với dự tính của huynh, xem ra nếu muốn bước hàn độc, chỉ sợ cần phải tốn rất nhiều khí lực nữa. Ngọc băng nhan thốt lên một tiếng, cặp mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ lo lắng, bất an nói chuyện này. Đối với huynh có nguy hiểm hay không? Lăng thiên cao mày, Nói, nếu là dựa theo kế hoạch bước độc đã vạch sẵn, nguy hiểm đương nhiên cũng có, bất quá. Nếu muội có thể làm một việc, vậy chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm. Việc gì? Muội nhất định nghe theo." Ngọc Băng Nhan cấp bách nói, "Đó chính là, từ giờ trở đi, trong vòng 3 tháng, mỗi 10 ngày muội phải dùng một viên Đại Hoàn Đan, bất luận có chuyện gì cũng không được gián đoạn. Hết 3 tháng thì lần cuối cùng dùng hai viên, như vậy nhiệt lực trong cơ thể của muội có thể sẽ đạt đến trình độ sấp xỉ với Hàn Độc, trong một ngày một đêm sau khi muội vừa uống thuốc, bọn huynh sẽ đồng thời phát công, nội ngoại phối hợp, triệt để bức Hàn độc ra, tin tưởng sẽ là một chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu muội vẫn không muốn dụng thuốc, thì độ mạo hiểm khi bọn huynh bức độc ra sẽ tăng lên, một khi có sai sót, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bị chết bỏ mệnh. Ngay cả khi bọn huynh không bị tổn thương, nhưng mà bệnh của muội trong chốc lát sẽ bộc phát ra ngoài cơ thể, sẽ nguy hiểm tính mệnh. Nhan Nhi, chúng ta thật có thể đi đến bước này lẽ nào muội không mong muốn cùng ta sống với nhau trọn đời sao? Sắc mặt Lăng Thiên trầm trọng, ngữ khí càng vô cùng ngưng trọng. Chương 577, Đông Phương có biến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngọc Băng Nhan nhất thời hoa dung thất sắc, a à một tiếng thét lên kinh hãi, bàn tay nhỏ nhắn cố sức che đôi môi đỏ mọng, trong mắt ngập tràn vẻ sợ hãi, cái đầu nhỏ đáng yêu mạnh mẽ gật một cái, nói Thiên Ca yên tâm, muội nhất định sẽ uống thuốc đúng giờ, tuyệt không để Thiên Ca phải mạo hiểm vì Băng Nhan nói rồi trên mặt nàng nổi lên một trận đỏ ửng cúi đầu thanh âm lý nhí gần như không thể nghe thấy nói thân thể này của nhan nhi đã thuộc về chàng tất nhiên muốn sống tới đầu bạc giang long với thiên ca không rời không bỏ nói xong câu cuối cùng này vị tiểu công chúa này rốt cuộc e thẹn vùi thật sâu khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt vào trong lòng lăng thiên lăng thiên cười ha hả từ lòng ngực hắn rõ ràng có thể cảm nhận được ngọc băng nhan đang rung động chỉ nghe lăng thiên sủng nịnh nói nhan nhi muội đã từng nghĩ đến qua 30 năm, 50 năm nữa, chúng ta sẽ giả đi, chân không bước nổi, sau đó chúng ta mỗi người ngồi trên một chiếc ghế trong ánh mặt trời, thay nhau đếm trên đầu đối phương xem còn lại bao nhiêu cộng tóc đen. Cười vui nhìn con cháu chúng ta nô đùa trước mặt, đó mới là cảnh giới cao nhất phu thê bên nhau suốt đời. Ngọc băng nhàn e thẹn ừm một tiếng, tâm say ý xưa, len lén, lén ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú của lăng thiên, không nhịn được mà thầm nghĩ trong lòng, nếu có thể cùng thiên ca ở bên nhau suốt đời, đến lúc đầu bạc, là chuyện tình hạnh phúc đến mức nào, cho dù đổi cho ta làm thần tiên, ta cũng không muốn đổi. Ngọc băng nhan hạnh phúc mơ tưởng, nhón tay ngọc mảnh khảnh nhẹ nhàng ôn nhu vẽ lên ngực lăng thiên một đồ hình, nhu tình tràn đầy trên mặt. Hai người dựa sát vào nhau, cả hai đều cảm thấy giờ khắc này thật an bình, thật thỏa mãn, thật hạnh phúc. Lăng thiên mỉm cười gật đầu, với nữ hài tử toàn tâm toàn ý yêu mình say đắm này, lăng thiên thương yêu từ tận sâu trong đáy lòng, với ý nghĩ của ngọc băng nhan, lăng thiên đương nhiên cũng suy vô cùng, nếu mình không nói nghiêm trọng như vậy, sợ rằng nha đầu này khi dung đại hoàn đan vẫn sẽ lo được lo mất. Mà hiện tại Lăng Thiên cần nhất là phải khiến cho Ngọc Băng Nhan quan tâm đến chính bản thân nàng, làm cho nàng cảm thấy bệnh tình của mình có liên quan đến Lăng Thiên, sau đó để cho Ngọc Băng Nhan suy tưởng về tương lai tiền cảnh vô cùng tốt đẹp mà kích khởi khát vọng sống sót của Ngọc Băng Nhan đối với sinh mệnh của nàng. Tin rằng bằng cách này, nhà đầu này sẽ không chỉnh mảng tiến hành uống thuốc, Lăng Thiên cũng có thể thả lỏng tâm trạng buồn lo. Sau 3 tháng, thân thể Ngọc Băng Nhan đã được điều dưỡng đến trạng thái khỏe mạnh nhất. Lăng Thiên liền có thể nắm chắc một lần nhổ tận gốc hàn độc. Đặc biệt bây giờ còn thêm lê tuyết nữa, tự nhiên lại nắm chắc thêm vài phần. Nguyên bản Lăng Thiên muốn trừ bỏ huyền âm thần mạch vào hôm nay, nhưng sau khi dung nội lực dò xét, mới phát hiện Trung Quy mình đã quá coi thường quái bệnh này. Cho nên Lăng Thiên mới tăng lượng đại hoàn đan của Ngọc Băng Nhan lên gấp đôi. Bất quá bằng cách này, khi trừ bỏ hàn độc thì nhất thiết phải thuận tiện giải trừ luôn cả dược lực của đại hoàn đan trong kinh mạch bằng không dược lực của đại hoàn đan cũng đồng dạng kinh khủng trong cơ thể cua ngọc băng nhan đã không còn huyền âm thần mạch kiềm chế dựa vào tu vi nông cạn thấp kém của nàng lúc này trăm vạn lần không chịu nổi dược lực cường đại của đại hoàn đan trùng kích sau ba tháng lăng thiên trầm chậm hít một hơi ba tháng sau chính là mùa đông lạnh lẽo vừa đến khí trời cũng không quá lạnh bất quá trong ba tháng này lại cần phải làm chút gì đó mới tốt đây lăng thiên ngẫm nghĩ cũng không biết qua bao lâu khi vừa chuyển thân định đứng lên thì phát hiện ngọc băng nhan không biết tự lúc nào đã ngủ trong lòng mình trên khóe miệng nàng còn vương vấn nụ cười hạnh phúc ngọt ngào thỏa mãn ngủ ngon vô cùng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ trong lòng mình lăng thiên có một kích động muốn dùng bản thân mình che chở cho nàng hắn rất rõ ràng vì sao giữa ban ngày mà ngọc băng nhan lại ngủ trong lòng mình không kìm được lòng thầm nghĩ trong mấy tháng mình rời khỏi đây không biết nhà đầu này bình yên tiến vào giấc ngủ đêm được mấy lần hiện tại mình đã bình an trở về sự lo lắng trong lòng ngọc băng nhan bốn tháng qua đã thực sự hạ xuống cho nên cứ thế mà ngô thật ngon trong lòng lăng thiên trỗi lên một cỗ cảm động cứ như vậy lặng lẽ ôm thân thể mềm mai nhu nhược của ngọc băng nhan không ngồi yên nhúc nhích bốn phía lặng im không chút tiếng thời gian vô thanh vô tức trôi đi vài ngày trong mấy ngày này sau khi kiên chỉ uống thuốc ngọc băng nhan không ngừng luyện công, còn Lê Tuyết càng thêm hiểu rõ lực lượng của biệt viện thêm một bước. Tiêu nhãn tuyết thì lại vì tình hình tài vụ hỗn loạn của lăng phủ biệt viện mà bận bịu đến sứt đầu mẻ chán. Lăng thần vẫn kiểm soát chung toàn cục, không việc gì không dính vào, chỉ có lăng thiếu ra, ngày qua ngày ung dung vô cùng. Toàn bộ sự tình đã được an bài xuống phía dưới, không cần hắn tự thân động thủ, luôn luôn ngồi hơi nhàn rỗi khiến cho lăng thiên nhàn quá hóa lười. Ban ngày luyện công, đọc sách, buổi tối ôm lăng thần nói vài lời tâm tình, đương nhiên, cũng làm vài chuyện khác, ngày qua ngày tiêu giao không gì sánh nổi. Một mạch tới hôm nay, Đông Tây Nam Bắc bốn mạng lưới tình báo lớn nhất của lăng phủ biệt viện trở lại báo tin. Lăng cửu phụ trách tình báo nhà Đông Phương như cơn lốc cuốn chạy vào trong lăng phủ biệt viện. Vẻ mặt hoảng loạn, một thân đầy mồ hôi nóng, chỉ một lát sau. Lăng thần vẻ mặt bình tĩnh nhanh chóng tiến vào phòng lăng thiên, công tử, phương đông chỉ sợ đã xảy ra chuyện rồi. Hả, Phương Đông có chuyện không hay ư, Lăng Thiên ngẩng đầu lên, Lăng Cửu truyền tin đến ư, đúng ạ, à, từ ba ngày trước, Lăng Cửu không thu được tin tức trong thành, cho đến tận hôm nay cũng không nhân được tin tức gì hết, mà liên tục 3 ngày nay đã truyền hồi tin tức của những người trong thành kia ít nhất 4 lần rồi. Ngữ khí Lăng Thần có chút ngưng trọng, từ khí hệ thống tình báo của Lăng Phủ Biệt Viện thành lập tới nay, chuyện như thế này phát sinh mới là lần đầu tiên. Đặc biệt là phát sinh trước khi đại chiến nổ ra như vậy lại càng không bình thường. Lăng Thiên gõ gõ ngón tay xuống bàn, chậm rãi hỏi Đông Phương Thành. Chính là tòa thành thị vắt ngang tuyến đường hành quân của Tiêu Phong Dương phải không? Dạ, Đông Phương Thành là lá chắn quan trọng nhất phía Đông Thành Thừa Thiên, nếu một khi Đông Phương Thành bị mất vào tay địch nhân, như vậy mạnh quận, chu khấu, cùng khúc huyện đều triệt để bại lộ chịu sự công kích của đại quân của Tiêu Phong Dương. Đột phá mấy mấy thành trí cách đến Đô Thành Thừa Thiên cũng chỉ còn chưa tới 150 dặm. Hơn nữa, ven đường đều là các vùng đất bằng phẳng, không có bất kỳ một cửa ải quan hiểm nào đê chấn giữa. Lăng thần có chút lo lắng, nặng nề nói, xem ra cuối cùng tiêu gia không nhẫn nhịn được, muốn động thủ với chúng ta trước rồi. Lăng thiên cười nhẹ, trong mắt hiện lên một đạo hàn cang, huynh vốn định lôi kéo nam trịnh một chút, trì hoãn cho đến khi đông phương kinh lôi có thể sở hữu một lực lượng nhất định, sau đó ba mặt giáp công tiêu phong dương, không ngờ con cáo giả này lại tranh giành phát. Động trước, hơn nữa cô quân đột kích từ xa công kích đông phương thành, có chút không quá phù hợp với tác phong của tiêu phong dương nha. Lăng thần suy nghĩ thật sâu, gật đầu nói, công tử, bây giờ có nên phái người đi tới thám thính một chút không? Lăng thiên cười ha hả, nói, thần nhi, hiện tại huynh đã trở về đâu? Đương nhiên vẫn do muội đương ra tác chủ, muốn làm thế nào, phải làm thế nào? Huynh muốn hảo hảo xem xét bản lĩnh bày mưu tính kế của thần nhi, được không? Công tử lại trêu chọc muội rồi, lăng thần không chịu, uốn éo thân thể lập tức nói tình báo ở đông phương thành tuy rằng tạm thời gián đoạn nhưng ba thành xung quanh vẫn bình thường cho nên muội đoán rằng địch nhân chỉ phát hiện ra đông phương thành này thôi cũng chỉ công kích duy nhất nơi này ba thành xung quanh kỳ thực vẫn chưa bị ảnh hưởng xem ra bọn hắn cũng không thể ép cung được bất kỳ cái gì từ người của chúng ta bằng không tình báo ba thành xung quanh cũng sách đê bị nhổ tận gốc mới đúng mắt lăng thần lóe ra tia sáng trí tuệ phân tích nói mà căn cứ vào tin tức ban thành xung quanh truyền về không có tin tức cụ thể về hành động của đại quân tiêu phong dương cho nên công kích nhằm vào đông phương thành hẳn là do cao thủ tinh nhuệ của tiêu gia tiểu cổ gây nên không phải xu hướng của đại quân mục đích chủ yếu của bọn chúng hẳn là loại trừ tai mắt của chúng ta tại đông phương thành nếu là như vậy mà nói sự tình chỉ có hai khả năng lăng thiên mỉm cười nghe lăng thần phân tích trong lòng rất thỏa mãn xem ra lăng thần trong đoạn thời gian mình không ở nhà thực sự đã tiến bộ rất nhiều Tư duy lúc này của nàng đã có hình hài ban đầu của một loại thông soái tinh minh. Điều này làm cho Lăng Thiên cảm thấy vô cùng vui mừng. Chỉ nghe Lăng Thần tiếp tục nói, thứ nhất là Tiêu Phong Dương chuẩn bị một lần nắm Đông Phương Thành, tiến thẳng tới bức vùng nội địa thừa thiên ta, mục đích thứ hai hẳn là đoạn tuyệt tình báo phía đông của chúng ta, sau đó quân đội của Tiêu gia chuyển qua một hướng khác. Cả hai loại khả năng, này, vô luận là loại nào, cũng không thể coi như không quan trọng. Vậy, lấy cách nhìn của muội loại khả năng nào quan trọng hơn? Lăng Thiên nheo mắt cười hỏi. Thái độ ung dung của Lăng Thiên làm cho tâm cảnh của Lăng Thần có chút rối loạn, rồi cực nhanh bình tĩnh trở lại. Lăng Thần chậm rãi ngồi xuống, cao mày suy nghĩ một hồi, có phần không xác định nói, thần nhi cho rằng, hắn là loại khả năng thứ hai lớn hơn. Dù sao một mình thâm nhập, khẽ động cũng sẽ có nguy cơ bị tận diệt, với cách đối nhân xử thế của tiêu phong dương, tựa hồ không quá có khả năng làm như vậy. Lăng Thiên cười tán thưởng, hỏi tiếp, nếu nói khả năng thứ hai, vậy khả năng di động tiêu phong dương theo hướng nào sẽ lớn hơn. Nói xong, Lăng Thiên liền mỉm cười gợi ý, một bên là 20 vạn đại quân của phụ thân đang rằng co với Nam Trịnh, một mặt khác lại là 15 vạn đại quân của trầm đại tướng quân đặt ở biên cảnh Thừa Thiên Ta và Đông Triệu. Nếu tiêu phong dương có hành động khác, tất nhiên sẽ lựa chọn một trong hai phương này. Cự ly quân đội của tiêu phong dương với hai nhánh quân này đều không quá sai biệt. Lăng Thiên cười cười, muội cho rằng tiêu phong dương sẽ chọn phương nào. Lăng Thiên giật mình, chậm chậm nói, điểm này, hơi khó để phán định, lăng thần không nhịn được khẽ phì cười một tiếng, nói chuyện này, quân sư có biết không? Lăng thần nói muội tới trước, đã phái người thông báo cho quân sư đến đây nhị sự, hẳn là sẽ tới ngay bây giờ thôi. Lời còn chưa dứt, mạnh ly ca đã chậm chạp vén rèm cửa, bước vào. Nho nhã hành lễ, rồi chậm rãi ngồi xuống, lăng thiên lúc này mới phát hiện, trên tay vị quân sư này không ngờ mang theo một ấm trà tinh xảo lung linh, nhiệt khí lượn lờ, tràn ra hương trà nhàn nhạt thơm tho, tựa hồ còn mang theo vị đạo đắng chát nhẹ nhẹ. Không ngờ tiên sinh biết hưởng thụ vậy đó nha, lăng thiên không nhịn được nở nụ cười. Mạnh ly ca nheo mắt, tay vuốt tròm dâu dài, cười nói, là tướng quân, tránh kiêu tránh nóng nảy, phàm là trước đại chiến, đại sự mới bắt đầu, cần phải tính tâm trước tiên. Nếu tâm loạn, chiến cuộc liền loạn, lấy trà đạo để tính tâm, vốn là thói quen của ly ca. Đó là một thói quen tốt, lăng thiên khen, ừm, trà trong tay tiên sinh có phai là hạt sen phơi khô không? Chính là hạt sen phơi khô, Mạnh Ly ca có chút ngạc nhiên nói, công tử thực sự là người trong trà đạo sao? Vừa nghe liền đã nhận ra, thực sự làm cho Ly ca vô cùng kinh ngạc không thôi. Lăng thiên cười ha hả, ôn hòa nói, hạt sen phơi khô tản ra vị đắng, mà nếu là hạt sen giang, tuy rằng vẫn có vị nhẹ như thế, nhưng không có loại hương đắng chát này, tựa như ô mai tháng năm, thiếu vài phần xanh chát, nhưng chỉ vài phần xanh chát này, mới là chỗ đáng quý nhất của hạt sen. Lời này của công tử quả rất tuyệt, Mạnh Ly Ca vỗ tay rất tán thưởng, cười ha hả. Lăng thần có chút ấm ức nhìn hai người này, sự tình cấp bách, người ta đã muốn đánh đến cửa, hai người họ vừa chạm mặt lại không thèm đề cập đến chính sự, trái lại bắt đầu thảo luận về lá trà, thật sự là không thể nào hiểu nổi. mươi 578, Minh Tuyến Ám Tuyến, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thật lâu sau, Lăng thần rốt cuộc mới nắm được một cơ hội, dẫn chủ đề nói. Chuyện của hai nam nhân kia trở lại, lăng thần thậm chí rất hoài nghi, nếu như mình không một lần nữa kéo trọng tâm câu chuyện trở lại, hai nam nhân này có khi nào thảo luận về trà đạo đến thời viễn cổ hay không đây? Vào lúc mình cắt ngang câu chuyện của họ, thì bọn họ đã ngược dòng thời gian nói về trà thụ mấy ngàn năm trước, hơn nữa còn không có chút ý định nào muốn dừng lại. Ba mặt bên ngoài hơn 10 vạn đại quân địch đang dục dịch, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra một hồi chiến sự cực lớn, trong khi ấy hệ thống tình báo của bên mình đột nhiên vô pháp vận hành đây là chuyện cấp bách đến mức nào theo cách nhìn của lăng thần cho dù là hình dung ba quân cùng tiến đến cũng không quá đáng nhưng hai người này tèm để ý dù chỉ một chút lăng thần không thể không lo lắng đến tột cùng là mình chuyện bé xé ra to hay là dây thần kinh của hai người kia lớn quá mức nhưng vô luận là lăng thiên hay là mạnh ly ca đều là những kẻ thần kinh có vấn đề hay sao mạnh ly ca lẳng lặng nghe lăng thần lần lượt kể ra từng sự kiện tay vuốt dâu mỉm cười nhìn Lăng Thiên, nói chuyện này Lão Phu đã có một khái niệm cơ bản. Không biết công tử nghĩ như thế nào, Lăng Thiên đảo mắt khinh thường nói, nhà ngươi mới là quân sư, có phải không? Nếu như chuyện gì cũng hỏi ta nên làm thế nào, ta đây còn cần gì các ngươi nữa? Nét mặt hòa nhã, cười dài, nói, đang định thỉnh quân sư chỉ ra vài điểm sai lầm, giải trừ nghi hoặc của Lăng Thiên. Mạnh Ly ca cười một cách đầy tin tưởng, nói, nếu tin tức công tử hiện đang tỏa chấn ở Thừa Thiên được truyền đi, sợ rằng tiêu gia quyết không dám triển khai hành động lớn mật đến như vậy sẽ không thanh trừ nhân viên của chúng ta dù sao ngàn năm qua một lệnh đổi một mạng của vô thượng thiên cũng chưa một lần thất thủ nhưng cũng bởi vì cái dạng này nếu công tử trở thành ngoại lệ duy nhất dưới sự uy hiếp của gian sơn lệnh tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ đại lục rung động hơn nữa với chiến tích không chút cố kỵ sông pha giữa vạn quân của công tử tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào dám khinh thường lựa chọn duy nhất của bọn họ đó là gia tăng liên hệ với nam trịnh Đông Triệu, sau đó khu động binh lực. Của hai nước này đối chiến trực diện với Lăng Gia Ta. Về phần đại quân của Tiêu Gia, sẽ vào thời khắc khẩn yếu của cuộc chiến, khi ba phương thế lực đều đã tổn hại nặng nề sẽ xông ra đánh áp, làm ngư ông đắc lơi, tạo ra một kích chí mạng lập đỉnh càn khôn. Đây mới là phong cách tác chiến của Tiêu Phong Dương. Với người nhà này, ta đã từng nghiên cứu hơn 30 trận lớn nhỏ điển hình của hắn. Người này dụng binh cao minh quỷ quyệt khó lường hư hư thực thực, biến hóa thất thường nhưng chỉ cần lưu ý, Trung Quy lại cũng có thể nghiên cứu cặn kẽ được quy luật nhất định của hắn. Trong hơn 30 trận chiến của người này, trận chiến thực sự đường đường chính chính, đánh chính diện để thủ thắng, thật sự đã ít lại càng ít. Đại bộ phận đều là chọn chiến thuật trước lấy quỷ kế mê hoặc địch nhân sau đó phát động một kích chí mạng. Đến lúc đó, sẽ hạ tổn thất của quân đội xuống mức thấp nhất, nhưng thu hoạch lại lớn nhất. Lăng Thiên nghe đến đây, đã ngầm hiểu rõ ý mạnh Ly Ca muốn nói, không khỏi thầm. Chiến thuật như vậy, Tuy nói có chút khó, phải chờ đợi cơ hội, nhưng lợi ích không thể nghi ngờ là rất lớn. Nhưng khuyết điểm cũng thập phần rõ ràng. Một khi đã có thói quen làm vậy, liền chẳng khác nào nếm được quả ngọt thì ngược lại có muốn dừng cũng không dừng được. Mà tiêu phong dương đó là như vậy, một mực mưa thuận gió hòa, có thói quen chiếm tiện nghi quen rồi. Nếu một cao minh chi sĩ từ điểm này mà phòng bị thậm chí tạo ra cảm bẫy, như vậy tiêu phong dương thậm chí là tiêu gia sẽ gặm quả đắng, mà nhất định sẽ là quả đắng rất to mạnh ly ca khẽ cười mà hiện tại chúng ta có lợi nhất chính là công tử đã bình an trở về thừa thiên ta dựa vào việc xem xét tác phong gần đây của tiêu phong dương để phân tích thì đây cũng là một lý do trọng yếu khiến hắn không có hành động như vậy cho dù thế nào hắn chắc chắn sẽ không liều mạng với đại quân của chúng ta dù sao thì mặc kệ là lăng đại tướng quân hay trầm đại tướng quân đều là lão tướng than kinh bách chiến trốn xa trường cũng không phải là nhân vật dễ đối phó một khi song phương đối đầu nhau rồi Chiến đấu tuyệt đối không thể giải quyết trong một thời gian ngắn, bất luận là phương nào cũng khó mà tùy tiện bước ra được. Hơn nữa, thương vong chắc chắn sẽ rất lớn. Nếu như lâu dài, một mình tiêu gia thâm nhập, chỉ khẽ động cũng có thể lâm vào nguy cơ toàn quân bị diệt. Cho nên với tác phong của tiêu phong dương tuyệt không mạo hiểm như vậy. Đôi nghi thành tú của lăng thần nhăn lại, có chút không phục nói, mạnh quân sư, lấy ý tứ của ngài, mục tiêu của tiêu gia kỳ thực là thừa thiên phải không? Nếu là như vậy bọn họ vì sao phải giữ lại lực lượng tình báo ở ba thành khác của chúng ta? Lẽ nào bọn họ không biết, chỉ cần bọn họ có động tính, chúng ta liền có thể lập tức thu được tin tức xác thực mà bố trí mọi việc hay sao? Mạnh Ly Ca khẽ cười, nói, sở dĩ ta có phán đoán này, có ba lý do, thứ nhất, trong mắt ngoại giới, công tử không có ở thừa thiên, lại đem việc giang sơn lệnh chủ truy sát, nội bộ lăng ra ngay cả có lăng thần cô nương ổn định trận cước thì chắc chắn cũng có hoảng loạn. Nói là nhân tâm hoảng sợ cũng chính là nguyên do thứ hai. Lăng gia ta hiện nay có 35 vạn đại quân ở bên ngoài. Hoặc là phải ổn định nhân tâm, che giấu sự suy yếu của mình, hoặc là cường thế xuất kích, chấn nhiếp thiên hạ. Nhưng vô luận là thế nào, nội bộ cũng sẽ bị hỏng. Huống chi, trong hàng ngũ hai đại quân, trước khi xuất trình quả thực đều được Lăng Phủ Biệt Viện bổ sung không ít nhân mã. Cho nên, lực lượng hiện tại của Lăng Phủ Biệt Viện, trong mắt người bên ngoài cũng có thể coi là miệng cọp gan thỏ. Thứ ba, về phương diện dụng binh hiện tại của Lăng gia ta nếu nội bộ vạn nhất sinh biến, tất nhiên ba đạo đại quân của tiêu gia, đông triệu, nam trịnh sẽ cùng lúc dẫn quân công tới. Đến lúc đó, tự sụp đổ, cho nên, lần này tiêu gia chắc chắn sẽ nghi ngờ thừa thiên. Cũng không chắc sẽ toàn quân tiến công, chỉ cần có 3 đến 5 ngàn binh mã tinh nhuệ âm thầm lẻn vào thừa thiên, tiến hành tập kích nhằm vào lăng gia ta và lăng phủ biệt viện. Với bên ngoài thì tung ra tin đồn, nói công tử đã chết trong tay tống quân. Chờ khi nhân tâm hoảng sợ, mấy lộ đại quân cùng lúc phát binh, liền chi phí thấp mà đổi lấy thắng lợi lớn nhất mạnh ly ca cười ha hả trong mắt tràn ngập vẻ cơ chí nếu ta là tiêu phong dương trừ cách này ra cũng không nghĩ ra được biện pháp nào có thể tốt hơn được nữa mà với tác phong nhất quán của tiêu phong dương bố cục như vậy cũng có tính khả năng cao nhất sắc mặt lăng thần sầm xuống nói như vậy với thực lực của tiêu gia và thiên thượng thiên lấy một đội chừng vài ngàn chiến sĩ tinh nhuệ bí mật tiềm nhập cho dù không đủ để một lần nhổ tận gốc thế lực thuộc về lăng gia thậm chí cho dù toàn bộ những người đó của tiêu gia bị diệt tại thừa thiên, nhưng lại là tràng cảnh đó là chuyện không thể tránh được. Trong khi đó hiện tại điều tiêu gia cần, chính là một hồi đại loạn ở thừa thiên. Lợi dụng hỗn loạn để thủ thắng, thậm chí là nam trịnh hay đông triệu, đều hy vọng một hồi đại loạn như vậy. Chỉ cần lăng ra bắt đầu loạn, ngay cả có thể tức khắc áp chế được, cũng sẽ truyền ra ngoài những tin tức bất lợi. Tiêu gia cùng với các phương thế lực khác, chờ đợi vừa vặn chính là loại tin tức như vậy mượn lời đồn đại có thể xuất động các lộ đại quân tiến thẳng vào thừa thiên. Đến mức như vậy, ắt sẽ tạo cho lăng ra một cái phiền toái cực kỳ to lớn. Nếu nói như vậy, chúng ta nên làm như thế nào? Lăng thần nhìn về phía lăng thiên và mạnh ly ca, chỉ thấy lăng thiên ngồi cười hì hì, mạnh ly ca thì tay vuốt tròm dâu dài, bộ dạng thong dong, trong lòng không khỏi an tâm vài phần. Thần nhi yên tâm, quân sư nếu đã nhìn ra ý đồ của đối phương, há không có biện pháp ứng phó. Lăng thiên mỉm cười nhìn mạnh ly ca, nói, nếu như ta ủy thác tiên sinh nắm toàn cục quân vụ, thì tất cả liền do tiên sinh làm chủ. Lăng thiên sẽ vì tiên sinh mà làm một tiểu tốt ẩn thân trước ngựa. Đâu có, cho tới khi xảy ra việc này, ta mới thực sự phát hiện ra công tử nhìn xa trông rộng đến mức nào, mưu tính sâu xa ra sao. Mạnh ly ca khe khẽ cười, kinh phục nhìn lăng thiên, công tử rõ ràng đã tìm ra cách ứng phó thích hợp cho từng chuyện, đều đã chuẩn bị thỏa đáng hết cả hiện tại ly ca chỉ là không tốn chút công sức nào cầm trong tay những bố trí lúc trước của công tử vận dụng ra mà thôi lời này của tiên sinh phải giải thích thế nào rốt cuộc là có bố trí gì vậy lăng thần kinh ngạc đôi mắt xinh đẹp mở to lăng thiên vốn đã giao mọi việc cho mạnh ly ca sao mạnh ly ca này lại nói đây tất cả đều là công lao của lăng thiên nhìn dáng vẻ của lão quả thật không giống như là thổi phồng lẫn nhau từ mấy năm trước khi công tử phân hệ thống tình báo của lăng phủ biệt viện thành nhất minh nhất ám tạo ra hai chủ tuyến, chuyện này thần cô nương không biết ư. Mạnh ly ca than thở một tiếng, thế gian liệu có ai tưởng tượng nổi, hệ thống tứ phương tình báo trải khắp nơi chấn nhiếp thiên hạ của lăng gia chỉ nằm trong tay một người. Cũng lại đều không thể hiểu rõ được lực lượng, mức độ nhanh nhạy cũng đã tới cực điểm. Tổ chức nghiêm mật càng khiến cho người ta nhìn thấy mà than thở. Nhưng lực lượng tình báo như vậy rồi, công tử vẫn như cũ âm thầm tổ kiến thêm một thế lực ám tuyến không chút liên quan. Thủy tinh lâu, mà lực lượng của ám tuyến này so với tứ phương tình báo không kém chút nào thậm chí còn mạnh hơn mạnh ly ca thở dài một tiếng nói cho nên vô luận địch nhân phá hủy mạng lưới tình báo thuộc về ám tuyến tới mức nào đi nữa chỉ cần thủy tinh lâu vẫn còn tồn tại chúng ta liền không có bất luận cái gì cần phải lo lắng về tin tức tình báo thu nhận được chắc hẳn sau khi công tử triển khai việc đó cũng đã phòng bị sẵn bước này rồi cho tới bây giờ ta mới biết công tử không ngờ lại thâm mưu tới mức như vậy lăng thiên cũng có chút ngạc nhiên hắn bí mật thành lập hệ thống tình báo thủy tinh lâu, tối đa cũng chỉ là vì để thuận tiện hành sự, hơn nữa còn là con đường vơ vét của cải trọng yếu. Không ngờ hiện tại bởi vì xảy ra chuyện tiêu gia lại bị mạnh ly ca cho rằng đó là sự sắp đặt từ trước. Thật xấu hổ mà, lăng thiên có chút không biết nói gì, thầm nghĩ, ngài mạnh ly ca chưa cắt à, ngài cũng xem ta cao quá rồi đó. Ta có thể nào đi nữa cũng không thể trông mong nhân viên của ta bị thất chứ. Lẽ nào sự chuẩn bị từ mấy năm trước của ta người do tự tay ta bồi dưỡng chết mất mấy mạng là do ta bày ra, là ra mưu tính sâu xa ư. Thế này thật quá khoa trương, thế nhưng nhìn bộ dạng tâm phục khẩu phục tự đáy long của mạnh ly ca, lăng thiên sờ cầm, cười khổ lắc đầu. Mà hiện tại đã có thủy tinh lâu âm thầm làm việc, vô luận tiêu ra có. Hành động nào, chúng ta đều có thể đón đầu, dần cho chúng một trận. Về dự đoán lúc trước, mạnh ly ca nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, sắc mặt trở nên thận trọng, nói ta chỉ dự đoán theo thói quen dụng binh của Tiêu Phong Dương. Kế hoạch chung thay đổi mau chóng, sự thực cũng không nhất định sẽ là như vậy. Tuy nói có phần nắm chắc, nhưng vẫn phải có những phòng bị khác. Cho nên từ giờ trở đi, hệ thống tình báo ở phương Đông vốn thuộc về Lăng Trì sau vài lần hoạt động, thuận theo tình thế hiện nay lập tức chuyển sang ẩn tang, tốt nhất là làm cho Tiêu ra nghĩ rằng, chúng ta vì tránh bị tấn công, đã triệt để rút nhân thủ trở về. Như vậy, nhất định sẽ có tác dụng tạo ra sự lơ là. Cùng lúc này, tiến đem một bước, liên hệ chặt chẽ với Thủy Tinh Lâu, mau chóng thu thập tình báo về những động tĩnh mới nhất của tiêu gia. chương 579, Lika Chi Mưu, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thứ hai, tại cuộc chiến với Nam Trịnh, bước đầu tiên của chúng ta cần làm là tung ra tin đồn. Nói rằng tiêu gia và lăng gia đã kết thành liên minh. Chuẩn bị thôn tính Nam Trịnh, việc này có quan hệ giữa tiêu gia gia chủ tiêu phong hàn và lão thái gia làm nền tảng sau khi tung ra lời đồn thì hạ thêm nửa diểm công phu. Sẽ có 5 phần trở lên nắm chắc thành công, cho dù không có ích, cũng khiến cho lòng người Nam Trịnh bất ổn, triệt để cắt đứt khả năng liên minh giữa Tiêu Gia và Nam Trịnh. Ít nhất cũng khiến cho bọn họ ngờ vực lẫn nhau một cách vô căn cứ. Trên mặt mạnh Ly Ca hiện ra vẻ rào hoạt, nói, sau đó đồng thời khi Tiêu Gia bắt đầu hành động. Chúng ta sẽ tung ra tin tức, nói rằng Lăng Thiên Công Tử đã đánh chết Giang Sơn lệnh chủ tống quân Thiên Lý nếu tiêu gia không giải lời đồn ra cũng không sao nếu giải thành công hai cái tin tức sẽ gặp nhau nếu tiêu gia tránh né không chiến tiếng tăm của lăng thiên công tử chắc chắn sẽ uy chấn thiên hạ càng tăng thêm danh vọng của lăng gia hai mắt lăng thần tỏa sáng ra sức gật đầu nàng cũng là người thông minh từ sự dẫn dắt của mạnh ly ca nàng đương nhiên cũng đã suy nghĩ ra những thứ tiếp sau trong lòng liền tính toán làm sao mới có thể thực hiện hai kế hoạch này đủ toàn mỹ nếu thực sự có thể thực hiện một cách thuận lợi toàn bộ kế hoạch của Mạnh Ly ca đưa ra. Như vậy, Lăng Gia không những không bị hao tổn, trái lại uy danh càng thêm đại chấn, không ngờ sau khi nghe được những tin tức ác liệt, mình có phần sợ hãi là thế, vậy mà chỉ sau buổi nói chuyện qua loa của Mạnh Ly ca, mọi lo lắng liền bị phá giải biến mất vô ảnh vô tung. Thậm chí còn có thể khuếch trương thế lực của Lăng Gia thêm một bước. Giờ khắc này, Lăng Thần lại càng khôn hoài nghi trí tuệ của Mạnh Ly ca. Thứ ba, tập kết lực lượng mã tặc ở phương Đông. Theo ta được biết, thì có hai cỗ thế lực tụ tập ở phía Đông phải không? Mỗi phần binh lực ứng với khoảng 3.000 người. Mạnh Ly Ca nói đến đây, có chút không rõ ràng hỏi một câu. Thế lực ở ngoài giống như Thủy Tinh Lâu, đều là lực lượng bí mật của Lăng Thiên, là cơ mật lớn nhất của Lăng Phủ Biệt Viện. Mạnh Ly Ca chỉ biết loáng thoáng, khắp nơi đều có dạng nhân mã như thế này tồn tại nhưng tình hình cụ thể về thực lực của những thế lực này cũng không có trong hồ sơ ở Lăng Phủ Biệt Viện. Bởi vậy Mạnh Ly Ca chỉ suy đoán mà hỏi một câu. Chỉ có mọt, nhân số không quá nhiều, chỉ có khoảng hơn ngàn người. Bất quá tất cả đều là lực lượng tinh nhuệ, nguyên bản một cỗ nhân mã đã được ta điều tới khu vực đại quân của đại tướng quân Trầm Nhu Hổ tùy thời phối hợp hành động. Mặt khác, vạn nhất đông phương kinh lôi có hành động khác thương, chỉ đội ngũ này chủ yếu là lực lượng tiếp ứng. Không khinh động, lăng thiên ồ một tiếng, giải thích, à, mạnh ly ca khép hờ đôi mắt, nếu nói như vậy. Kế hoạch cướp lương, của ta chỉ sợ phải thay đổi rồi. Bất quá đội ngũ một ngàn quân tinh nhuệ này, mặc dù không thể dùng để cướp lương, dùng để quấy rối đường vận chuyển lương thực cũng có thể thu được hiệu quả kỳ binh. Nếu là Tiêu Phong Dương bất động thì chi đội ngũ này đương nhiên cũng không cần phải động. Nhưng chỉ cần đại quân Tiêu Phong Dương khẽ động, chi đội ngũ đó liền lập tức bắt đầu hành động quấy rối, hoặc giết người, hoặc phóng hỏa, hoặc phá đường, nói ngắn gọn làm cho đường vận chuyển lương thực của Tiêu gia nảy sinh vấn đề dù chỉ kéo dài thời gian vận lương của tiêu gia thêm vài ngày. Cũng phải làm cho bằng được, Mạnh Ly ca cười hắc hắc, chỉ cần quân lương của tiêu gia tới trễ ba ngày trở lên. Trong khoảng thời gian này chúng ta liền có thể giải tin đồn. Nói rằng đã phá hủy kho lương của tiêu gia, nói chung làm cho nhân tâm trong quân đội đang hành động của tiêu gia. Tuyệt diệu, lăng thiên vỗ tay, nếu nhân tâm quân đội không ổn DNS, chúng ta liền mượn các thủ đoán như ám sát, phóng hỏa. Khiến cho quân lính nổi loạn, Chính là như vậy, Mạnh Ly ca cười ha hả nói, ngoài ra, trong khoảng thời gian này nhất định phải làm cho Đông Phương Kinh Lôi vô luận như thế nào cũng phải khởi binh khai chiến với Hoàng Thất Đông Triều khiến họ chính diện đối địch. Làm được như vậy thì cho dù tiêu gia muốn liên minh với Đông Triệu, Đông Triệu căn bản cũng không có lực lượng triển khai hành động quân sự với chúng ta. Huống chi còn 15 vạn đại quân của trầm đại tướng quân đủ để khiến cho Đông Triệu dưới tình thế loạn trong giặc ngoài tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác, có thể gióng chống mở cờ phái ra một đoàn đặc phái viên đến mua quốc đặt quan hệ ngoại giao. Mạnh Ly ca âm hiểm cười rộ lên, chỉ cần tới tặng tơ lụa vải vóc là được, cũng không nhất định phải làm cái gì khác, tin tưởng đủ để cho Nam Trịnh và Tiêu gia bán tín bán nghi. đợi làm xong bước này, liền chân chân chính chính bình chân như vậy, đến lúc đó chúng ta cũng bắt đầu nhắm vào đội ngũ của Tiêu gia toàn lực phản kích. do công tử và lăng kiếm lĩnh xuất nhân thủ tinh nhuệ, chúng giáo đầu thế huyết trong biệt viện nhất tề xuất động binh phân ba đường nếu tiêu ra thật sự phái từng nhóm nhỏ binh mã tinh nhuệ lần lượt tiềm nhập chúng ta sẽ khiến bọn chúng có đi không có về tiêu phong dương bất động liền dừng lại nếu phong động chúng ta liền nhân cơ hội lớn đó đuổi tiêu phong dương chạy về quê nhà ở đông nam xem ra mạnh quân sư trung quy không chịu buông tha rồi lẽ nào để ta an an ổn ổn ngủ vài ngày lại gây lên phản loạn lớn đến như vậy ư biết đâu đám đầu không óc đó đuổi ta ra ngoài thì sao lăng thiên suy nghĩ cười rồi nói đùa một câu, công tử chính là một người địch nhiều người. Mạnh ly ca vuốt sâu mìm cười, lấy bản lĩnh đại chiến với Giang Sơn lệnh chủ của công tử. Thế gian hiện nay, còn có người nào có thể làm gì được công tử? Mạnh mỗ đương nhiên rất yên tâm rồi. Nói đến đây, mạnh ly ca nháy mắt, mỉm cười nói, nếu công tử không muốn đi ra ngoài cũng được. Chỉ cần công tử lập tức chiếu cáo thiên hạ, đăng cơ làm hoàng đế, đương nhiên cũng sẽ không cần ra ngoài. Hắn cười ha ha hai tiếng nói, từ xưa đến nay, vẫn chưa bao giờ nghe nói qua có một vị hoàng đế nào đi ám sát cả. Ta đây vẫn phải đi thôi. Lăng thiên cười khổ hai tiếng, ra ra và phụ thân đều còn rất khỏe mạnh. Tiên sinh muốn ta đăng cơ làm hoàng đế, chẳng phải là đặt ta ở trên đống lửa hay sao, cũng chỉ cần một cái nghịch hiếu bất đạo này, cũng đủ để khắp thiên hạ tụ tập mà công kích ta rồi. Thực sự là nhìn không ra một nhà các ngươi, mạnh ly ca lắc đầu thở dài, ngôi vị hoàng đế bày sẵn rồi. Tổ tôn tam đại không ngờ ngừng người tránh như tránh hổ, Khiến người ta không thể hiểu nổi mà. Lăng thiên cười khổ trong lòng. Lăng chiến lão thái gia tuổi đã cao. Căn bản không nghĩ đến phương diện này. Tự nhiên sẽ không ngồi vào vị trí đó. Tính tình phụ thân lăng khe su như vậy. Cho dù ngồi ở trên ngai vàng hoàng đế sợ rằng một đời tức giận sẽ động võ với các đại thần ngay tại kim điện. Huống hồ hoàng đế phải có phi tử. Chỉ một điểm này. Có mẫu thân sở đình nhi cầm giữ. Cho dù có cấp cho lão cha lăng khiếu một trăm lá gan. Ông cũng không dám đi đến ngồi vào ngai vàng. Còn mình, trên có hai đời lão nhân, nếu mình ngồi vào, chẳng phải bằng nguyền rủa ra ra phụ thân chê sớm đi hay sao? Đây là điều kiêng kỵ nhất trăm vạn lần không thể phạm vào được. Cho nên tạm thời mà nói, hoàng vị cứ vậy mà chống trận, treo lơ lửng giữa không chung. Ách, mạnh tiên sinh, hay là ngươi nói tiếp chuyện của ngươi đi, lăng thiên cười gượng hai tiếng, lau mồ hôi, hơn nữa ngồi trên hoàng vị, vốn, không thể tự do, mà lăng hiên còn muốn tiêu giao tự tại thêm mấy năm nữa. Ha ha, mạnh ly ca nhìn lăng thiên, phì cười hai tiếng khẽ khàng, lúc này mới ổn định tâm tình. Suy nghĩ, khóe miệng lô ra một nụ cười nhàn nhã như đã thấy rõ tiên cơ, chỉ cần đám người công tử ngăn chặn thành công đám nhân mã tinh nhuệ của tiêu gia tiềm nhập. Dưới cảnh nhiều nơi cùng hành động, tiêu phong dương bốn bề thọ địch, cho dù hắn có muôn vàn diệu kế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lui binh. Đến lúc đó, kế hoạch đã được công tử dự định với Nam Trịnh, liền có thể mượn cơ hội này tiến hành ngay lập tức. Nhanh như thiểm điện tấn côn Nam Trịnh Nói cách khác Dưới tình huống khôn có bất luận ngoại viện nào Không tới một tuần trang Nam Trịnh liền phải mang họ lăng Chỉ cần thu được Nam Dịnh rồi Đông Triệu có đông phương kinh lôi làm nội ứng Chúng ta hai quân cấp tốc bao vây Thôn diệt Đông Triệu Đến lúc đó chỉ còn lại cuộc quét chiến với Tiêu Gia Giống như nửa gian sơn đã nằm trong tay rồi Ý của quân sư là Lần này chúng ta thậm chí có cơ hội có thể một lần tiêu diệt luôn cả Tiêu Phong Dương Cũng không thể hạ tử thủ sao mà là thả cho hắn rời đi có khi nào là thả hổ về núi không lăng thần nhạy bén cảm thấy dựa theo kế hoạch này mà tiến hành xuống cho dù nhất cử đánh tan đại quân của tiêu phong dương đây cũng không phải là không có khả năng nhưng trong kế hoạch cũng mạnh ly ca căn bản lại không nhắc tới việc này không khỏi có chút khó hiểu đưa ra nghi vấn không sai mạnh ly ca liếc mắt tán dương nhìn lăng thần giải thích tiêu ra là tài phiệt đệ nhất thiên hạ thực lực khổng lồ lại thêm có thiên thượng thiên ẩn ở sau cửa, hiện tại chưa phải là thời gian thích hợp quyết chiến với bọn họ. Huống chi hơn 30 vạn đại quân của họ ồ ạt áp tới. Nếu chúng ta tùy tiện đánh tan đội ngũ trung quân của Tiêu Phong Dương, tất nhiên sẽ khiến cho Tiêu gia xuất toàn lực phản công. Đến lúc đó, cho dù chúng ta có thể thắng, chắc chắn cũng sẽ là thắng thảm, được không bằng mất, lại ảnh hưởng đến kế hoạch an bài đối với Nam Trịnh và Đông Triệu. Thậm chí nếu Nam Trịnh, Đông Triệu cũng nhân cơ hội này tham dự vào chúng ta còn có khả năng chiến bại nữa lúc đó bốn bề thọ địch lại không thể chịu nổi cho nên lúc này không phải là thời cơ tốt nhất để đối phó với tiêu phong dương ngay cả chúng ta đã nuốt hắn vào trong miệng cũng phải nhổ ra ngoài mạnh ly ca ý vị thâm trường hít sâu một hơi nói như thế trong nháy mắt sẽ vạn biến mà chúng ta không thể trông cậy quá nhiều vào đông phương kinh lôi thế cục sẽ bất lợi với chúng ta lấy cách ứng nhân xử thế của đông phương kinh lôi có thể sẽ phản bội bất cứ lúc nào mà chiến tuyến của chúng ta đã khai mở quá dài, nhất thiết phải giải quyết xong Nam Trịnh trước khi Ngọc Gia chiếm ngô quốc. Trước mắt, đây mới là chuyện quan trọng nhất, nếu Ngọc Gia xuất thủ trước chúng ta một bước, chúng ta sẽ lâm vào cảnh hai mặt thụ địch, hơn nữa còn là địch nhân cường đại nhất đương đại. Do đó, một chuyện này cần phải suy nghĩ, lời này của tiên sinh không sai, Lăng Thiên nhìn thoáng qua mạnh ly ca, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói còn một điểm nữa, hiện tại ta đã định chủ với tiêu nhạn tuyết như vậy cách đối xử với tiêu gia còn cần phải tỉ mỉ cân nhắc thêm một vài phần nhất là mấy nhân vật đầu não của tiêu gia vẫn nên là có thể không giết thì không cần giết đi nếu nàng đã là nữ nhân của ta trung quy ta không thể làm cho nàng cả ngày lệ rơi ướt mặt được cũng không thể làm cho nàng bị khó xử kẹp giữa ta và gia tộc của nàng tư vị loại này thật là quá mức khó chịu không chỉ có tiêu gia mà còn có ngọc gia cũng đồng dạng như vậy ngọc gia có thể diệt Tiêu gia có thể diệt, nhưng Ngọc Băng Nhan và Tiêu Nhạn Tuyết, ta lại phải cấp cho họ một cái công đạo, cũng giống như lúc giữa ta và gia tộc các nàng đã chọn ra. Nếu các nàng đã lựa chọn như vậy, ta đây phải có nghĩa vụ làm cho nữ nhân của ta được hạnh phúc." Lăng Thiên thâm trầm nói, cho nên điểm ấy cần phải có chừng mực. Chúng ta vẫn phải nắm chặt một chút, về các chuyện khác, hoàn toàn làm theo lời của quân sư đi, ta không có bất kỳ ý kiến gì, cũng không có bất luận bổ sung nào. Sự bố trí của quân sư đã rất hoàn thiện ta rất hài lòng rồi. Lăng thiên nhìn Mạnh Ly Ca, mỉm cười nói, đa tả công tử, Mạnh Ly Ca đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, thi lễ. Lăng thiên như người né qua, chân thành nói, quân sư khách khí rồi, nếu ta không tin quân sư, hà tất mời quân sư đến nơi này. Ta đã tin quân sư, như thế, vô, luận quân sư quyết định như thế nào, ta cũng sẽ không hoài nghi. Lăng thiên nghiêm mặt nhìn Mạnh Ly Ca nói, cho dù là sai, cũng tuyệt không nghi ngờ chương 580, tin đồn khắp nơi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ngay cả sai, cũng tuyệt không nghi ngờ. Trong một thoáng ấy, toàn thân mạnh ly ca run rẩy chỉ cảm thấy trong lòng mình kích động trào dâng, một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu, khuôn mặt trắng trèo tức thì đỏ bừng lên. Hắn mạnh mẽ tự khắc chế, rốt cục khắc chế được tâm tình của bản thân. Khẽ nở một nụ cười lãnh đạm, nhưng khóe mắt cũng đã dớm lệ. Lăng thiên cười ha hả, vỗ vỗ vai hắn, quay đầu nói với Lăng Thần, nàng truyền xuống mệnh lệnh. Toàn bộ nhân thủ đánh lén do Lăng Kiếm tuyển định, lúc nào xong thì nói Lăng Kiếm tới tìm huynh ngay. Lăng Thần kính cẩn dạ một tiếng, xoay người bước ra. Cước bộ rời đi, lại phi thường ung dung tự tại. Thậm chí trong lòng còn có chút vui mừng, nếu đúng như những gì Lăng Thiên vừa mới nói, thì hắn giống như mưu thần, trí tuệ trong mắt, nhưng thật sự có chút lòng dạ đàn bà, thậm chí có thể phải vất vả hoàn thành đại nghiệp nhất thống nhưng một cử động đó thôi lại làm cho lòng lăng thần trào lên chút nhàn nhạt lăng thiên chính là như vậy một người đa tình với địch nhân hắn đương nhiên có thể không ngại dùng bất cứ thủ đoạn xấu xa nào thậm chí còn có một ít có thể liệt vào thủ đoạn đê tiện để đạt được mục đích cũng sẽ dùng có thể nói là không từ bất cứ thủ đoạn nào nhưng với những người hắn đã nhận định đó là người của mình lại vạn phần che chở tiêu nhạn tuyết như thế ngọc băng nhan như thế chính mình không phải từng nếm trải cảm giác đó hay sao lạ nghĩ trước đây phát sinh ra dạn nứt với long tường kẻ đứng đầu thừa thiên, không phải chỉ vì một thị nữ của hắn hay sao? Tiêu nhạn tuyết, Ngọc Băng Nhan, một người là Ngọc Gia, một người là Tiêu Gia, đều là đại tài phiệt đương đại cũng là cản trở lớn nhất trên đường tranh đoạt thiên hạ của Lăng Thiên. Nhưng Lăng Thiên lại có thể làm ra một quyết định vượt ngoài dự đoán của chúng nhân như vậy, chiếu cố tâm tình nữ nhân của hắn, nếu đổi lại là một nhân vật kiêu hùng khác, đâu thể như vậy chứ. Nhưng Lăng Thiên lại sẽ làm như vậy, hơn nữa vô cùng quan tâm. Ngay cả như vậy sẽ tăng thêm một ít những phiền phức không cần thiết trên đường tranh ngôi bá chủ của hắn, nhưng Lăng Thiên vẫn quyết định làm như vậy. Diệt tiêu ra, ngọc ra đều là những chuyện phải làm. Nhưng, với những nữ nhân được mình thừa nhận, có quan hệ với mình, lại luôn châm trước. Những lời này, đã đủ để nói rõ sự kiên trì của riêng Lăng Thiên. Cũng nói rõ Lăng Thiên bảo vệ nữ nhân của hắn tới mức nào. Tại cái xã hội mà phu thê như áo quần, huynh đệ như tay chân này, trong mắt nhân ra địa vị của một nữ nhân rất thấp kém, Lăng Thiên có thể làm như vậy, theo lập trường của một nữ nhân như Lăng Thần, thật sự là rất chân quý. Bảo vật vô gia dễ cầu, tình lang khó mà có được. Cho nên trong lòng Lăng Thần rất cao hứng, cũng rất cảm động. Lăng Thiên quay đầu, ha ha cười nói, quân sư, hiện tại cả ta và ngươi đều là một thân nhẹ nhàng vô sự. Tới, mau mang chung trà của ngươi lại đây, ta thưởng thức còn chưa tận hứng. Mạnh Ly Ca sảng khoái nở nụ cười, công tử muốn tiên hứng. Ly ca đương nhiên phải bồi công tử uống tới thống khoái rồi. Nói xong, hai người nhìn nhau, đều ngầm hiểu ý. Không khỏi nhìn nhau cười lớn, tin đồn bay, toàn bộ đại lục thiên tinh đột nhiên biến thành thiên hạ của tin đồn. Tin đồn, trong nháy mắt biến thành đại danh từ tin tức, còn tin tức chuẩn xác, lại cũng không tìm thấy đâu nữa. Một trong các tin đồn, công tử lăng thiên của thừa thiên bị cao thủ đệ nhất thiên hạ Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý tử vong truy sát, rốt cuộc duy trì được tháng thứ tư thì bị giết chít. Hiện nay Giang Sơn lệnh chủ đã quay lại vô thượng thiên, quay về giao Giang Sơn lệnh. Lăng gia đã bí mật mang thi thể của công tử Lăng Thiên về Thừa Thiên, nhằm tạm thời duy trì quân tâm ổn định, giữ kín không nói ra. Tin đồn thứ hai, Giang Sơn lệnh chủ truy sát công tử Lăng Thiên, bị công tử Lăng Thiên khéo léo sử dụng mưu kế, tuyệt địa phản kích, nhất cử đánh chết Tống Quân Thiên Lý, hiện nay, công tử Lăng Thiên đã thay thế Giang Sơn lệnh chủ, trở thành tân cao thủ đệ nhất thiên hạ, hiện đã trở thành nhân vật anh hùng vô song vô đối thủ hơn nữa giang sơn lệnh chủ truy sát như thế nào công tử lăng thiên phản kích ra sao hai người quyết chiến ở chỗ nào tình hình chiến đấu như thế nào kịch liệt tàn khốc vê vê càng được nhân sĩ giang hồ giải khắp mọi nơi mỗi người đều tựa như họ hàng thân thiết người giảng thuật thì mặt mày hớn hở nước bọt phăng tung tóe người nghe thì há mồm trợn mắt cứng họng líu lưỡi hai tin đồn rõ ràng trái ngược nhau ở khắp nơi thi thoảng cũng va chạm với nhau thậm chí giữa hai người giảng thuật cùng lúc còn xảy ra chuyện động chân động tay Trừng mắt gân cổ mà nói rằng tin tức của mình mới là sự thực, của đối phương căn bản chính là vô căn cứ. Trong lúc nhất thời, Đại lục Thiên Tinh triệt để trở nên sinh động, từ đầu đến cuối đầu xoay quanh chuyện này, xôn xao rất nhiều những cách nói khác nhau, có tin, có bán tín bán nghi, có cả những kẻ hả hê cười trên nỗi khổ của kẻ khác. Toàn bộ đại lục như một nồi nước sôi, khí bọt bốc lên không ngớt. Hai loại đồn đại đồng dạng cường đại, làm cho thế lực khắp nơi vừa mới dục dịch, lại như bị dội nước lạnh, đều im lặng nhìn sự tình biến đổi. Đúng lúc này, lại có thêm một cái tin tức mạnh mẽ hoành không xuất thế. Chấm chấm chấm, 20 vạn đại quân của Lăng gia tiến công Nam Trịnh không biết vì sao chiến sự bất động chậm chạp như vậy không? Hắc hắc ta biết, người Lăng gia sớm đã kết minh với người Tiêu gia, chờ nhân mã của Tiêu gia đến, hai nhà hợp binh với nhau, nhất cử thôn diệt Nam Trịnh, sau đó chia đều the en hạ. À, a à, nghe nói sau khi hai nhà diệt Nam Trịnh, sẽ lấy một con sông nào đó làm IOC hạt, đông là của Tiêu gia, tây là của Lăng gia, còn có một cái gì đó gọi là lăng hà tiêu giới, tin tức của ta có đúng lúc không chứ? Ta đã nói mà, tiêu gia cùng lăng gia vốn quan hệ mấy đời, nghe nói hai lão gia chủ còn là huynh đệ kết nghĩa vài chục năm nữa kìa, tiêu gia không tìm lăng gia hợp tác còn có thể tìm ai. Lăng gia có chỗ tốt đương nhiên cũng sẽ chia cho tiêu gia, công tử lăng thiên nhà người ta còn là con rể của tiêu gia nữa đó, kỳ thực, từ hôn gì đó, căn bản là thủ thuật che mắt mà thôi. Lăng thiên giả là công tử quần là áo lượt cũng chỉ là một cách che mắt, tiêu gai đánh nghi binh lăng ra đương nhiên cũng là thủ thuật che mắt, vẫn đường cũ, không có một điểm mới mẻ nào, cũng chỉ những kẻ ngu ngốc mới nhìn không ra, ta lại là người rõ ràng. Chấm chấm chấm, chính là như vậy, ha ha ha, nam trịnh này thật không may mà. Ừ, ừ, ồ, nghe nói binh mã của tiêu gia đã đến rồi, phỏng chừng là muốn lập tức tấn công đó. Lăng gia không chỉ cùng một trận tuyến với tiêu gia, khẳng định ngươi không biết, lăng gia đã kết minh với ngô quốc. Không tin, khốn kiếp lão tử lần trước đã tận mắt nhìn thấy đoàn đặc phái viên của lăng gia đi đến ngô quốc vì sao lúc này mới đi đến ngô quốc ta phỏng chừng nha là như thế như thế có chuyện như vậy đó nói thế tin tức của ta là rất thích hợp đó chịu phục chưa quỷ dị hoang đường nếu có chuyện lạ các loại thuyết pháp thể bồi son sắt ùn ùn tràn lan khắp cả đại lục thiên tinh có nói tốt đương nhiên có nói xấu có nói có thì sẽ có nói không có đương nhiên có cái kia sẽ có cái này có khẳng định thì sẽ có phản đối. Trong một thời gian ngắn ngủi, đại lục thiên tinh dường như vỡ tung, các loạn tin tức nhỏ lẻ như châu chấu quá cảnh. Đại lục thiên tinh như dâng lên một cỗ bát quái cuồng chiều, tốc độ truyền bá tin tức có thể so với gió lốc, trong nháy mắt đã thổi tới mỗi ngóc ngách của toàn bộ đại lục. Bắc Ngụy, khi Ngọc Mãn lâu nghe được những tin đồn phô thiên cái điện này, sắc mặt bình tĩnh đứng một hồi lâu, xoát ra một đạo mệnh lệnh duy nhất, toàn quân xuất động, trong thời gian ngắn nhất, san bằng Tây Hàn truyền tin cho ba vị các chủ, triệu tập 500 nhân thủ, lấy nhị gia tam gia dẫn đầu, xuất chiến thiên thượng thiên, phải toàn thắng. Sau khi những cao thủ của Ngọc gia đi đến thừa thiên đại bại vật lộn trở về Minh Ngọc Thành, Ngọc Mãn Lâu thấy đám đó chật vật tới cực điểm, chỉ còn chưa đến 10 người, hầu như tức giận còng lưng. Nhưng cao thủ Bạch Ngọc này là gần một nửa thực lực tinh nhuệ của Ngọc gia, gần như đã tàn lụi hoàn toàn. Tức thì xanh mặt tại chỗ phẩy tay áo bỏ đi, phong độ xưa nay ung dung trang nhã, bất động như núi không còn thấy nữa. Đã nhiều ngày trên dưới Ngọc Gia đều chìm trong bầu không khí vô cùng áp lực. Tràn ngập tiếng khóc lóc của những gia quyến có người nhà tử nạn. Lòng ngọn mãn lâu phiền não không thôi. Tiếp đó lại thêm sự kiện kinh người, 500 kỵ sĩ của thiên thượng thiên một trong tam đại ẩn môn đương thế, không chút kiêng nể xuất hiện bên ngoài Minh Ngọc Thành. Càng làm cho Ngọc Mãn lâu nổi trận lôi đình chính là, thiên thượng thiên dùng phước thức giang hồ đến bái sơn môn, công bố vì môn hạ đệ tử của họ đòi lại một cái công đạo, đội ngũ ấy đưa ra phương thức giải quyết rõ ràng song phương phái ra cao thủ tận lực đánh một trận vô luận thắng bại việc này đều sẽ kết thúc đây vốn là phương thức thông dụng nhất trong giang hồ để giải quyết vấn đề nhưng vào thời khắc này mà nói lại làm cho ngọc mãn lâu bực bội không ngớt thứ nhất lực lượng vô cùng tinh nhuệ của lôi ra sắp đến thứ hai lại đang ở trong thời khắc khẩn yếu dụng binh với tây hàn thứ ba tàn binh bại tướng ở thừa thiên vừa mới lui về lực lượng bị thua thiệt tổn hại vượt quá chín thành, hoàn hảo không tổn hao gì trở về không có lấy một người. Toàn, bộ ngọc gia đang trong thời gian bị mây đen sương mù bao phủ. Thiên thượng tiên đúng vào lúc này lại đưa ra yêu cầu đánh một trận lấy lại công đạo, lại sử dụng phương thức của giang hồ để giải quyết ân oán. Lựa chọn thời cơ vừa vặn chuẩn xác, chính vào lúc ngọc gia đang khó khăn nhất. Lúc này Ngọc Mãn Lâu đang đau đầu với đội hình xuất chiến, con bầy tẩy không thể động tới, cao thủ trong quân không thể điều ra, mà hiện tại Ngọc Mãn lâu còn không tán thành việc tiêu diệt toàn bộ nhân mã của Thiên Thượng Thiên ở đây. Thứ nhất tổn hại của mình nhất định sẽ lớn, thứ hai Thiên Thượng Thiên là sân sau của Tiêu gia, cũng là địch nhan chủ yếu của Lăng Thiên. Nếu ta giúp hắn giải quyết toàn bộ, phải quá dễ dàng cho tiểu tử kia sao? Vốn dĩ tính toán từ nhân thủ ở Thừa Thiên trở về, trong đó có mấy người là cao thủ tinh nhuệ cả gia tộc, hơn nữa nếu đã lộ mặt ở Thừa Thiên cũng không chắc để nói là đã bại lộ hay chưa nhưng mắt thấy toàn là những tàn binh bại tướng trở về, Ngọc Mãn Lâu thực sự không còn biết nói thế nào. Người nói Ngọc Trảm không ngươi là trưởng lão trong tộc, là cao thủ mà ai cũng biết của Ngọc Gia, nghe nói bị thủy gia phục kích, bị cao thủ tuyệt đỉnh phục kích, dọa cho sợ hãi, hàng đêm không dám ngủ, thậm chí còn có mất vài phần trí nhớ chuyện thế này phải tính ra làm sao. Đặc biệt nghĩ đến chính mình không ngờ phải vô cùng không tình nguyện giúp đỡ Lăng Thiên một cái đại ân. Ngọc Mãn Lâu càng phiền muộn không gì sánh nổi, hai người lại đang đánh cược, tuyệt đối là cược rất lớn. Đánh cược vô cùng lớn, trong vòng 5 năm, quyết chiến thiên hạ, thế nhưng tiêu gia hẳn là thực sự từ tay lăng thiên tới đối phó mình. Thế lực tiêu gia càng yếu, lăng thiên lại càng dễ dàng, khả năng thắng cược lại càng lớn. Nhưng cục diện hiện tại, Ngọc Mãn lâu buộc phải giải quyết đại phiền toái thiên thượng thiên này trước. Nói đùa, người ta đang đến cửa nhà mình, không giải quyết liệu được không đây? Chính mình cho dù không muốn ứng phí, thiên thượng thiên nguyện ý sao? hơn nữa chuyện này lại không nửa điểm liên quan đến đám người lăng. Thiên, thiên thượng thiên tự mình tìm đến cửa, nguyên nhân chính là vì do tam công tử Ngọc ra gây ra phiền phức. Cho nên Ngọc Mãn lâu càng cảm thấy tức giận không để đâu cho hết. Lại nghĩ đến tiểu nhi tử không chịu thua kém hăng hái tranh giành của mình, Ngọc Mãn lâu liền nổi trận lôi đình. Cái này gọi là chuyện gì đây? Cho nên mấy ngày nay Ngọc Mãn lâu càng nén giận lại càng một ngạt, thực sự là đóng cửa ngồi trong nhà. Họa từ trên trời rơi xuống, phiền phức của người ta không ngờ tự mình tìm lấy, tự đổ lên đầu mình. Khi Ngọc gia ta là bùn nhão muốn nặn thế nào cũng được phải không? Rõ ràng tự biến mình trở thành tam đại ẩn môn, cho dù lão tử không thể trêu vào vô thượng thiên là một chuyện, nhưng cũng không thèm để đám chó má thiên thượng thiên ngươi trong mắt. chương 581, sát thần xuất động, chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Khi Ngọc Mãn Lâu đang cân nhắc làm sao để ứng phó mà rơi vào mâu thuẫn, thì tất cả ồ ạt đến cùng một lúc như cuồng chiều, Khiến cho Ngọc Mãn Lâu rốt cục hạ quyết tâm. Người khác có lẽ không biết, nhưng Ngọc Mãn Lâu tách mình ra khỏi vòng xoáy kia lại biết rõ ràng, nhưng lời đồn này đến cùng có ý nghĩa gì? Sau khi phát ra mệnh lệnh, tâm tình Ngọc Mãn Lâu trở nên trầm trọng, chậm rãi đi dạo, bước đến phía trước cửa sổ, nhìn về phương nam xa xăm, mây trắng đang ngày càng nhô lên cao, trong lòng tràn lên cảm giác cấp bách. Lăng Thiên rốt cục đã trở lại Thừa Thiên, chủ mưu phía sau việc này, nhất định là Lăng Thiên chứ không phải ai khác. Cái ý nghĩa của những tin tức này, địch nhân lớn nhất của mình dĩ nhiên tránh được tai ách thập tử vô sinh. Năm đó mình không có đủ can đảm đối mặt với địch nhân tuyệt cường, dĩ nhiên không chu sát kẻ đối đầu lớn nhất hiện nay. Tống quân thiên lý, Giang Sơn lệnh chủ, cao thủ đệ nhất thiên hạ, vậy mà không có cách nào giết được tên nhóc con chưa đầy 20 tuổi. Đây vốn là tròn cười lớn nhất thiên hạ, nhưng là, trò cười này, lại có thể biến thành sự thực. Trong đầu Ngọc Mãn lâu lọc bỏ một loạt các tin tức, sau đó hội tụ thành từng mũi tên. Toàn bộ những mũi tên ấy đều chỉ hướng về một địa phương duy nhất ở phía đông, Nam Trịnh. Lăng Thiên đang chuẩn bị động thủ với Nam Trịnh, mệnh lệnh kia chính là phản ứng của Ngọc Mãn Lâu. Ngọc Mãn Lâu thở dài một tiếng, hảo thủ đoạn, quả là không chiến mà khuất người mà, chỉ cần thế tấn công phô thiên cái địa của dư luận, cũng đủ để lật nhào một nửa Nam Trịnh rồi. Nam Trịnh hẳn là không duy trì được bao lâu nữa. Vạn nhất Lăng Thiên đi trước một bước gì được Nam Trịnh. Mình bên này sẽ bị động, muốn nắm giữ được Nam Trịnh trước Lăng Thiên Ngọc ra phải hạ được Tây Hàn mới có thể đủ để lần thứ hai nắm thế chủ động. Mắt Ngọc Mãn lâu bắn ra hai đạo hàn mang sắc bén. Tay phải bóp vào tay cầm của chiếc ghế làm bằng gỗ tử đàn. Bất chi bất giác hơi dụng lực, gỗ tử đà vốn vô cùng cứng chắc không ngờ lập tức sắc một tiếng, bị hắn bóp nát vụn trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, trong lăng phủ biệt viện, hết thảy đều chiên chống ẩm ý, đầu vào đó mà tiến hành mọi việc. Ba thành xung quanh Thái Thành vẫn như cố thỉnh thoảng có chút tin tức truyền đến. Nội dung cơ bản đại thể giống nhau. Sau khi tiếp thu mấy tin tức, nay, Lăng Thần lập tức hạ lệnh ẩn tàng bất động, chờ đợi chỉ thị tiếp theo, trong khi ấy tin tức của Thủy Tinh lâu lại bằng một con đường khác cuồn cuộn không ngừng tập hợp về Lăng phủ biệt viện. Trong đó có hai nhánh tin tức làm cho Lăng Thần chú ý. Đêm ngày 19, đại quân của Tiêu Phong Dương lặng lẽ di chuyển ngang ba dặm. Đóng trong rừng, trong đêm đó không chút động tính, cũng không truyền ra ngoài tin tức nào. Ban đêm trời tối đen như mực, có chút ít hành động nhưng chưa từng phát hiện ra bất cứ cái gì dị thường. Thực sự quỷ dị, lại hết sức cẩn thận. Sáng ngày 20, đại quân tiêu ra nổi lửa nấu cơm, khói bếp nổi lên bốn phía, đồng thời cho phép vạn quân diễn luyện đối trận, thanh thế lớn vô cùng, diễn luyện công thì về doanh trại, thao thám mã, nhân số tính không ít. Nhưng cùng với diễn luyện, đại quân lại một lần nữa di chuyển ngang tách thành hai nơi hạ trại đóng quân. Từ bên phải chuyển qua bên trái, khoảng trống cách điểm bên phải chừng một dặm. Cơ bản cách xa cây rừng bên đung. Hai tin tức thoạt nhìn như không quan trọng này, sau khi trải qua sự chọn lọc của lăng thần, đương nhiên được đưa tới trước mặt mạnh ly ca và lăng thiên. Quả nhiên không vượt ngoài sở liệu của quân sư, xem ra tiêu gia đã động rồi, đồng thời cũng coi như biết trước thời cơ. Lăng thiên mỉm cười, mặt lộ vẻ tán thưởng, nhín mạnh ly ca. Không sai, đóng quân trong rừng, vốn là tối kỵ trong dụng binh, một sợ hỏa công, hai sợ bị đánh lén, tiêu phong dương cũng chỉ đóng quân trong một buổi tối, liền cấp tốc thoát ra. Mạnh Ly ca cười ha hả, nhưng thời gian một buổi tối cũng đủ để một vạn người thậm chí còn nhiều hơn, chia thành nhóm nhỏ, cũng không thoát ra cùng đường với đại quân, sau đó mượn sự yểm hộ của rừng cây, chuyển sang một hướng khác, tập kết chuẩn bị tạo ra một kích sấm sét. Mạnh Ly ca cười thanh nhã, nếu không phải đã hiểu rõ cách đối nhân xử thế và thói quen tác chiến của Tiêu Phong Dương, lại thêm hai tin tình báo này đến đúng lúc, chỉ sợ thực sự hắn qua mặt rồi. Nhóm nhân mã kia nhất định toàn là tinh nhuệ, hơn nữa cũng không quá nhiều sau khi bí mật lén vào, thừa thiên, tất nhiên sẽ tập kết tại một nơi bí mật. Mà hiện tại việc chúng ta cần làm là tìm ra vị trí tập kết đó, đón đầu tặng cho chúng một đòn đâu, nếu có thể một chúng tác uy tiêu diệt toàn bộ, là tuyệt nhất. Lăng thần và lăng thiên cùng gật đầu, nếu biết nhóm người đó đến thừa thiên, như vậy muốn tìm ra bọn chúng, cũng không phải là một chuyện quá khó khăn. Những người này hẳn phải lớn hơn một ngàn, dưới năm ngàn, thế nhưng, nếu nghĩ rằng dựa vào đám người này muốn tạo đại loạn ở thừa thiên, vẫn chưa đủ, tất nhiên còn nhân tố phụ trợ khác. Cho nên ngay khi bọn chúng triển khai hành động, đại quân của Tiêu Phong Dương nhất định sẽ đánh một trận nghi binh, tới phối hợp hành động với những người kia. Thậm chí ba đạo đại quân của Tiêu gia đều có chút động tính. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu Phong Dương chỉ dọn sạch tình báo có quan hệ nhất tại Thái Thành của chúng ta, mà không làm vậy đối với tình báo ở ba thành trì gần đó. Mặt khác cũng bởi vì, hắn còn cần tình báo ở ba thành trì kia vào lúc hẳn giả hành động truyền về tin tức sai lầm, b hoặc tầm nhìn của chúng ta di rời toàn bộ lực chú ý của chúng ta sang hướng khác nhờ đó lượng nhân thủ tèm nhập mới có thể phát huy được tác dụng lớn nhất mạnh ly ca cao mày giải quyết chuyện này lại thập phần gấp gáp dù sao tiêu ra tùy thời sẽ triển khai hành động cái này không do chúng ta nắm giữ cho nên trước khi quân đội của tiêu ra giả động chúng ta phải tìm ra được nơi hạ lạc của đám người kia từ đó hóa bị động thành chủ động việc này tuy nói có độ khó nhất định nhưng vẫn có dấu hiệu để có thể tìm ra được trước tiên tiêu phong dương sẽ trừ bỏ cứ điểm thái thành ổn định nơi này rồi người của tiêu gia sẽ từ hướng thái thành tiến nhập thừa thiên dọc theo con đường này muốn tìm ra bọn chúng hẳn là không khó thừa thiên dù sao cũng là địa bàn của chúng ta lăng thiên vương người đứng dậy cười ha ha nói có gì là khó đâu quả thực là dễ như trở bàn tay việc này có thể nói tiên sinh đã sắp đặt kế hoạch chu đáo không chút sơ hở việc tiếp đã có chúng ta đi xử lý rồi mạnh ly khom lưng chắp tay trong mắt mang theo tiêu ý chăm sự vô dụng nhất là thư sinh ly ca cũng chỉ có thể động mồm động miệng công tử đã tính kỹ càng từ trước ly ca cầu chúc công tử mã đáo thành công lăng thiên cười hắc hắc cười sáng lạn không gì sánh nổi nhưng sát khí đã tụ lại dày đặc trên mặt hắn càng lúc càng nhiều từ từ trở nên đậm đến mức nhìn không ra đã có can đảm tìm đến đại bản doanh của chúng ta gây hấn vậy phải chuẩn bị trả giá bằng sinh mệnh đi vào đêm khuya lăng thiên lăng kiếm lăng trì phùng mặc không khinh động bất kỳ ai, xuất lĩnh 500 hảo thủ tinh nhuệ, âm thầm rời khỏi lăng phủ biệt viện. Một đường đi về phía đông, tiếng chân như mưa, sát thần xuất động, mang theo sát khí ngập trời. Phía trước chính là Thái Thành, lăng kiếm đưa roi ngựa chỉ về phía trước, hắc hắc cười hai tiếng, nếu người của tiêu gia muốn đi qua Thái Thành tiến nhập thừa thiên, nơi này là con đường duy nhất. Thái Thành tuy nhỏ, nhưng địa thế hiểm yếu, cách cửa đông 20 dặm, là sơn khẩu, hai bên đều là núi cao, trừ phi ngu ít của tiêu gia không đi qua Thái Thành, mà từ ba thành khác tiến về Thừa Thiên, bằng không, tuyệt đối không có khả năng đi vòng qua Thái Thành. Lăng Thiên ngồi trên lưng ngựa, ngang dọc giữa những ngọn gió sắc như đao, đang xẹt qua gương gờ mặt, nhưng mắt của hắn, so với cương đao chân chính còn muốn sắc bén hơn rất nhiều, sơn khẩu trước mặt Thái Thành, lẽ nào không có binh mã đồn trú. Mấy nghìn người tiêu gia muốn từ nơi đó tiến vào, nhưng dựa vào cái gì mà nắm chắc rằng sẽ qua được mắt chúng ta. Lăng kiếm cười hắc hắc nói, bằng vào năng lực của những cao thủ bí mật tiêu ra vô thành vô tức giải quyết mấy binh lính giữ ải, hẳn là không chút khó khăn nào. Thậm chí cho dù bọn chúng đã khống chế toàn bộ thủ binh tại quan ải, ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngu ngốc, sao ngu ôi không nghĩ sâu thêm một tầng. Lăng thiên trừng mắt, mục đích của tiêu gia chính là thành thừa thiên, nếu bọn chúng giết. Người ở đó, vô luận như thế nào cũng sẽ tạo ra động tính, không quá một ngày một đêm sẽ bị chúng ta biết được sao bọn chúng có thể triển khai hành động mục đích thực sự của tiêu phong dương đã như cái thai trong bụng rồi hắn đã khổ tâm trả giá lớn như vậy để chuẩn bị há lại là người đâu voi đuôi chuột ý công tử trong quan ải đã có người của tiêu gia làm nội ứng lăng kiếm chuyển hướng suy nghĩ nhất thời phản ứng lại mặt lăng thiên trầm tính như nước hồ thu trong mắt sát khí hiện lên dày đặc không chỉ như vậy hơn nữa chức vụ của kẻ này không quá thấp đâu việc này coi như cũng làm trong dự liệu của ta Tiêu gia vốn đã thèm muốn Thừa Thiên từ lâu, nếu lần này không có nội ứng của bọn chúng xuất lực mới là lạ đó. Bất quá sau sự kiện này, phàm là những người ở Thừa Thiên chịu sự quản lý âm thầm của Tiêu gia, chắc chắn sẽ hóa thành đống xương khô. Bên cạnh, lăng chỉ phóng ngựa vượt lên, cùng hai người chạy băng băng, thần sắc có vẻ cực kỳ khoái chí. Một đoạn thời gian vừa qua, tiểu tử này bị lăng thần phái đến bên cạnh Thủy Thiên Huyễn, hắn đã bị đè nén quá nhiều, lần này đi ra, đặc biệt lại được đi theo hai người mà mình khâm phục tồn tại như hai người anh cả là Lăng Thiên, Lăng Kiếm, đương nhiên tinh thần càng sáng láng. Tỷ như hiện tại, phóng ngựa như bay trong thời gian dài, với tố chất thân thể của Lăng Thiên, cũng cảm thấy hai chân có chút nhức mỏi do ma sát, mông cũng tê dần, nhưng tiểu tử này không ngờ vẫn rất vui vẻ, khoái hoạt vô cùng, sức sống người phần. Nhìn xem, tiểu trì kia, có tinh thần cỡ nào, a à kiếm à, so với tiểu trì, hai ta ngược lại giống như đã già rồi. Lăng Thiên cười dài, chỉ chỉ Lăng Trì, quay đầu nói Lăng Kiếm: Lăng kiếm hầu vừa muốn ngã lộn cổ từ trên ngựa xuống đất, già rồi sao? Mình quả thực hơn công tử một tuổi, cũng chỉ mới 19 tuổi mà thôi. Vậy mà nói mình già rồi sao? Hơn nữa, tuy nói lăng chỉ nhỏ tuổi hơn mình, hiện tại cũng đã 16 tuổi, lúc nào nghe ý tứ của lăng thiên, dường như là hơn lăng chỉ đến 10 tuổi. Không đến mức vậy chứ, mấy ngày trước nói mình ấu trĩ, hiện giờ còn nói mình già rồi, cái này phải nói như thế nào đây? Mặc kệ như thế nào, công tử nói, đương nhiên phải ứng phó rồi, lăng kiếm đóng iOS cười ha ha, nói, đó là đương nhiên, hiện tại quan lộ của lăng chỉ rộng mở, mỗi ngày đều có tiểu mỹ nhân bầu bạn, từng ngày qua đi đều sống trong thoải mái nha. Nhất thời, mặt lăng chỉ đỏ lựng, giả bộ cả giận nói, kiếm ca, người nói bậy bạ gì đó. Ta làm gì có tiểu mỹ nhân nào, bên kia, phùng mặc im lặng không nói một câu nào, chạy lên, đầu tiên là ha ha cười một tiếng thật to, tiếp đó liền nắm chặt mũi. Ngoác cái miệng rộng đầy dâu quai nón ra, học bộ dạng ai đó nhăn nhăn nhó nhó quái thanh quái khí nói tiểu trì à cái tên chết bầm nhà ngươi mau mau qua đây tiếp đó liền khôi phục bình thường quang quác cười hai tiếng nói ngày đó khi ta chợt nghe đến mấy câu này suýt chút nữa xương cốt của lão phùng ta đã nát cả công tử ngài nên thưởng ta nếu không phải lão phùng ta đây nhìn chăm chăm sợ là lăng trì tiểu ca đã sớm bị vị điệp nhi cô nương kia hái mất rồi ách bọn lê tuyết cô nương còn nói chàng ta hẳn phải là tiểu thảo nữ kia chương 582, rừng rậm đêm khuya, chuyện được thực hiện bởi audio com Mọi người nhất thời phá ra cười lớn, ai nấy đều khoa tay múa chân, có mấy người thậm chí còn cười đến mức muốn ngay tức khắc sát từ trên lưng ngựa xuống. Lăng chỉ tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hình như đang gấp gáp giải thích cái gì đó, nhưng không ai nghe hắn nói. Lăng thiên cười khổ không thôi, chỉ vào phùng mặc, cười mắng, lão phùng, nhà đầu lê tuyết kia chỉ đùa một chút không có gì đâu, thời gian gần đây thấy lão tiểu tử ngươi càng ngày càng giống với trẻ con lên tám. Không ngờ đại nam nhi thân nặng gần 300 cân lại có thể học theo tiểu cô nương người ta giống đén như vậy, thực sự là làm khó ngu rồi. Phùng mặc cười vang nói, công tử lại có điều chưa biết rồi. Không phải lão phùng ta đây nói ngoa, cho dù là lão phùng ta học theo cách nói chuyện của tiểu ca lăng trì, bảo đảm vị cô nương điệp nhi kia có nghe cũng tuyệt đối không hiểu. Hả, thật có chuyện như vậy ư, lăng thiên rất có hứng thú nhìn phùng mặc, phùng mặc cười hắc hắc, còn nhớ rõ buổi tối hôm đó tiểu ca lăng chỉ nói vài câu với điệp nhi cô nương lão phùng ta nghe thấy rất rõ ràng mà khi nói xong cổ họng lại bắt đầu chuyển sang giọng trẻ trung định biểu diễn mặt lăng chỉ cấp bách đỏ hồng như máu lợn trong bóng tối mặc dù nhìn không thấy nhưng mọi người đều cảm giác được trên người lăng chỉ tựa hồ đang nóng lên không ngừng van nài phùng đại ca phùng thúc thúc ta xin ngươi đó phùng đại gia lăng kiếm cười híp cả mắt nói lão phùng không cần để ý đến hắn người mau tiếp tục nói đi bạn đang đọc chuyện được copy tại Phùng mặc kho khan hai tiếng Nắm mũi núng nịu nói Tiểu điệp nha Qua đây để cho chị ca ca thơm cái Qua ha 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 Lăng thiên Lăng thiên cùng lúc xì một tiếng Nhịn không được phì ra một hơi Lăng thiên càng cười đến mức rất thẳng từ trên ngựa xuống dưới tựa như diều đứt dây Nhẹ nhàng lật mình mới ngồi yên trở lại Lăng chỉ đỏ mặt tía tai kêu lên Thối lắm Ta không phải nói như vậy Rõ ràng ta nói là Đột nhiên ngậm miệng Người rõ ràng nói cái gì ở bên cạnh một vị thiết huyết vệ khác nháy nháy mắt bắt đầu sắp lại trong nụ cười tràn đầy vẻ quái ác cái gì cũng không nói cút qua một bên đi phát giác mình thiếu chút nữa mắc lừa đương nhiên lăng tia sẽ không nói thêm gì khác hung hăng chừng mắt liếc xéo khuôn mặt đầy dâu rìa vừa mới tiến gần đến tức giận quay đầu đi ha ha không ngờ tiểu trì thường ngày lãnh khốc là vậy hóa ra lại là một thánh tình nha vô thành vô tức lửa gạt cô nương nhà người ta đến tay thực sự quá mức lợi hại không hổ là tiểu thảo nha lăng thiên cười ha hả lăng kiếm cười mà như không cười tà nhãn liếc qua mặt lăng trì thảo nào tiểu tử này trong khoảng thời gian gần đây luôn cười khúc khích nguyên lai là đến thời kỳ động xuân tâm tiểu thảo lại có mùa xuân tới nữa thì chúc mừng chúc mừng nhé không không phải mà tiểu thảo cái gì mùa xuân cái gì công tử với kiếm ca sao lại cùng với cáo lão bất tử phùng mắc kia trêu phá người ta thế người ta không phải là cái gì đó nha lăng chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bắt đầu nói lắp ba lắp bắp liêu mạng phủ nhận ha 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 không phải cái gì cơ mọi người lại cười to một trận tựa hồ cảm giác mệt mỏi do cấp tốc bôn ba đã theo trận cười à ni không cánh mà bay mất mấy trăm thiết kỵ gào thét mà qua đạp nát mảnh đêm yên tĩnh phía trước hiện ra một đám gì đó đen xì xì mùi hương thơm ngát hỗn loạn của cây cối theo gió bay đến không cần phải đoán phía trước chính là một rừng cây đột nhiên lăng thiên thắng ngựa thoát ngựa phát ra tiếng hí dài, lao thêm một hả ông cách ba trượng nữa, mới ngừng được thẻ đang lao đi. Đồng thu phi, tay phải của lăng thiên du lên cao ra hiệu. Mọi người đang chạy như bay liền ngừng lại, chỉ một thoáng liền trở nên im lặng như tờ. Động tác của lăng kiếm nhanh nhất, xoay ngô phi xuống ngựa. Đi tới trước ngựa của lăng thiên, công tử, trong rừng rậm phía trước tựa hồ có chút cổ quái. Ánh mắt của lăng thiên lóe lên, đánh giá rừng rậm ở trong bóng tối phía trước, chậm rãi nói, người cũng quán át ra rồi sao bên trong hẳn phải có ít nhất 10 ngu phi đang ẩn thân. Vừa rồi ta tựa hồ thấy ánh lửa lóe lên, bay. Giờ lại biến mất, nơi này là phạm vi thế lực của thừa thiên. Nếu trong rừng rậm có người, và lại còn lén lút như vậy, tất nhiên không phải người thừa thiên. Nếu là người thuộc thế lực ở thừa the -en, chắc chắn sẽ không cẩn thận, trong đêm tối còn ngủ ngoài trời ở vùng quê hoang vu như vậy. Gần như có thể khẳng định chính là địch nhân, chỉ ít cũng là người lạ không có hảo ý. Hai ngu ít nhìn nhau, ánh mắt lăng kiếm sang Linh, nhỏ giọng nói, công tử, người xem có phải ngu phi của thiên thượng thiên tiêu ra hay không? Lăng thiên nhíu mày, suy nghĩ rồi lắc đầu nói, sẽ không khéo như vậy đâu. Theo ta tính toán, người của tiêu gai không thể đến nhanh như vậy. Hơn nữa nhân số cũng không ít như thế được, chỉ là nếu những người lạ này không phải là người của tiêu gia, thì là người phương nào xuất hiện ở chỗ này chứ? Trong rừng cây lặng yên không một tiếng động, vừa mới rồi đám người lăng thiên phóng ngựa như bay mà tới, trong đêm khuya tĩnh lặng, một âm thanh nhỏ cũng có thể truyền đi rất xa cuống hồ là thanh âm ẩm ý như vậy đối phương khẳng định đã phát hiện ra áp dụng sách lược ẩn nấp hiện tại tất nhiên tất cả đã ẩn thân cả rồi lăng thiên cẩn thận xem xét phía trước mặt phất phất tay thấp giọng nói mọi người xuống ngựa ẩn náu tại chỗ lúc này địch sáng ta tối không được vọng động lăng kiếm ngô phi cùng ta vào xem thế nào phải hết sức cẩn thận vô thanh vô tức mấy trăm ngô phi cùng lúc xoay ngu ít xuống ngựa thân thể lăng kiếm khẽ động một tiếng biến mất trong bóng đêm, Lăng Trì cũng lựa chọn một vị trí tương đối gần với tiền phương, dựa vào một tảng đá lớn, ngồi xổm xuống, vì thời tiết ứng Lăng Kiếm. Khi hắn đang muốn tìm Lăng Thiên, thì không biết tự lúc nào công tử đã biến mất, cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Lăng Thiên thì triển ra thân pháp độc môn, tiến vào chôn rừng cây đen kịt. Nong theo sự yểm hộ của đêm tối, thân thể giống như hóa thành nham thạch. Ven đường, lại như cây nhỏ, hoặc cỏ tranh thật dài, lại như trực tiếp hóa thành không khí, Thần khôn biết quỷ không hay vút ngang qua khoảng 0450 trường, triệt để ẩn vào trong rừng rậm u ám. So với lăng kiếm phụng mệnh cùng tiến vào thì còn nhanh hơn rất nhiều. Trong bóng tối, ở bên cạnh, lăng kiếm trợn mắt há miệng nhìn lăng thiên vút qua bên người mình, lại nghĩ đến phương pháp tiềm nhập của mình, không khỏi tự xấu hổ muốn im khen nước nào mà chui xuống. Quá tranh lệch, bất quá, mọi động tác của lăng kiếm lại rơi vào trong mắt lăng thiên. Theo cách nhìn của lăng thiên, hắn lại vẫn rất hài lòng thân pháp hôm nay của lăng kiếm, vô luận so với khi còn ở Bắc Ngụy sinh tử chiến đâu, hoặc là so với chính lăng kiếm lúc trước quyết đâu với Lê Tuyết, biên độ đề thăng tương đối lớn. Cho dù là trình độ mẫn tiệp hay là trình độ linh xảo của thân pháp, đều tiến bộ nhảy vọt. Xem ra, A kiếm quả thật là đánh chưa đủ mà. Lăng thiên thầm cười hắc hắc trong lòng, nhưng thân pháp của hắn lại không chậm lại chút nào, nhanh chóng từ thân đại thụ này chuyển sang đại thụ kia, nhẹ nhàng mà yêu nhã, Hết lần này đến lần khác không đụng tới dù chỉ một ngọn cỏ tranh, lại càng vô thanh vô tức. Phía trước, tại một khối đất trống nho nhỏ, Lăng Thiên đưa mắt nhìn lại, giữa bãi đất trống mơ hồ còn có một đống lửa xem ra vừa mới tắt, phát ra màu đen xì cùng với thứ mùi khó ngửi, nhưng ngay cả một thân ảnh cũng khôn thấy. Xem ra đám ngu phi này cực kỳ cẩn thận, vừa nghe có tiếng vó ngựa, liền lập tức dập tắt đống lửa, bắt đầu tản ra ẩn nấp. Hơn nữa ẩn náu phi thường kỹ, cho dù với nhãn lực của Lăng Thiên tạm thời cũng không phát hiện ra cái gì hết. Lăng thiên nhắm mặt lại, giác quan thứ sáu mở ra, cảm giác tựa như thủy ngân cuộn chảy tràn ngập ra bên ngoài, cảm thụ mỗi nơi mỗi chỗ trong rừng, nhất thời, vô số những tén hô hấp đã được đè mạnh xuống, không chút sơ hở, truyền vào tai hắn. Thân hình tất nhiên có thể ẩn nấp, hô hấp chung quy muốn giấu. Phía sau có tiếng động cực khẽ, lăng kiếm đã vô thanh vô tức cúi người ngồi trên thân một đại thụ ở bên tay phải của lăng thiên hai người nhìn nhau, đều cảm thấy trong cặp mắt của đối phương giữa bóng tối lóe ra chút ánh sáng như sao lạnh trên trời. Lăng thiên nhẹ nhàng vươn tay, dựng một ngón tay lên, lắc qua hai bên một chút. Ý bảo nhân thủ đối phương ít nhất cũng hơn 100 người trở lên. Tay phải lăng kiếm khẽ chém xuống, ánh mắt hiện lên một tia sát khí, ý hỏi là có cần giết sạch toàn bộ hay không. Lăng thiên nhất thời có chút trầm ngâm, một tay nhẹ đè xuống, ý bảo bình tĩnh chớ vội nóng này. Giữa lúc hai người đang tạo ra những hành động bí hiểm, dưới tàng cây, trong một bụi cỏ, đột nhiên có tiếng độn sột soạt. Hai người thở hổn hển, trong đó một ngô phai thở không ra hơi, tức giận thấp giọng nói, mẹ kiếp, bên ngoài là kỵ binh từ đâu tới. Sao tới bìa rừng đột nhiên lại không có động tính, hại lão tử phải nín thở gần chết, tên còn lại vội vàng nói, chưa có lên tiếng, kêu cái gì, lúc Hà Ni đã ở trong biên giới thừa thiên rồi, mục tiêu ngay gần trước mắt, tất cả đều là địch nhân, đương nhiên phải cẩn thận đề phòng. Người thấp giọng lúc trước xì một tiếng khinh miệt, áp giọng xuống nói, người tới vị tất là mua phi của lăng gia. Thực lực của lăng gia hiện tại phân ra bốn phương tám hướng, đâu có rảnh rỗi ảm chú ý đến nơi này chứ. Hơn nữa chúng ta hành động bí mật như vậy, chẳng lẽ còn sợ để lộ ra cái gì hay sao? Công tử đi tiếp ứng quân của bằng hiếu, lúc gần đi đã phải dặn dò chúng ta muôn vạn lần không được để cho bất cứ thế lực nào phát hiện ra. Người không nhớ rõ hay sao? Nếu công tử biết người lớn mật như vậy, nhất định sẽ lột ra người đó. Người nọ thấp giọng cười hắc hắc, có vẻ như rất sợ vì công tử đó tiếp đó lại oán giận nói đám kỵ binh bên ngoài cũng lạ đêm khuya chạy như bay cũng còn may chúng ta đã đồng loạt lảng tránh ngu ôi muốn đi thì đi chúng ta không có ý cản trở ai ngờ mọt mực dừng lại ở phía trước cánh dừng không đi ngươi nói xem thế này không phải dày vào người ta sao cho dù bọn họ nhào tới đây đánh một hồi trung quy so với hiện tại cũng có tư vị hơn nhiều trong lúc hai người nói chuyện trong bụi cỏ không ngừng sột soạt từng bóng ngu íp đen thui lục tục bước ra ngoài, nhất thời tiếng hô hấp gấp gáp hồng hộc vang lên thành một tràng dài. Xem ra những ngu phi này vô cùng cẩn thận, sau khi nhận thấy đám nhân mã của lăng thiên lao đến, tức thì đồng loạt ẩn trốn. Và lại còn nín thở, chậm rãi đợi chờ mã đội đi qua. Nếu như đổi lại là một mã đội khác, quả thật chưa chắc có thể phát hiện ra một đạo nhân mã hơn trăm người ẩn nấp trong cánh rừng này. Đáng tiếc bọn họ lại đụng phải lăng thiên, lăng thiên đột nhiên dừng lại ở bên ngoài cánh rừng. Bọn họ phải trải qua một đoạn thời gian nín hơi chữ khí. Nhưng cũng không tránh dược tiếng thở nhẹ, dù sao khôn có khả năng tất cả mọi ngu phi đều là cao thủ tiên thiên. Cho nên sau một thời gian dài ngừng thở, ngoại trừ một số ít người ra, những người khác vẫn đang im lặng không lên tiếng. Ngay cả những người đang nói chuyện, cũng là thở nhẹ nói nhỏ, cực kỳ cẩn thận. Lăng thiên lẳng lặng lao người lên trên một thân đại thụ giữa khoảng đất trống. Bên dưới có vài người, sau khi chui ra, liền tựa vào thân cây này nhưng hoàn toàn không phát hiện ra, trên cây không ngờ còn ẩn náu một vị cái thế át thần. Mà lúc này ở trên cây, Lăng Thiên cũng kinh ngạc không hiểu, đơn giản vì trong những người dưới tán lá cây kia, không ngờ hắn lại phát hiện ra hai người quen. Sau một hồi kinh ngạc, Lăng Thiên cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ vì sao tiêu gia lần này lại nắm chắc mà tiềm nhập thừa thiên như vậy. chương 583, Ma Quỷ Trong Rừng Rậm Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Trong số những người ở phía dưới, có hai người nguyên là thái phó đại nhân đứng dầu hộ viện của vương quốc thừa thiên. Lăng thiên lờ mờ nhớ rằng, công phu của hai người này không tệ, đã từng có vài lần đi theo công tử vương bác, hộ tống hắn ra ngoài tìm kỹ nữ uống rượu, vừa vặn có lần vương bác và lăng thiên ở chung một chỗ. Đương nhiên lúc đó lăng thiên vẫn còn là đệ nhất thừa thiên. Mà vị này đại công tử vương bác này, lại cũng cùng với lăng thiên đại hoàn khố được xưng là thừa thiên tam thiếu gia. Lăng thiên đến lúc này còn nhớ, vị công tử vương bác gầy nhom ấy trên thân luôn mang một cái áo choàng màu xanh biếc, hình dáng tựa như một cây gậy trúc xanh tươi ướt át. nhưng ở trong mắt lăng thiên lại không để hắn ở trong lòng, bởi vì với sự tác oai tác quái của vị công tử kia, quả thật mới chân chân chính chính là nhị thế điển hình của sự ăn chơi chắc táng, cho nên lúc này lăng thiên lấy làm kinh hãi, không ngờ tên kia lại có thân phận bí ẩn đến mức này. chẳng lẽ cũng giống như mình giả heo ăn thịt cọp, lăng thiên càng nghĩ càng thấy không tưởng từ sau khi lăng ra tiếp nhận thừa thiên, với các quan lại vốn đã được an bài từ trước cũng không có bao nhiêu biến động. Cho nên, một nhà vong bác vẫn là quan chức như lúc đầu, mà quan binh đồn chú trông coi mặt trước của Thái Thành cùng với Sơn Khẩu. Theo trí nhớ của Lăng Thiên, những người đó đều là môn nhân chính quy của Thái Phó Vương Trí Hoành. Giờ này khắc này, những người ấy xuất hiện ở đây, để làm gì thì cũng là chuyện đã rất rõ ràng rồi. Lăng Thiên âm thầm nghiến răng một cái, nguyên lai, thừa thiên thái phó đại nhân vương trí hoành không ngờ là người của tiêu gia. Hơn nữa đã làm quan to tại thừa thiên nhiều năm, tiêu gia, rốt cuộc đã bắt đầu mưu đồ thừa thiên từ lúc nào đây. Chuyện này thực có phần rất kinh người, lăng thiên tự tin có thể dẹp yên thiên hạ, muôn dân quy về một mối, nhưng chính vào lúc mình mưu định người khác, người khác không hẳn sẽ không tính toán chính mình, trước có gia chủ Ngọc Gia Ngọc Mãn lâu cùng mình đánh cuộc khuynh thế. Bên này lại có siêu cấp nằm vùng của Ngọc Gia không ngờ còn kẻ dưới một người trên vạn người mà chính mình lại chưa từng nhìn ra đó là người của tiêu gia. Không ngờ có thể bố trí sâu đến như vậy, bản thân mình quả thật đã khinh thường quần hùng thiên hạ hay sao? Chuyện ẩn này quả thực không thể nghi ngờ đã khua lên mốt hồi cảnh cáo tối chấn động đối với Lăng Thiên. Lấy việc này mà xem xét, Lăng Thiên không được khinh thường bất cứ địch nhân nào, vô lậu là Ngọc Gia, Thủy Gia hay Tiêu Gia, đã có ngàn năm phong quang, đương nhiên có đạo lý tồn tại, từ lúc này về sau, cần phải càng thêm cẩn thận. May mắn thần linh khôn có khả năng vĩnh viễn quan tâm một người duy nhất. Nghe được những lời hai người vừa nói lúc trước, tựa hồ vương bác đã đi trước để nghinh đón quân đội bạn nào đó, mà quân đội bạn này tất nhiên không thể nghi ngờ là người của tiêu gia. Tâm niệm của lăng thiên thay đổi cực nhanh, tức thì định ra một kế hoạch. Ánh mắt đảo qua lăng kiếm, lăng thiên tay phải khẽ bổ xuống, làm ra thủ thế tuyệt sát, sau đó ngón tay dựng thẳng lên môi ý nói không được làm ra động tính quá lớn. Lăng lẽ tàn sát, không được lộ ra thanh âm. Sau một khắc, đám nhân vật vừa đi ra khỏi chỗ ẩn thân nhất thời nghinh đón ác mộng chưa từng có trong đời. Cũng là ác mộng đáng sợ nhất, thân thể lăng kiếm dọc theo thân cây lặng lẽ trượt xuống. Vô thành vô tức tiếp đất, dưới tàng cây, ba người vạm vỡ đang dựa vào thân cây ngủ gật không kịp rên một tiếng liền đã vĩnh viễn ngừng thở. Lại lướt qua một bước, thêm bốn người khác trên ít hầu xuất hiện một vết cực nhỏ màu hồng. Siêu vẹo ngã xuống, một phía khác, lăng thiên giống như quỷ mị cực nhanh di động, dưới sự yểm hộ đầy bí ẩn ám muội của thiên nhiên, đã có hơn 10 người vô thanh vô tức bị lăng thiên đoạt đi sinh mạng, bước lên hoàng tuyển lộ. Hai người phân công cực kỳ chuẩn xác, một bên trái, một bên phải, đều là thân như điện chớp nhanh như quỷ mị, không phát sinh ra nửa điểm tiếng động, còn chưa từng nhìn thấy cái gì, thì đã có ba bốn người nhân mạng yên lặng bước chân vào trốn u minh. Trong không khí, mùi máu tanh dần dần tràn ngập, dày đặc. Giữa không gian trống rỗng, một người khịt khịt mũi, Hồ nghi, vị đạo gì vậy nhỉ? Sao lại tanh như vậy? Ai bị thương hay sao? Hắn vừa nói xong, nhát thời có vài người phát giác có gì đó không ổn. Trong đó hình như là một người dẫn đầu gấp rút khụt khịt mũi. Biến sắc, thấp giọng quát, lập tức tập hợp, có điểm cổ quái. Tiếng bước chân sột soạt vang lên, những hán tử tứ tán ở bốn phía nhất thời đứng dậy. Tụ tập tới trận tuyến ở trung tâm, người vừa hạ mệnh lệnh nhất thời kinh hãi trợn tròn mắt đơn giản vì 120 tên cao thủ của hắn. Sau khi hắn hạ lệnh, có thể tập kết bên cạnh hắn, dĩ nhiên còn chưa đến 70 người, những ngựa oi còn lại đã đi đâu, không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có ánh đao kiếm, càng không phát hiện ra bất kỳ hình bóng một địch nhân nào. Nhưng thuộc hạ của mình lại ít đi gần một nửa, chuyện gì, chẳng lẽ thực sự có quỷ hay sao? Trong bóng tối, lờ mờ có thể thấy, có khoảng 10 người sau khi đã nghe thấy mệnh lệnh, lại lấy một tư thế quái dị, dựa vào thân cây, không nhúc nhích, mùi máu tươi gay gay mũi, mơ hồ từ hướng những người đó thổi qua. Những người ở đây không ai là người mới lần đầu bước chân vào giang hồ, mọi người đều minh bạch, những huynh đệ này đã có điều bất chắc rồi. Vương Lão Tứ, Vương Lão Tứ, người ở đâu? Vị đầu lính khó có thể tin vào sự thực ở trước mắt. Vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi, trầm thấp giọng quát gọi tên của người cộng sự của mình. Nhưng thanh âm đã tràn ngập sự khủng hoảng không thể khống chế nổi. Bốn phía vẫn là một mảnh tĩnh lặng không có chút âm thanh đáp lời chỉ có từng phiến khói xương mờ mờ ảo ảo bay tới càng tăng thêm sự âm trầm đáng sợ trong rừng rậm mọi người đều đã cảm giác được có gì đó không ổn một cỗ lo sợ không yên bao quanh mồ hôi lạnh bắt đầu từ trên người toát ra bốn phía đen kịt tựa hồ như vô số mãnh thú ác ma đang đợi để chọn người mà cắn nuốt đang cùng chờ đợi để phát ra một kích chí mạng bốn phía tràn ngập một cảm giác tử vong nặng nề loại cảm giác này khiến cho tim người ta đập nhanh đến mức muốn vỡ tung lồng ngực tiếng lên keng liên tục vang lên, đao kiếm trong tay chúng nhân đều đã rời vỏ, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bốn phía xung quanh, binh khí chiếu lên quang mang dày đặc, chiếu lên mặt tương người. Đều là một màu trắng bệch tựa như mặt người chết, không một ai ngoại lệ. Cách cách cách, khủng bố lên tới cực điểm, có người không khống chế nổi nữa, hai hàm răng va vào nhau. Phát ra thanh âm cách cách, vào thời khắc tĩnh lặng này đột nhiên phát sinh, vang dội tựa như sấm mùa xuân. Đỗ thất, người qua xem vườn lão tứ thế nào, xem rốt cục hắn làm sao vậy. Đầu lĩnh nắm chặt trường kiếm trong tay, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống ướt nhẹp, nhưng lại không dám lau đi dù chỉ một chút. Một hắc y nhân ứng tiếng, trên mặt lại là một mảnh bi tráng kiên định sẵn sàng chịu chết. Cẩn thận dè dặt cầm đao, từng bước một đi về phía vương lão tứ đang dựa người ngồi dưới tàng cây. Tiếng bước chân hắn sau khi dẫm lên trên bụi cỏ, phát ra tiếng sột soạt. Không biết vì sao, chính là tiếng sột soạt này, lọt vào trong lỗ tai của những người đang kinh sợ, lại tựa hồ như nhịp điệu dẫm lên tử vong. Mắt thấy đỗ thất từng bước đi đến gần vương lão tứ. Mọi người đều căng mắt nhìn như đóng đinh lòi con người ra ngoài về phía trước mặt. Đỗ thất sốt cục đủ lớn gan bước đến trước người vương lão tứ khoảng chừng bốn thước. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai mắt vương lão tứ trợn ngược, trên mắt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Ở ít hầu, có một vết máu cực nhỏ, sớm đã đình chỉ hô hấp, không ngờ đã chết từ lâu. Dưới sự kinh hãi vô ngần, đỗ thất nhịn không được lùi lại một bước ở trong cổ họng dường như đang ngậm phải một hát cát, cực kỳ khó chịu. Quay đầu lại, đang muốn nói chuyện, lại nghe mọi người cùng kinh hô. Trước mặt hắn, vươn lão tứ vốn là một kẻ đã chết đột nhiên đứng lên. Trừng mắt, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, hai tay đánh ra, đánh tới phía hắn. Ba hồn bảy vía đỗ thất giường như biến mất, nhất thời bị dọ đến thất thần. Trường đao trong tay không ngờ quên cả bổ ra, đột nhiên cảm giác ngực đau nhói, một thanh trường kiếm đen như mực đã tựa như thiểm điện rút ra. Một lần nữa biến mất trong bóng đêm, vết thương cực nhỏ nhưng lại đâm xuyên qua trái tim, khiến hắn trong chớp mắt mất mạng. Máu tươi tỏng một thời gian ngắn lại không phun ra, chỉ chậm rãi chảy đầy vào trong bụng. Đỗ Thất chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp rạt rào, thoải mái khó tả. Vào khoảnh khắc sắp chết, Đỗ Thất đột nhiên cảm thấy cảm giác tử vong, nhưng lại không giống với cảm giác của mọi người, bởi vì hắn cảm thấy quả thực rất hạnh phúc. Nhưng đám người ở phía sau lại rõ ràng nhìn thấy Vương lão tứ đã chết cung mãnh bổ nhào lên giết chết đó thất, sau đó hai người cùng nhau ngã xuống. Không phát sinh ra chút âm thanh nào, trong lúc ấy, không ngờ đỗ thất lại không có bất kỳ động tác nào, cũng không hoàn thủ, tựa như vô cùng hưng phấn nhận lấy cái chết vậy. Cứ thỏa mãn hạnh phúc như vậy mà chết đi, một màn này thật sự là rất khác thường, rất quỷ dị, cũng khiến cho người ta rất khó hiểu. Một người rõ ràng đã chết, giết chết người anh em tới xem mình có thể cứu được hay không. Mà người bị giết, không ngờ lại thỏa mãn thật sự là kinh khủng, giữa đêm tối mịt mờ, ở trong rừng rậm vốn âm trầm kinh khủng, một màn quá ư quỷ bí như thế này đột nhiên xuất hiện. Nhất thời làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lôn tóc toàn thân dựng đứng. Mỗi người đều cảm thấy lưng mình lạnh ngắt, bên tai lạnh ngắt, tựa hồ có người nào đó đang thổi vào tai mình. Động tác của tất cả mọi người đều là đứng đờ đẫn, trong mắt đầy sợ hãi đảo qua đảo lại, nhưng thân thể lại như nặng ngàn cân. Không thể nhúc nhích dù chỉ một chút có lẽ nói dù chỉ cử động một chút cũng không dám. Cực độ sợ hãi, đã gần như hủy hoại tâm trí của chúng nhân ở đây. Không ai phát hiện ra, vào lúc tất cả đồng loạt chết xứng. Mười người ở phía sau cùng của đội ngũ, sau khi hai đạo ảnh tử hư ảo vào nhau, giữa yết hầu mỗi người đều hiện ra một điểm nhỏ màu đỏ sẫm. Sau đó mềm oạt ngã xuống, vô thanh vô tức, vài người cuối cùng gần như cùng ngã một lúc, phát sinh ra tiếng động, làm cho toàn bộ những người ở đây tựa chim sợ cành cong nhất tề xoay người lại nhìn gương mặt của những đồng bạn vừa nãy vẫn còn khỏe mạnh lúc này đã mất đi tính mạng trong mắt mỗi người đều toát ra vẻ không thể tin nổi quá quỷ dị người làm sao mà chết lẽ nào thực sự có ma quỷ quấy phá hay sao nhìn đồng bạn chết quỷ dị như vậy sau một lát một da hỏa rốt cục không nhẫn nhịn nổi nữa gập người xuống bắt đầu điên cuồng nôn mửa mọi người tựa như tỉnh lại từ trong mộng hét thảm một tiếng trên trán tên đầu lĩnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt là một mảnh tái nhợt run rẩy nói, sông. Sông ra ngoài, trước cứ ra khỏi rừng cây rồi hãy nói. chương 584, bố trí cạm bẫy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Rừng cây kinh khủng, trong vô thanh vô tức 120 người chết đi chỉ còn chưa được phân nửa, không tới 60 người. Đám người còn lại cho dù lá gan có lớn đến đâu, cũng không có dũng khí tiếp tục ở lại. Cũng không quản đến việc dắt ngựa theo, chúng nhân như ong vỡ tổ, phóng ra phía bên ngoài rừng rậm. Dừng cây tối tăm âm trầm kia, tựa hồ ẩn chứa ác ma kinh khủng, vô tận tà ác. Chạy trốn còn không kịp nữa là quản đến việc khác, về phần những thi thể nằm trên mặt đất của đồng bạn, giờ khác này ai cũng không dám quay đầu lại. Bỗng nhiên, hàn quang chợt hiện, đầu của mấy người xông ra trước nhất đột nhiên bay lên, bắn thẳng lên không trung, máu tươi bắn ra tung tóe, thi thể không đầu vẫn theo quán tính lao thêm mấy bước, mới ngã quỵ xuống. Một trận kinh hô đồng loạt vang lên, tức thì chúng nhân dừng cước bộ, còn chưa kịp phản ứng, Phía sau lại có tiếng thân thể ngã xuống. Phía sau cùng, sáu bảy người chậm rãi té ngã, trên người không có một vết thương, chỉ có trên mặt lưu lại thần sắc kinh khủng đến cực điểm. Một thân ảnh màu đen như có như không, như hư như ảo xuất hiện ở phía trước chúng nhân. Trong tay lóe ra một đạo hàn quang tinh tế, như đao như kiếm. Hai đạo ánh mắt lợi hại đến cực điểm, xuyên phá màn đêm khôn cùng, lạnh buốt rơi vào trên người chúng nhân. Mỗi người chỉ cần tiếp xúc với ánh mắt của hắn, tựa như bị một kiếm cực kỳ sắc bén đâm vào người, nhịn không được mà phải quay mặt đi, không đủ can đảm nhìn vào. Có mấy người thân thể run rẩy, lén lén lui về phía sau, như chuẩn bị cướp đường mà chạy. Nào ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy một hắc y nhân hư không phiêu hốt giữa không chung, quay đầu nhìn mấy người này lộ ra một khuôn mặt tươi cười sán lạn, không ngờ lại đưa tay lên chào hỏi, "Này. Chào mọi người, buổi tối may mắn." Thanh âm không ngờ ôn hòa dị thường, "Buổi tối may mắn." trong bóng đêm tối đến mức đưa tay ra không nhìn rõ năm ngón tay vô thành vô tức xiết sạch người ta sau đó chân không chạm đất phiêu phiêu hốt hốt giữa không trung bay lượn qua lại không ngờ lại phát ra một câu hỏi nồng hậu đến thế mấy người vừa quay đầu hai mắt đăm đăm nhìn hắc y nhân trước mặt cặp đùi run rẩy quăn lại như mì ăn liền đột nhiên hai người phát ra tiếng rên rỉ da mặt biến thành màu tím ngắt mềm nhũn ra ngã xuống chớp mắt đã ngừng thở đúng là bị hù chết tươi mà khi toàn bộ chúng nhân rơi vào trong cực độ khủng hoảng, lăng thiên, lăng kiếm lần thứ hai cùng lúc xuất thủ, một trước một sau. Hai người tựa như đang tham gia vào một trận đấu, nhanh như bay giải quyết tính mạng của những người này. Cũng giống như hai bác nông dân cần cù, ở trong ruộng lú điên cua ông thu hoạch một mùa bội thu. Trên mặt đều khôn chút biểu tình giống nhau, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, gần 50 người dĩ nhiên không có quá 10 người kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lăng thiên và lăng kiếm đã cùng hợp lực đạt được thắng lợi nhưng lại không có một ai sống sót keng lăng kiếm nước trường kiếm vào vỏ trên mặt lộ ra một tia tiếc hận vẫn kém công tử một người lăng thiên cười hắc hắc thản nhiên nói thế đã không tệ rồi trên thế giới này có thể thi giết người với ta cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi cho dù là tống quân thiên lý chỉ luận tốc độ giết người hắn cũng không thể theo kịp ta đâu mắt lăng kiếm sáng lên trong chớp mắt lại tỏ vẻ bực bội nhưng mà công tử ngươi từ đầu đến cuối vẫn công dùng đến binh khí mà ta đã xuất toàn lực rồi lăng thiên vỗ vỗ vai hắn cười cười không cần nổi giận a à, kiếm nếu như luận tốc độ giết người người có thể coi là kẻ đứng thứ hai đương đại ta có thể chắc chắn tống quân thiên lý cũng không thể so sánh với ngươi nhưng sau này ngươi muốn so sánh với hắn thì không chỉ có tốc độ giết người thôi đâu cười vô tư lự lăng thiên chắp tay mà đi những lời này đã cho lăng kiếm một cái đạo lý lăng kiếm có thể lĩnh ngộ hay không thì phải xem chính bản thân hắn Lăng Thiên luôn thích dùng phương thức này để chỉ bảo bọn Lăng kiếm. Hắn luôn cho rằng tự mình lĩnh ngộ, vĩnh viễn tốt hơn rất nhiều so với việc sư phụ trực tiếp nói rõ ràng tất cả ra, cũng càng có tính thực dụng. Mà sự thực chứng minh, loại phương pháp này của hắn, hiệu quả vẫn rất không tệ, ít nhất là với bọn Lăng kiếm hữu hiệu vô cùng. Tín hiệu phát ra, Lăng Trì, phùng mặc xuất lĩnh nhân mã cấp tóc tiến vào rừng rậm, nhìn thấy thi thể lung tung ở trước mặt, đám người này tuy rằng đã quen với máu tanh, vẫn không nhịn được mà hoảng sợ. Ai cũng không thể ngờ được, trong thời gian ngắn ngủi như thế, hai người lăng thiên và lăng kiếm đã thành công hoàn thành đơn phương tàn sát. Đối phương hơn trăm người, lại không lưu lại mạng sống của bất kỳ kẻ nào. Mà mọi người lúc còn ở bên ngoài bìa rừng đã sớm tận lực chú ý động tĩnh trong rừng rậm, nhưng chỉ loáng thoáng nghe thấy một hai tiếng kêu thảm thiết. Mà bên này sớm đã là có trần ai lạc, sau nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, lăng thiên dẫn theo toàn bộ 500 nhân mã thủ hạ tinh nhuệ tiến vào trong rừng rậm, cấp tốc thu thập những thi thể bừa bãi trên đất quy về một chỗ tùy tiện mai táng sau một phen chỉnh lý tổng phạm vi của một khu đất chống nhô ra khoảng nửa dặp lăng thiên tự mình chỉ huy bày ra một sát cục tựa như thiên la địa võng sát cục dưới sự bố trí của lăng thiên đương nhiên không thể giống với những gì mà người thủy gia trước đây bày ra để mai phục đây mới là sát cục chân chính trình độ sắc bén của nó tuyệt đối không phải những tên rác rưởi sống trong an nhàn sung sướng của thủy gia có thể tưởng tượng ra nếu vương bác tự mình đi đón ngừa, như vậy, hướng đi của hắn tất nhiên sẽ vừa vặn ngược với hướng mà lăng thiên vừa mới tới. Tất nhiên hắn sẽ phải trở lại nơi này, bằng không hắn an bài những người kia ở đây làm gì. Đã như vậy, lăng thiên cảm thấy nếu như mình không bày mai phục ở hướng đi này, có phần rất phụ bạc một phen thịnh tình hảo ý của vị bạn giữa Âu này. Thịt béo đưa đến miệng nếu không vui vẻ mà hưởng thụ, có phần khá là ngu ngốc mà. Sở dĩ định đem nguyên bản vị trí ni kéo dài ra khoảng nửa dặm đường, nhưng Lăng Thiên lại lo lắng nơi này mặc dù đã trải qua xử lý, tuy nhiên mùi máu tươi vẫn còn tương đối gây mũi. Nếu bởi vậy mà sớm lộ chân tướng, khiến người ta phát hiện ra, ngược lại sẽ không hay. Tuy rằng chỗ đất trồng ấy so với nơi mà Lăng Thiên lựa chọn dễ phục kích hơn cũng dễ đắc thủ hơn, nhưng dựa theo nguyên tắc cẩn trọng để đạt mục đích, Lăng Thiên vẫn đem vòng vây kéo dài ra. Lăng chỉ thống suốt 100 người ở trên cây, mang theo đao kiếm cùng với tên nhọn tầm độc. Phùng mặc thống suốt 200 người ở bên phải, một thiết huyết vệ khác là vương tịch thống suốt 200 người ở bên trái. Lăng kiếm phụ trách cản trở đường lui, còn lăng thiên thắt chặt đại khẩu. Ở giữa, lăng thiên giải lên rất nhiều loại thuốc bột, có mông hãn dược cũng có độc dược đủ để giết người. Nói chung, chỉ cần hít dược vật vào trong cơ thể liền sẽ có hiệu quả ngay lập tức. Lăng thiên không chút keo kiệt, giải khắp mặt đất, chỉ cần động tác đối phương mạnh một chút, sẽ kích khởi thuốc bột bay lên. Như vậy trong lúc đêm tối thế này, nhất định sẽ có không ít người y chúng chiêu. Lăng Thiên thậm chí còn dùng những dây mây tầng tầng lớp lớp ở trong rừng, không không nghỉ tạo ra từng hố bẫy. Trước sau chẳng qua chỉ qua nửa canh giờ công phu, những bố trí của Lăng Thiên đã làm cho Lăng Kiếm vẫn luôn hộ tống bên cạnh phải hít vài hơi thật dài. Trong mắt Lăng Kiếm, Lăng Thiên trên cơ bản đã lợi dụng một lần thậm chí là mấy lần toàn bộ những thứ có thể lợi dụng trong rừng cây. Nhưng cho dù là như vậy, Lăng Thiên vẫn còn có chút chưa hài lòng. Suốt trường kiếm ra chém nứt một nửa toàn bộ những cành cây nhô ngang đường, chỉ để lại một nửa cành cây và vỏ cây nối liền với thân đại thụ. Lăng Kiếm hầu như có thể dự đoán được, sau khi những cao thủ võ lâm tiến vào phát hiện ra trên mặt đất có mai phục, phản ứng đầu tiên tất nhiên sẽ là nhún người bay lên chỗ cao để tìm cách trốn tránh. Sau đó dựa vào cành cây để mượn lực hoặc lao lên cây quan sát tình hình. Nhưng dưới loại tình huống này, những cành cây mà họ đang bám víu vì không thể chịu nổi trọng lực đột nhiên gãy lìa, như vậy những người sẽ rơi vào cảnh bị động và chật vật tới mức nào đây? việc bố trí cạm bẫy của lăng thiên theo cách nhìn qua lăng kiếm đã là một môn nghệ thuật đáng tiếc hắn lại không biết rằng nếu như nhà đầu lê tuyết kia ở đây nhất định sẽ chỉ trích công phu bố trí cạm bẫy của lăng thiên thụt lùi cho dù thời gian gấp gáp cũng cần phải bố trí cho ra dáng một chút ít nhất ở trên cành lớn cành nhỏ đều phải tẩm thêm một ít thuốc độc hoặc là thuốc tê đoàn châm gì gì đó chứ cuối cùng lăng thiên cũng tạm coi như hoàn tất chỉnh lý lắc đầu khe khẽ thở dài nói chuẩn bị vẫn chưa phai quá đầy đủ chỉ có thể như vậy thôi. Chỉ mong có thể phát huy được một chút tác dụng. Lăng Kiếm và toàn bộ những người ở đây nghe thấy những lời này của Lăng Thiên, người nào người nấy đều ngoác miệng ra đến mức không thể ngậm lại. Cảm bẫy chặt chẽ chu đáo đến như vậy, Lăng Kiếm cho rằng cũng đủ để phục sát Giang Sơn Lệnh Chủ Tống Quân Thiên Lý, nhưng trong mắt của Lăng Thiên, không ngờ chưa quá hài lòng. Bạn đang đọc truyện được copy tại. Lăng Thiên hừ một tiếng, Tà Nhãn liếc nhìn Lăng Kiếm, có vẻ như đã nhìn thấu ý nghĩ trong lòng hắn tức giận nói cạm bẫy lúc trước ta dùng để phục kích tống quân thiên lý, so với bố trí ở nơi này, ít nhất đáng sợ gấp 3 lần. Nhưng ngoại trừ trừ hoãn hắn truy tung trong thoáng chốc ra, không còn chút tác dụng nào nữa. Lăng kiếm, người phải nhớ cho kỹ, đối phó với một cao thủ chân chính, với thực lực tuyệt đối ở trước mặt, sẽ không thể nói cái gì là ám sát cả, mà chỉ có thể liều mạng chính. Bởi vì vô luận người khởi xướng công kích vào lúc nào, hắn đều sẽ bớt hiện ra, sớm có sự chuẩn bị đây là sự khác nhau giữa tuyệt đại cao thủ và cao thủ bình thường cho nên khi đối mặt với những cao thủ cấp bậc như vậy ngàn vạn lần đừng tưởng rằng mình ám sát là có thể chiếm được tiện nghi nếu tồn tại loại ý nghĩ này ngay cả ngươi là sát thủ đệ nhất thiên hạ cũng chẳng khác nào đến tận cửa nhà người ta để người ta luyện kiếm lăng kiếm chăm chú gật đầu tỉ mỉ ghi nhớ câu nói của lăng thiên sau đó hỏi công tử trong mắt ngươi cao thủ như vậy đương đại có mấy người lăng thiên chăm chú suy nghĩ một chút rồi nói trong những người mà ta tự mình tiếp xúc ngoại trừ ngọc mãn lâu vừa mới nhắc tới ra người như vậy hẳn còn ba người nữa kỳ thực ngọc mãn lâu chỉ là có một thân võ công cao cường nhưng chưa nhất định có thể đạt đến loại cảnh giới mà ta vừa nói ba người mà ta nói đến thì tống quân thiên lý hoàn toàn xứng đáng đứng đầu ánh mắt lăng kiếm chấp động nói trong hai người còn lại hẳn một người chính là công tử như vậy người cuối cùng là ai chẳng lẽ là thủy gia thủy vô ba sao lăng thiên mỉm cười a kiếm à người để mắt đến vị đệ nhất cao thủ của thiếu niên thế gia này quá đấy mà thủy vô ba này ta chưa từng gặp qua tuy nhiên tối đa hắn cũng chỉ ngang cấp với ngọc mãn lâu không bằng người thứ ba như lời ta nói về phần người thứ ba này ư a kiếm ngày đó ngươi thua trong tay ai lê tuyết lăng kiếm không tin nổi trợn tròn mắt lẽ nào thành tựu của nữ nhân này thế mà đã tới mức đó rồi sao lẽ nào ngay cả gia chủ thiên nhiên thế gia ngọc mãn lâu cũng không bằng được lê tuyết ư chương 585, phục kích trong rừng rậm chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com lăng thiên trầm ngâm một chút nói cái này thật ra không thể so sánh như vậy võ công của ngọc mãn lâu quả thực bí hiểm hơn nữa phi thường quỷ dị dựa trên công lực chân chính của hắn mà nói chỉ sợ còn vượt qua ta và lê tuyết hơn nữa hắn còn lánh đời luyện loại võ công phi thường tà mị uy lực cực lớn nhưng theo như ta vừa mới nói không đơn thuần chỉ dựa vào võ công mà không sợ bị người khác ám sát tại điểm này tống quân thiên lý bằng vào của mình có thể làm được nhưng ngọc mãn lâu tuy bản thân võ công cực cao lại không thể hoàn toàn ngăn trở được tập kích của địch nhất bất quá tuy rằng hắn không đạt đến điểm này nhưng nếu ngươi xuất thủ ám sát hắn cho dù ám sát đắc thủ chỉ sợ cuối cùng cũng chết theo ngọc mãn lâu hoàn toàn có năng lực này đây cũng chính là nguyên nhân ta không cho ngươi gì ám sát ngọc mãn lâu hiểu chưa còn Lê Tuyết so với Ngọc Mãn lâu lại có một điểm ưu thế, cho nên Lê Tuyết có thể không sợ bị ám sát. Trong khi ấy Ngọc Mãn lâu nhất định không làm được, có ưu thế nào hơn? Lăng kiếm kiên nhẫn hỏi, hắn thực sự vô pháp tin tưởng, Lê Tuyết thoạt nhìn nũng nịu kia, thực lực bản thân, cảnh giới lại có thể cao đến mức như vậy. Bạn đang đọc chuyện được góp tại, Lăng thiên cười đầy thâm ý, suy nghĩ rồi nói, nàng ta so với Ngọc Mãn lâu nhiều hơn 2.000 năm kinh nghiệm quý giá, thậm chí còn nhiều hơn, sau khi nói xong lời nói khiến cho lăng kiếm không hiểu ra sao lăng thiên cười ha hả thân thể chợt lóe lên rồi biến mất nhiều hơn hai ngàn năm kinh nghiệm ư đây là ý tứ gì vậy nàng ấy cũng không bao nhiêu tuổi có được bao nhiêu kinh nghiệm đây lăng kiếm gục gặc cái đầu không hiểu mà nói ra hai câu lắc đầu mang theo đầy mình nghi vấn ẩn vào trong bóng đêm lúc đó vương bác vương đại công tử đang nén một bụng hờn rỗi lần này hắn tranh giành để được đi tiếp ứng tuyệt đỉnh cao thủ của thiên thượng thiên nghe nói có tuyệt thế cao thủ trong truyền thuyết vương đại công tử âm thầm tính toán lần này cho dù thế nào cũng phải dựa vào chút công lao làm trâu làm ngựa mấy chục năm cùng với lão cha bái một tuyệt thế cao thủ làm sư phụ chưa cần nói đến những chuyện khác chỉ cần sau này có thể thuận lợi ra ngoài đoạt một tiểu cô nương mang về chơi đùa không phải rất tốt sao như bản thân mình hiện tại sách thùng nước lên cũng phải nghỉ ngơi nửa ngày mới phục hồi được sức khỏe thật sự là rất ư khó chịu nghe nói tuyệt thế cao thủ tùy tiện truyền cho ngươi một vài năm công lực thì cũng như chơi đùa thôi, nhưng lại có thể khiến cho người thừa kế công lực trở thành hảo thủ nhất đẳng. Vì sao Lăng Thiên Châu bò như vậy? Không phải bái một sư phụ giỏi hay sao? Phỏng trừng vị cao nhân sư phụ kia nhất định là đã truyền cho Lăng. Thiên rất nhiều công lực, bằng không, Lăng Thiên kia giống như mình chẳng qua chỉ là một tên quần là áo lượt mà thôi. Chỉ cần vương bác ta cũng có thể ôm được chân của một cao thủ sư phụ, bản công tử lẽ nào lại chậm chạp hơn so với Lăng Hiên quần là áo lượt kia. Gia tộc mình đã chờ đợi lo lắng nhiều năm như vậy, vì tiêu gia đạt được nhiều thành tích như vậy, đưa ra yêu cầu như thế hẳn không tính là quá phận chứ. Căn cứ vào mục đích tốt đẹp này, vương bác công tử nhất trí quấn lấy lão cha mình cầu xin van nài, để chính mình tới hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu này, đồng thời lập quân lệnh trạng thể bồi thành khẩn, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương Thái phó bị con trai bị thịt quấn quyết, ra sức đuổi cũng không xong, rốt cục phải bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Dọc theo đường đi, trải qua kinh nghiệm nhức mỏi thảm thiết khi ngồi trên lưng ngựa phi nước đại 400 dặm đường làm cho vương đại công tử vô cùng hối hận. Lại thêm sự rét buốt khổ ải của cảnh màn trời chiếu đất càng làm cho vô ninh đại công tử cảm thấy khổ không tả xiết, nghĩ lại mà sợ. Đợi khi gặp được vị tuyệt thế cao thủ của thiên thượng thiên, sự lạnh lẽo trong lòng vô ninh đại công tử đã thấm xuống tận gan bàn chân. Vị này tên là Mông Nhược Vân là đệ nhất cao thủ của thiên thượng thiên có mặt ở đây, đồng thời cũng là đầu lính ánh mắt nhìn vương đại công tử mà như nhìn một đống phân hoặc có lẽ là một đống rác rưởi thậm chí ngay cả một câu nói cũng không thèm nói với hắn càng khỏi cần nói đến chuyện coi trọng gì gì đó những người khác tự nhiên cũng sẽ học theo cách của vị mông đại trưởng lão này đối với vương bác cũng giống như là sai bảo một tên nô tài đừng nói tôn kính nửa điểm lễ phép cũng chẳng có điều này làm cho vị công tử vương bác xưa nay vốn luôn cao cao tại thượng hoành hành ngang ngược trước mặt người khác không khỏi thầm chửi rủa lão thiên tơi bời lão tử thật đúng là bị coi thường mà lão tử chạy mấy trăm dặm đường tới tiếp ứng các ngươi các ngươi lại đối đãi với lão tử như thế nếu như không có cha con lão tử đây cái lũ hỗn tạp các ngươi có thể thuận thuận lợi lợi mà lướt qua cửa ải hiểm yếu của thừa thiên mà đến đây hay không chứ đám rơm rác một đám vong ân phụ nghĩa chơi lão tử hay sao suốt trên đường trở về vương bác cúi đầu chuyện bái sư dứt khoát không nghĩ tới nữa nguyện vọng duy nhất chính là chửi rủa đám hỗn tạp kia một trận thống khoái sau đó mình nhanh chóng trở về nhà, hai bắp đùi vì cọ sát nhiều quá mà hỏng cả rồi. Mềm như giọt sữa, mới vừa đoạt được một tiểu mỹ nhân còn chưa kịp thân thiết, thế này lão tử làm sao mà lên ngựa si Đã mơ hồ thấy được mảnh rừng cây tối sẫm, phía trước chính là người của mình, cho dù người không nhiều lắm nhưng ít nhất cũng nghe lời mình. Vương bác hộc ra một hơi thật dài, nhìn thoáng qua đội ingo mấy nghìn người dài rằng giặc phía sau. Trong lòng chợt thầm cười mốt tràng dài, đợi hộp hợp với người của lão tử, đám hỗn tạp các người thích thế nào thì sẽ là thế đó. Lão tử sẽ bàn giao lại tất cả các người mới được. Loại gì không biết nữa, trong bụng thầm oán hận mắng chửi, trên mặt lại cung cung kính kính dẫn đội ngũ tinh nhuệ do một trong ba đại cao thủ của thiên thượng thiên mông nhược vân xuất lĩnh tiến vào rừng rậm. Để đảm bảo lần tập kích này thành công, thiên thượng thiên có thể nói là đã xuất ra vốn gốc của mình, ngoại trừ liên hợp với tiêu gia bí mật huấn luyện hơn 3.000 cuồng long vệ sĩ ra, thì thiên thượng thiên cũng vừa mới phái ra 12 cao thủ nội môn. Ngoại môn đệ tử cũng có hơn 100 người, trừ những người đã đến Minh Ngọc Thành xa xôi, những người ở đây cũng để để chiếm hơn phân nửa lực lượng ong nhân mã còn lại của thiên thượng thiên, thế lực có thể nói là đặc biệt kiên cường, dùng lời nói của trưởng môn nhân thiên thượng thiên mộng phá thiên mà nói chính là, cỗ lực lượng này tại đại lục thiên tinh, ngoại trừ ngọc gia đối phó với bất kỳ một thế lực nào khác cũng nhất định có thể trong vòng hai canh giờ giải quyết xong một cách dễ dàng cho nên lần này sau hành động với thừa thiên lăng gia nhất định phải thành công một đội nhân mã đã dần dần tiến vào trong rừng rậm theo suy tính của vương bác đi tiếp về phía trước một đoạn ngăn sẽ tới khu đất trống mà người này dựng trại đóng quân chứ như thế nhiệm vụ của mình coi như đã được hoàn thành triệt để nắm chắc thời gian để vút ngựa về nhà đi ở phía trước nhất là mộng nhược vân tròm dâu bạc trắng bay bay tay áo rộng mở, phong thái nhẹ nhàng, một bộ dạng mang phong phạm của thế ngoại cao nhân. Hai mắt khép hờ, như ngủ như tỉnh, thỉnh thoảng mở ra, nhìn chung quanh một vòng, tựa như một đạo điện quang bắn ra, cực kỳ uy thế. Mấy nghìn người tiến vào trong rừng rậm, trật tự ngay ngắn. Trong rừng một mảnh yên tĩnh vắng vẻ, rừng, tất cả mọi người dừng lại. Đột nhiên, Mộng Nhược Vân cảm thấy có gì đó không ổn. Đây là một trực giác của võ giả. Hơn nữa nhiều người tiến vào như vậy, vì sao lại hoàn toàn không có một con chim nào bị kinh động mà bay lên. Lẽ nào rừng rậm lớn như vậy, ngay cả một con chim nhỏ cũng không điều này thực sự là không hợp lý. Cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, thần thái uể oải của mộng nhược vân nhất thời biến sạch sẽ, thay vào đó là cẩn thận vô cùng. Cánh rừng này, có chút gì đó rất không ổn, sao lại loáng thoáng có mùi máu tươi, mùi máu tanh từ đâu đến. Mộng nhược vân ngửa mặt lên trời ngửi ngửi, thoáng đưa tay ra, đã nắm được cổ vương bác, sắc mặt rất nghiêm khắc, tiểu tử, Người đang làm trò quỷ gì đây? Hắn vốn không để vị đại công tử của thái phó thừa theen trong lòng. Nếu đã là tay sai của tiêu gia, trong mắt hắn chính là ngay cả một con chó cũng không bằng. Vương bác quen sống an nhàn sung sướng, đâu rõ huyền cơ ở trong đó. Nhất thời mắt trợn tròn, còn chưa kịp trả lời, không trung đã vang lên tiếng gió rít bén nhọn, thân mây từ bốn phương tám hướng cùng lúc bắn ra, ở bên trên treo những khúc gỗ còn mới nguyên, cực lớn được vót nhọn giống như cung tiến cự đại mà cửu theen thàn ma sử dụng trong nháy mắt đâm xuyên vào trong độ ingo của đám người thiên thượng thiên. Thế đến của những cự mộc này vô cùng hung mãnh, trọng lượng của chúng vốn rất nặng, một khi đánh vào người, kết quả sẽ là lập tức gãy xương nứt gân, chân chính va chạm sẽ chết, nhẹ cũng bị thương. Hầu như mỗi một cự mộc sau khi đánh chúng người đầu tiên, tựa như xiên mứt quả sẽ đụng tiếp vào người thứ hai thứ ba, thậm chí là người thứ tư thứ năm. Nếu đụng vào chỗ đông người, tất nhiên sẽ là ầm ầm áp đảo cả đám. Uy lực cực kỳ kinh người, tiếng kêu thảm thiết thức thì vang vọng khắp cả rừng rạm. Máu tươi bắn ra xung quanh làm cho cánh rừng rậm này nhất thời biến thành điên ngục trần gian, ngũ tạng, tứ chi bay tán loạn, tùy ý có thể thấy được, chiến mã điên cuồng hí dài, nhảy trồm trồm. Trong khoảnh khắc loạn thành một đoàn, chỉ mới vào trong vòng cảm bẫy thứ nhất bằng cự mộc, trong đám người dày đặc như vậy cũng đã tạo thành sát thương cho ba bốn trăm mạng người. Thế tấn công của cửa mộc còn chưa hoàn toàn kết thúc, thì những thanh âm vút vút không ngừng vang lên. Xung quanh, trên trời dưới đất, cùng lúc bay tới từng loạt mũi tên bén nhọn đoạt mệnh, tàn nhẫn cắm trên thân thể đám người. Trên mặt đất, dưới sự dẫm đạp điên cuồng của mấy nghìn người, hầu như có thể dùng mắt thường nhìn thấy được một cỗ xương mù bốc lên, tràn ngập không gian. Bịch, bịch, rất nhiều những chiến sĩ may mắn không chút tổn hao sau đợt tấn công của cự mục khi ngửi phải luồng xương mù này, không hiểu tại sao lào đảo hai cái, liền không biết gì nữa ngã xuống dưới đất. Rất rốn với một khúc gỗ mục nát, mọi người nín thở, xương mù rất cổ quái. Mộng Nhược Vân hai tay huy động thân thể gầy còm của Vương Bác Như trong chóng, biến hắn thành khiêng chắn tên. Trong thời gian vài hơi thở ngắn ngủi, hình dạng Vương Đại Công Tử đã biến thành một con nhím. Vậy mà tên nhọn từ bốn phương tám hướng vẫn như cũ không ngừng nhỉ bắn đến. Địch nhân ẩn thân trong bóng tối vẫn chưa hiện thân, nhưng nhân mã của The en Thượng Thiên đã tổn hại gần ba thành. Mộng Nhược Vân hú lên một tiếng thật dài, thân thể đột ngộ bắn lên khỏi mặt đất, cùng lúc ném người nhím ra ngoài, giữa không trung tay phải khẽ rung lên, một đạo ánh sáng lóe lên, trường kiếm đã rời vỏ. Cùng lúc đó, lại có thêm mấy cao thủ của thiên thượng thiên cùng bắt trước hắn, tung người vọt lên. Cung tiến cố nhiên sắc nhọn, nhưng đối với cao thủ như nhược như vân, lại khôn có quá nhiều ý nghĩa. Trên mặt đất có cạm bẫy, có độc vụ, như vậy, chỉ có thể lựa chọn nhảy lên trên đại thụ, mới có thể tránh được hai loại công kích đó. Chỉ còn cung tiến, cũng sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Mọi người đều có tâm tư giống nhau, không hẹn mà đồng loạt phi thân lên âm thanh keng, keng, keng liên tục vang lên, những cao thủ của thiên thượng thiên tại giữa không trung rút kiếm, cong người lướt ngang, chém bay những mùi tên sắc nhọn bắn về phía mình. Gần như dùng đến ngụm chân khí cuối cùng, tay còn lại theo bản năng đưa ra bám lấy những cành cây tráng kiện mà mình có thể vươn tới. Chỉ cần mượn chút lực là đủ để thoát khỏi khốn cảnh. chương 586, chém tận giết tuyệt, chuyện được thực hiện bởi obookaudio com Sắc 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 sắc, khi bàn tay của chúng nhân vừa bám được vào cành cây tức thì vang lên vô số tiếng gãy giòn tan. Những cành cây nhìn qua có vẻ rất chắc khỏe, nhưng giờ khắc này lại không bằng miếng đậu hũ, không dùng đến chút sức lực nào cũng làm cho chúng gãy rồi. Bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả võ lâm cao thủ nhất đẳng vào khoảng khắc này cũng không khác gì người thường, chợt vô trọng lược, hoa tay múa chân, ai nấy đều kêu lên những tiếng thê lương thảm thiết, ngã xuống. Ngụm chân khí dành để tránh né lợi tiến vừa vặn dùng hết, lúc này ngay cả khoảng chố đổi hơi cũng không có đã bị ném thẳng xuống đất. Những cao thủ một đời diếu võ dương oai này, giờ đây tựa như những miếng thịt cứ thế rơi từ trên trời xuống, rơi đến thất điên bát đảo. Võ sĩ của lăng gia đã sớm có chuẩn bị, vạn tiễn lần thứ hai nha tể bắn ra. Tiếng dây cung kéo căng rồi nhả ra vào giờ khắc này còn dày đặc hơn so với lúc trước. Trong đêm tối, từng mũi tên đen xì sắc nhọn tựa như châu chấu bay đầy trời, chen chúc mà tới. Phốc phốc phốc, thanh âm tên găm vào thân người không ngừng vang lên, vô số những tiếng kêu thảm thiết lúc sắp chết. Cứ như vậy không ngừng vang vọng không chung vừa thê thảm vừa tuyệt vọng. Cao thủ nội môn của thiên thương thiên, từng người đều là những nhân vật bát phàm, nhưng tại nơi này, dưới những loạt tên dày đặc, lại bị hủy diệt chỉ còn một nửa. Vài người còn lại, thì ai nấy đều đã bị thương. Thường ngày không thèm để cung tiễn vào mắt, nhưng vào một khắc này, những mũi tên kia lại biến thành tiếng gọi mãnh liệt của tử thần, biến thành chống canh đòi mạng, vô cùng đáng sợ. Mộng Như Vân ngay trong nháy mắt cành cây gã rụng, thấy không ổn, quyết định thật nhanh, bất đắc dĩ vận dụng nguyên khí tinh thuần vốn mất hơn 10 năm dùng tính mạng tinh thu mới có, trong lúc rơi xuống, nháy mắt há mồm phun ra một ngụm khí thể có màu máu nhàn nhạt, nhạt, bất chấp nguy hiểm do chấn thương nội phủ, dưới tình huống không có chỗ mượn lực, thân thể mạnh mẽ vút lên cao hơn trượng, nỗ lực rơi trên cây, tựa như đã tránh được một kiếp trước mắt. Nhưng thân thể hắn còn chưa đứng vững, một luồng kiếm khí sắc biến tới cực điểm đã phủ xuống đầu kiếm phong lăng lệ thổi tới khiến toàn thân hắn lạnh lẽo. Cao thủ, cao thủ cực kỳ sắc bén, nguy hiểm, nguy hiểm phi thường, mộng như vân căn bản không kịp thở lấy một hơi, xoay mạnh người một cái, lần thứ hai bắn xéo ra hai trượt, còn chưa tìm được điểm đặt chân, kiếm phong phía sau đã lạnh đến tận xương tủy. Vội vã lắc mình, liều mạng hao tổn nguyên khí, vút ngang lần thứ ba, nhưng đòn tập kích của cao thủ kia không ngờ vẫn không buông tha, gắt gao theo phía sau hắn, giống như ruồi nhặng một trong tam đại cao thủ của thiên thượng thiên mộng nhược vân không ngờ lại bị đối phương bức bách đến nỗi ngay cả thời gian xoay người lại cũng khôn có mộng nhược vân giận tím mặt gào lên một tiếng thân thể như tên rời dây cùng bắn thẳng về phía trước c sau lưng một hồi nhẹ nhóm rốt cục thoát khỏi sự phong tỏa bằng chân khí của đối phương mộng như vân vẫn không kịp lấy hơi trước tiên xoay người lại nhãn thần như điện nhìn về phía đối diện mình cùng lúc há miệng phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi cùng với một đạo khí thể đỏ như máu hỗn loạn y hệt như một thực thể vừa rồi đẻ thoát khỏi kiếm thế của đối phương mộng như vân đã phải sử dụng đến bí kỹ thiêu đốt tiềm lực sinh mạng tổn hao rất nhiều bổn nguyên hiện tại bề ngoài có vẻ như không tổn hao gì nhưng nội phủ đã thụ thương nghiêm trọng không thể chịu đựng thêm nữa đạo khí thể đỏ như máu giống như thực thể này và đạo khí thể màu máu nhạt lúc trước không thể so sánh với nhau đạo khí thể lúc trước mặc dù có thể sẽ tổn thương nguyên khí nhưng chỉ cần sau này cẩn thận điều tức lại lấy thêm linh dược phụ trợ điều dưỡng. Vẫn có thể khôi phục lại, nhưng đạo khí thể như máu giống như thực thể kia lại là chân nguyên bản mạng của mộng như vân. Một khi tiêu hao, vĩnh viễn vô pháp bù đắp, hơn nữa lại cực kỳ tổn hại thân thể, ngay cả sau này điều dưỡng, cũng phải giảm 3 năm tuổi thọ. Không một ai có thể ngờ được, chỉ là một giận mai phục. Lại có thể bước một vị cao thủ đứng đầu thiên thượng thai đến hoàn cảnh như vậy. còn chưa kịp nhìn rõ địch nhân, tự mình đã bị thương tổn chí mạng bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm nhưng mộng nhược vân lúc này buộc phải như vậy một kiếm đầu tiên của đối phương phát ra hắn cũng đã biết đối phương chỉ sợ là sát thủ đứng đầu hiếm có trong thiên hạ đối địch với sát thủ cấp bậc như thế này nếu không thể sớm quay đổi cục diện quay lưng về phía đối thủ thì không khác nào lão già treo cổ chán sống cho dù giảm thọ so với chết ngay tại chỗ vẫn còn tốt hơn nhiều hiện tại tuy rằng nguyên khí hao tổn rất nhiều lại thêm nội phủ bị chấn động nhưng so với chính diện đối mặt, bản thân mình đã có vài phần nắm chắc, ít nhất mình cũng có thể hoàn thủ, mà không giống như vừa nãy bị người ta áp đả, nhưng là càng nằm ngoài dữ liệu của Mộng Như Vân chính là, sát thủ đứng đầu đối diện mình, dĩ nhiên chỉ là một thiếu niên khoảng chừng 16-17 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, cặp mắt vô cùng băng, lãnh, trường kiếm nhỏ hẹp lóe sáng, nếu như không phải sát khí quả thực rất dày đặc từ trên người thiếu niên này phát ra, Mộng Như Vân gần như cho rằng mình vừa tỉnh dậy từ một g Chỉ là một thằng nhãi con hơn 10 tuổi, miệng còn hôi sữa, không ngờ có thể bước mình tới hoàn cảnh như vậy. Điều này sao có thể? Hắc y thiếu niên nọ không nói một lời, thân thể nhẹ nhàng phiêu động bắn lên, lại mau như thiểm điện, khôn chút kiêng nể một lần nữa vọt về phía Mộng Nhược Vân, trường kiếm trong tay rung lên, lấp loáng tựa như một con rắn mắt kính cực độc bay đến mà cắn. Sát, đúng lúc này, một tiếng giống lớn như sấm mùa xuân nổ vang, chấn động cả rừng rậm, khiến cây cối run rẩy xào sạc, vô số lá thông rào rào rơi xuống đất. Sát, ngay sau đó, là mấy trăm người giận dữ hét lên, sát khí phá không, bài sơn đảo hải. Từng đạo bóng đen cường tráng từ trong bóng tối lắc mình lao ra, nhào vào trong liên quân thiên thượng thiên của tiêu gia đang loạn thành một đoàn. Vô số đại đao lóe sáng cùng bổ chém rất chỉnh tề. Trên mặt đất máu tươi chảy thành từng dòng suối nhỏ. Hai ba trăm người vừa mới miễn cưỡng đứng lên đã ngã xuống sau một nhát chém này. Trong nháy mắt mộng nhược Vân đã giao thủ hơn 10 chiêu với sát thủ thiếu niên Hắc Y trước mặt. Thiếu niên này với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, xoát thủ tàn nhẫn, kiếm chiêu tinh diệu, đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mộng nhược Vân. Tuy chỉ là hơn 10 chiêu, nhưng toàn bộ tâm lý khinh thường của mộng nhược Vân đã biến mất hoàn toàn, coi đối phương như một đối thủ ngang cấp. Vội vã liếc tà nhãn nhìn xuống phía dưới, khóe mắt dường như muốn rách toạc. Đám Hắc Y nhân không rõ lai lịch kia, người người võ nghệ không kém, xuất thủ cực kỳ hung ác. Đối mặt với đội quân đệ tử của mình gần như toàn bộ đã bị thương không còn lực hoàn thủ không ngừng hạ sát thủ, lại thêm từng người đều hung hãn không sợ chết, vô cùng dũng mãnh, thời gian bất quá chưa tới mấy hơi thở, khoảng không trong rừng rậm đã rộng rãi ra rất nhiều. Thi thể trên mặt đất càng ngày càng dày, mộng như vân rốt cục nhịn không nổi nửa, hú dài một tiếng, liền mạng tổn hao nguyên khí thêm lần nữa, điên cuồng công ra mấy chiêu, miễn cưỡng bức lui hắc y thiếu niên. Sắc mặt hắn lúc này đã trắng bệch như mặt người chết, thân thể gặp lại, hạ xuống mặt đất hét lớn mọi người nghe lệnh lão phu, toàn lực giết ra ngoài. Nói xong trường kiếm lao ra, thế như hổ điên, hắn biết nếu mình không thể mở ra một đường máu cho bên mình, 3.100 người mình mang đến đây, ắt sẽ bị diệt toàn quân trong phiến rừng rậm này. Nếu mình có thể thoát ra khỏi những người này, vậy sẽ có thể mang theo đội quân đệ tử của mình trở về. Cho dù phải chết, cũng không được phép chùn bước, mộng như vân liều mạng rồi, như ẩn như hiện, phía cuối đội ngũ một trận rối loạn, huyết khí tận trời, một thân ảnh giống như cuồng long rào hải, một đường gieo rắc huyết phú, như một cái thuyền lớn lao giữa mặt nước tĩnh lặng. Hắn đi dến đâu, đám người, xung quanh hắn đều ngã xuống giống như sóng giặt sang hai bên, biến thành thi thể đầy đất, máu tươi từ trong yết hầu chỉnh tề phun ra. Mà người nọ không chút nào dừng lại, dẫm đạp lên thi thể, điên cuồng giết vào. Ở phía sau hắn, chỉ có người chết, không có người bị thương, không có người sống sót. Chỉ một người này, liền giống như một cỗ máy chế tạo tử thi, mở ra một đường máu đúng nghĩa mộng như vân chỉ liếc mắt nhìn qua liền xác định kẻ đang từ phía đối diện giết vào kia chính mình cũng không phải đối thủ của hắn cho dù là khi thần nguyên khí túc cũng tuyệt đối không phải đối thủ cuống hồ lúc này bản thân nội ngoại đều bị thương nặng cho nên hắn xoay người xông ra ngoài sát thủ thiếu niên ở phía sau làm như không thấy nhường đường cho hắn thoát ra mộng như vân thầm vui vẻ mang theo vài người đã tụ tập lại bên cạnh hắn vội vã trùng đột một phen tập hợp một đám nhân mã thế đã có thể trốn đỡ, nhắm đến hướng ở sâu trong rừng rậm, sát đến. Đường lui đã không còn, chỉ có tiến về phía trước. Ngay cả phía trước có là núi đao, cũng chỉ còn lại con đường duy nhất này. Dọc theo đường đi, không ngừng có những cao thủ của thiên thượng thiên gia nhập vào đội ngũ, ai nấy đều hiểu rằng, phương hướng này, đã là đường sống duy nhất. Một khắc xiết chóc ngắn ngủi, 3.100 nhân mã tinh nhuệ, có thể theo mộng như vân lao ra ngoài, đủ 800 người. Nhưng trong số ấy có không biết bao nhiêu người bị thương. 10 thành nhân mã, không ngờ đã bị nuốt gần 8 phần. Trong lòng Mộng Như Vân là một mảnh bi thương, lúc này, hắn đã không kịp suy nghĩ, tất cả những chuyện này vì sao phát sinh, đến tột cùng thì cạm bẫy ở đâu ra. Ý nghĩ duy nhất của hắn đó là, lao ra ngoài, mang theo những người này, toàn lực lao ra. Chỉ có lao ra khỏi phiến rừng rậm chết chóc này, mới có một tia sinh cơ. Bất quá cũng chỉ có một tia mà thôi. Khi bọn họ xông ra ngoài, không ít hắc y cao thủ làm bộ dạng chặn lại rồi ngay lập tức thả bọn họ vọt qua dấu hiệu này thực sự rất rõ ràng phía trước nhất định có mai phục còn đáng sợ hơn từ những phản ứng khác thường này mộng như vân đã suy luận ra thế nhưng tuy rằng trong đầu mộng như vân đã minh bạch hắn lại không thể không nỗ lực lần cuối cùng bởi vì phía trước đã là đường sống duy nhất rồi toàn bộ ý nghĩ của mộng như vân đã ngừng lại khi một đạo thiểm điện hoa không mà đến một đạo ánh sáng màu xanh ngọc quen thuộc làm cho Mộng Như Vân vào thời điểm trước lúc chết đi chỉ kịp dùng thanh âm kinh khủng tới cực điểm quát lớn một câu, chỉ có ba chữ, liệt thiên kiếm. Ba chữ ấy vừa ra khỏi miệng, trường kiếm của Mộng Như Vân đã ngay lập tức bị chém thành hai nửa, tiếp đó cả người cũng theo đó chia hai, từ đầu đến chân, chỉnh chỉnh tê tê. Ngũ tạng lục phủ, xoát mộng tiếng, khẽ chảy xuống. Mộng Như Vân, một trong ba vị cao thủ đứng đầu thiên thượng thiên, một đời võ si yêu võ như bảo đệ, trong một phục kích này, không kịp phát huy ra thực lực vốn có của bản thân đã bị một kiếm của lăng thiên chém thành hai nửa thậm chí không kịp hoàn thủ không kịp phản ứng lăng thiên xoay thân liệt thiên kiếm điên cuồng quét ra một đạo ánh sáng màu xanh biếc thê diễm điên cuồng quét một vòng trong phạm vi ba trượng liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết thân thể của toàn bộ địch nhân hoặc bị cắt thành hai đoạn hoặc thắt lưng hoặc bả vai hoặc lưng mặc dù không giống nhau nhưng lại thảm liệt giống nhau mọi ánh mắt đều bắn ra hoàng lạ ẩn trùng thế tựa thủy triều đến lúc này nghẽn lại, trong mắt mỗi người đều lóe ra sợ hãi cực độ. Lăng thiên nhẹ nhàng lùi một bước, thản nhiên nói, lên. siết sạch bọn chúng, không được để một kẻ nào sống sót. Khẩu khí thản nhiên, giống như là một quý tộc, vào lúc dặn dò người ta quét dọn, tự nhiên như vậy. mươi 587, sát thủ tâm ngữ một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lăng kiếm, lăng chỉ cùng một động tác, hai thanh trường kiếm cùng lúc bổ ra, huyết vũ đầy trời. Ngay sau đó là phùng mặc mang theo mấy trăm tráng sĩ quát lớn một tiếng triển khai công kích lần thứ hai. Dũng khí hoàn toàn bị địch nhân đoạt mất, tựa như một đám sơn dương ngu ngốc chờ bị thịt, ngoại trừ phát ra những tiếng rên rỉ sắp chết, đã đánh mất toàn bộ dũng khí chống cự. Tựa như chiều dâng giữa biển lớn xẹt qua những địch nhân còn sót lại, trên mặt đất, ngoại trừ một mình lăng thiên gia, đã không còn bất kỳ vật sống nào khác. Toàn quân bị diệt, bên cạnh, lăng kiếm đang chỉ thị cho lăng trì, đi, đến chỗ lúc đầu, còn không ít tên bị mê man ngã trên mặt đất, mỗi tên bổ cho một kiếm, không được lưu lại một tên nào còn sống. Gió thu gào thét giận dữ, lăng thiên dục ngựa đứng sừng sướng ở sơn khẩu, trong tay cầm một ưng nhãn sáu đồng, từ trên cao nhìn xuống, dõi mắt về phía tiêu gia ở phía xa xa, cờ xí phấp phới trong gió, biểu tình thản nhiên mà lạnh lùng. Những người lính quân của tiêu gia tụ họp tại đây không phủ nhận đã tạo ra thế như trẻ tre, hẳn đang chìm trong mộng đẹp thẳng tiến về đô thành thừa thiên đây. Sau lưng hắn, một đội kỵ binh lẳng lặng sắp hàng rất chỉnh tề, trên mỗi khuôn mặt thô cạch tràn đầy vẻ cường tráng cùng với ý nguyện khiêu chiến, nóng lòng muốn được thử sức, không chút che. Phía sau nữa, trong một mảnh huyết bạc, hơn 10 cô thi thể đầu lìa khỏi cổ lăn lóc, chính là tướng lĩnh trấn thủ binh lính nơi đây. Sau khi thuận lợi giải quyết quân đội tinh nhuệ bí mật tiềm nhập của Tiêu gia, Lăng Thiên Ngựa không dừng vó, giết thẳng đến đây. Cửa khẩu biên, phòng của một nước, há có thể khinh thường, nếu biết có sự tồn tại của kẻ phản bội, đương nhiên là phải la chọn tiêu diệt những kẻ đối lập đối với việc thu thập những kẻ thông đồng với địch nhân lăng thiên thậm chí còn có chút ý tứ cấp bách vừa đến liền trực tiếp giấy lên tinh phong huyết vũ chưa đến một khắc công phu nguyên bản những tướng lĩnh có quan hệ với họ vương đã bị hắn thanh trừ sạch sẽ không chút nương tay phùng mặc phái hai người bằng tốc độ nhanh nhất quay lại lăng phủ biệt viện truyền thủ lệnh của ta thái phó nương triều vương trí hoành thông đồng với địch nhân phản quốc tội không thể tha tịch thủ tài sản chém toàn ra, một người không lưu, phàm là nhân mã có quan hệ với họ vương, mặc kệ là văn thần hay võ tướng, tức khắc đình chỉ chức vụ, áp tải đến thành thừa thiên chờ xử lý, phàm người nào phản khán, gây chuyện, vô luận vì sao, giết không cần luận tội, với những chức vị trống, lăng phủ biệt viện toàn quyền an bài nhân viên, trong vòng một ngày lập tức tiếp nhận. Không được sai sót, lăng thiên miệng không ngừng nói tay không ngừng viết, nhanh chóng soạn ra một cái thủ lệnh giao cho phùng mặc. Dạ, khuôn mặt tựa như nham thạch của phùng mặc không có bất luận biểu tình nào. Chỉ định hai thủ hạ đắc lực, truyền mệnh lệnh xuống. Hai gã thủ hạ xoay người lên ngựa, ôm quyền hành lễ, nháy mắt cực nhanh lao đi. Lăng thiên nhìn đội hình không lồ của tiêu gia ở phía xa xa. Trong lòng không kiềm chế nổi lên một loại ý nghĩ phải diệt sạch toàn bộ những kẻ này. Chỉ khi đối mặt chính diện mới có thể chân chính cảm thấy được chỗ cường đại tinh duệ của quân đội tiêu gia. Tiêu phong dương trị quân nghiêm cẩn, thế gian hiếm có. Quả nhiên nghe tiếng không bằng gặp mặt, gặp mặt càng hơn nghe tiếng. Ngay cả cách một cự ly xa như vậy vẫn có thể cảm thụ được một cỗ quân uy nghiêm nghĩ tới cực điểm. Quân đội như vậy, có thể tưởng tượng được trên chiến trường là loại cương mãnh vô địch công tử. Tiêu gia quả thực trên thực tế đã nắm giữ quyền khống chế nơi này. Vì sao không lập tức chiếm lĩnh, mà người của Tiêu gia lại chỉ đóng ở đó? Vì sao chậm chạp không tiến công? Như vậy chẳng phải là lãng phí nhân lực vật lực một cách vô ích thư nếu bọn họ chân chính dẫn binh chiếm nơi đây, chỉ sợ chúng ta sẽ cực kỳ khó khăn nếu muốn tùy tiện. Chiếm lại, Phùng Mặc đi lên phía trước hai bước, cảnh giác mà nhìn chăm chú về phía đối diện, đưa ra một vấn đề mà hắn chăm suy ngàn tính không ra. Ngay cả tài lưu xê của tiêu gia có một không hai trong thiên hạ, nhưng cũng không thể chịu nổi sự lãng phí như vậy. Thuộc hạ thực khó có thể hiểu rõ ràng, thực sự là không thuận tình lý mà. Phùng Mặc trước đây là thuộc hạ của tướng quân Lăng Khiếu, cũng là người có kinh nghiệm đại chiến, đương nhiên với tác chiến của quân đội hiểu khá rõ. Nhưng bởi vì dạng như thế này, cho nên càng gia tăng nghi hoặc trong lòng hắn. Lãng phí, sao lại lãng phí, lãng phí chỗ nào, lăng thiên lạnh lùng cười, cử động kiểu này của tiêu gia, mới chân chính là âm hiểm đến cực điểm. Đóng quân ở chỗ này, tiếp đó án binh bất động, có quốc gia nào đối mặt với 20 vạn đại quân nhìn chằm chằm vào mình mà không khẩn trường. Cho nên phần quân đội này chẳng khác nào bóp chặt ít hầu của chúng ta. Làm cho chúng ta vô cùng khó chịu. Đầu tiên, ở phía đông khiến cho Trầm Như Hổ rơi vào thế rằng co, không dám có hành động nhỏ nào, làm cho cha ta xuất lĩnh đại quân ở phía nam đồng dạng không dám chủ động công kích Nam Trịnh. Đơn giản vì cả hai chiến tuyến này vô luận là nơi nào có động tính, thì tất nhiên sẽ không quản được khu vực ở giữa này. Mà khi đó, chi quân đội này sẽ chân chính có đất dụng võ, cái gọi là phòng thủ vách sắt thành đồng kỳ thực chính là người của bọn họ, nếu muốn tiến quân thần tốc, cũng chẳng qua chỉ bằng thời gian lật bàn tay mình lên mà thôi nhưng nếu bọn họ ở bên ngoài trực tiếp đoạt lấy quyền khống chế nơi đây toàn bộ những chỗ có lợi sẽ mất đi bởi vì nếu bọn họ hành động trước tổn thất lớn nhất trái lại thuộc về bọn họ ngoại trừ sẽ bại lộ sự thực là bọn họ có nội ứng ra còn bởi vì chúng ta nhất định sẽ triệu tập toàn bộ quân độ tinh nhuệ nhất giải trừ sự uy hiếp lớn nhất này ngay cả tạo ra khe hở cho đông triệu và nam trịnh lợi dụng cũng sẽ không tiếc dù sao khả năng tiến quân thần tốc của bọn họ mới là mối hiểm họa lớn nhất trong lòng chúng ta mặt khác nếu bọn họ bất động, chúng ta dựa vào quan ải hiểm yếu, đương nhiên không muốn tùy tiện phá vỡ loại cân bằng này. Chiến mà không nắm chắc, thì sẽ cấp cho địch nhân cơ hội có thể lợi dụng được. Cuống chi hai phương đông, nam đều có chi quân đội của tiêu gia đang chờ chúng. Cho nên loài tình hình này, chỉ cần bảo trì trạng thái rằng co, như vậy, hợp lại thì hậu phương nhất định phải tiêu hao tài lực để tiếp tế. Trong khi ấy tiêu gia giàu nhất thiên hạ, tin rằng sẽ không vì cái này mà lo lắng. Còn đối với thừa thiên chúng ta cùng lúc ứng phó ba mặt, nhất định sẽ rất căng thẳng. Hai mặt Nam Trịnh đều thụ địch, bất cứ lúc nào cũng đối diện với nguy cơ diệt quốc, càng kéo dài sẽ càng không gượng dậy nổi. Cho nên, nhất định sẽ có một nhà không thể kiên nhẫn nổi mà phát động chiến tranh trước. Mà một nhà ấy bất luận là nhà nào cũng tốt, dù thế nào cũng tuyệt đối không phải là tiêu gia, chỉ cần chiến tranh bạo phát, sẽ càng ngày càng khẩn trương, thương vong càng lúc càng lớn. Cuối cùng sẽ có một bên không thể duy trì được nữa. Đợi đến lúc đó, tiêu gia chính là lấy tính chế động, tính quan kỳ biến, đến thời khắc tốt nhất, sẽ cuốn sạch cả đại lục. Lạnh lùng nở nụ cười nói tiếp, tính toán của tiêu gia, có thể nói dùng tài phú khổng lồ cặm cụi tích lũy bao năm qua để đổi lấy thắng lợi cuối cùng của trận chiến này. Đây là dự định của tiêu gia, quyết định này không những vô cùng khôn khéo, hơn nữa còn rất thiết thực. Mà toàn bộ đại lục thậm chí là toàn bộ thiên hạ, bất luận là phương thế lực nào cũng sẽ tiêu hao không thể gượng dậy nổi, cũng không thể nào bắt trước được họ. Cho dù là lấy tài lực của chúng ta cũng không nổi chỉ có tiêu gia mới chịu được mức tổn hao như vậy. Bởi vì tiêu gia tích cóp ngàn năm qua, tối đa cũng chỉ có tiền tài. Cho nên, chiến tranh chính là đánh vào tài phú, người có đủ tài phú, lực lượng tinh nhuệ, cuộc chiến này chưa đánh, trước cũng đã thắng phân nửa. Huống chi, dưới tình huống chờ đợi thế này, tiêu gia tuyệt đối có lợi, còn thêm lựa chọn phát động tập kích, khiến cho các phương mâu thuẫn gay gắt, vô luận là nói từ điểm nào, đều có thể cho rằng đây là tính toán chuẩn bị tới mức cực điểm rồi thậm chí còn dự định không tổn hại dù chỉ một binh một tốt để an hưởng khối thịt béo lớn nhất này. Thực sự là đã đến mức nghĩ đến chuyện tốt như nghĩ đến mộng đẹp. Tuy nhiên tại một ý nghĩa nào đó, kế hoạch của bọn họ kỳ thực rất có thể sẽ thành công. Nhưng mà, công tử đã biết rõ thế, vì sao lại? Phùng Mặc muốn hỏi vì sao công tử đã biết rồi lại vẫn cứ phát động thành hai mặt quân. Đây không phải là tạo cơ hội cho địch nhân sao? Nhưng ngẫm lại những lời này không phải, thân phận như mình có thể hỏi cần phải hỏi, không khỏi ngượng ngùng. Lăng thiên nở nụ cười xót xa âm hiểm, lợn, lăng kiếm lạnh lùng liếc nhìn phùng mặc, trầm giọng nói thầm một câu. Ngươi, tên đầu cục gạch, phùng mặc thở hổn hển, bộ dâu quai nón cứng như cương châm vì tức giận mà trở nên run run. Phải nói rằng những người trong lăng phủ, ngoài trừ vài người ít ỏi ra, hầu như không có ai không sợ lăng kiếm. Nhưng sợ lăng kiếm thì vẫn luôn không bao gồm phùng mặc. Năm đó khi tên tiểu tử này theo đám người mình cùng nhau huấn luyện, còn theo không kịp hàng ngũ. Vậy mà hiện tại lại có thể trở thành đệ nhất sát thủ danh chấn thiên hạ. Bất quá có một chút trái lại Thủy chung không thay đổi, đó chính là tên này từ nhỏ đã trương ra bộ mặt như cương thi, mãi cho đến bây giờ vẫn cứ lạnh như băng vậy, trong lăng phủ biệt Việt, phùng mặc. Vị thủ lĩnh thiết huyết vệ có danh tiếng nhất này, chính là một trong số mấy người ít ỏi không sợ lăng kiếm. Bất quá năm đó mỗi lần mở miệng là mỗi lần gọi lăng kiếm là tiểu kiếm kiếm, nhưng hiện tại lại cũng không làm sao dám nhắc đến nữa. Ngươi nói ai là lợi, ngươi, đồ cục gạch nhỏ, vốn định gọi là tiểu tiện tiện, suy nghĩ một chút lại vẫn không gọi ra miệng. Cỗ sát khí băng hàn trên người tên lăng kiếm này một khi phát tay, ngay cả vị phùng mặc này cho dù là lão binh càn quấy đầy kinh nghiệm xa trường, cũng cảm thấy không thể chịu nổi. Ngươi chính là lợi, lăng kiếm khôn chút khách khí nhếch miệng, khinh thường nói, nói là lợn ngươi còn không chịu phục. Theo công tử vài chục năm rồi, từ lúc công tử còn nhỏ cho đến bây giờ, Ngươi đã từng phát hiện ra có kẻ nào đủ khả năng kẹp cổ công tử hay chưa không hổ là một cái đầu lợn già ngoại trừ trà đạp lương thực ra người chẳng là cái gì cả người hay lắm hả cái tên mặt gạch nhà ngươi ngoại trừ cả ngày giả làm cương thi giết người còn có thể làm cái gì vừa nhìn đến cái mặt người chết của ngươi lão tử đã muốn nôn mửa ngươi chắc gì đã biết kế hoạch của công tử còn mặt mũi nào nói ta phùng mặc mỉa mai đáp lời ta không biết mà ta cũng không cần biết ta chỉ cần theo kế hoạch của công tử tiến hành là được. Không giống với ngươi, rõ ràng cái gì cũng đều không biết, lại còn cố gắng làm bộ làm tịch cái gì cũng muốn biết, đặt câu hỏi lung tung. Lăng kiếm tức khắc phản kích, được rồi, được rồi, lăng thiên nhân mày, hai người các ngươi cứ gặp mặt là ẩm ý. Vứt các ngươi ở trong lăng phủ biệt viện nhe phu năm như vậy, sớm chiều đối trọi với nhau, không ngờ còn chưa đủ ẩm ý. Tại loại địa phương này còn tiếp tục ẩm ý, nơi này là chiến trường, không phải hậu viện nhà các ngươi bạn đang đọc chuyện được copy tại Lão Phùng cười hắc hắc, dùng một loại khẩu khí đặc biệt tang thương nói, công tử à, ngài không biết đâu. Lão Phùng ta đặc biệt hoài niệm cái ngày này 10 năm trước, khi đó nếu như người nhìn người nào đó không vừa mắt, nắm cẳng chân hắn treo ngược lên, cởi tiểu khố ra mà đánh đòn. Thanh âm đó, tiếng kêu giòn dã đó, xúc cảm đó, thật gợi ra dư vị vô cùng nha. Bây giờ lớn rồi, cũng có thể khi dễ người khác rồi, không trở lại được năm đó nữa rồi. Mặt lăng kiếm liền trắng toát, hung hăng chừng mắt liếc nhìn hắn. Nhìn quanh toàn bộ lăng phủ, nói đến dám đánh lăng kiếm lăng đại sát thủ gần như không có ai, bất quá lão phùng lại là một ngoại lệ. Đừng SME hiện tại không nhắc đến tiểu kiếm kiếm, thuận miệng là đem nói đến chuyện xấu hổ năm đó của lăng kiếm. Lăng thiên không khỏi mỉm cười, hứng thú nhìn lăng kiếm, giả vờ trầm tư nói, ừm, um, cái mông của tiểu kiếm, ta cũng đánh quá. Khi đó đánh vào rất là có cảm giác, dư vị còn kéo dài đến tận bây giờ. Có cảm giác rất là tròn làn không đúng hẳn phải như lời của khổng phu tử ba tháng không biết mùi thịt mới chuẩn xác lăng thiên cũng không có ý muốn coi đây là chiến trường xem ra hậu viện của lăng phủ biệt viện đã chuyển đến nơi này rồi vẻ mặt lăng kiếm xì xịt lúc này lăng thiên phối hợp với lão phùng trêu gẹo lăng kiếm ngược lại không hoàn toàn là vì tìm vui mà là từ sau khi lăng kiếm và lê tuyết đánh một trận lăng thiên phát hiện tính tình của lăng kiếm càng ngày càng trở nên quái gở ngoại trừ đối mặt với mấy người lăng thiên lăng thần gia với người khác đều là một bộ dạng lạnh như băng không có một chút biểu cảm nào bình thường ôm kiếm ngồi xuống là ngồi liền một ngày một đêm dù là ai cũng không để ý tới xuất kiếm nhanh hơn hạ thủ lại càng độc nếu chỉ nói một tuyệt đỉnh sát thủ đây không phải là chuyện xấu nhưng nếu nói đến huynh đệ của mình tuyệt đối không phải là chuyện tốt trong lòng lăng thiên có phần rất lo lắng nếu lăng kiếm cứ tiếp tục phát triển với tình hình thế này tất nhiên sẽ tiến vào trong kiếm đạo chân chính lãnh huyết đến lúc đó phó công của lăng kiếm tất nhiên sẽ nhảy vọt về chất nhưng đồng thời cũng sẽ biến thành một kẻ cuồng sát từ đầu đến cuối như vậy tuy rằng có thể cho lăng thiên ột cỗ trợ lực lớn hơn nhưng lăng kiếm ắt sẽ cô độc suốt đời hoàn toàn trở thành một cỗ máy giết người lăng thiên vẫn muốn lăng kiếm trở thành một sát thủ sinh động có máu có thịt một huynh đệ chân chính có thể giao tâm thắc mệnh mà không phải là một thanh bảo kiếm chỉ biết giết chóc lăng thiên tình nguyện để lăng kiếm đi theo mình cho dù tốc độ đề thăng chậm một chút từng bước leo lên đỉnh cao võ học cũng không nguyện ý để cho lăng kiếm dùng phương thức cực đoan như vậy để tàn khốc tiến vào đỉnh cao võ học. chương 588, sát thủ tâm ngữ 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Cho nên hôm nay, hiếm khi thấy lăng kiếm nói được nhiều hơn mấy câu đến thế, lăng thiên liền không để mất thời cơ cùng lão phùn mặt đường trêu gẹo lăng kiếm. Một câu nói của lăng thiên, đồng thời khiến cho những vị thiết huyết vệ ở. Đây hồi ức, mọi người nhìn lăng kiếm, không khỏi nhớ về một đứa bé mạnh mẽ nghiêm túc, trong lòng rêu rất cảm khái, vây lấy lăng kiếm, nua nụ cười. Lăng thiên đi vài bước, ôn hòa nhìn lăng kiếm, mặt đang đỏ phừng phừng, nói a à, kiếm, năm nay ngươi đã 19 tuổi rồi phải không? Có cô nương nào vừa ý chưa? Ngươi thử nhìn xem, ngay cả lăng trì người ta, đều đã mau chóng ôm được mỹ nhân về, ngươi là đại ca, sao có thể tụt lại phía sau hắn chứ? Lăng kiếm không ngờ lăng thiên đột nhiên nhắc tới đề tài này, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu một lúc lâu mới nói, công tử đừng trêu chọc lăng kiếm, ta quả thực là chưa từng nghĩ đến chuyện này, công tử, nói thật lòng hiện tại mỗi ngày ta chỉ cần có kiếm trong tay là có thể cảm thấy thỏa mãn rồi. Về gia thất, thật chưa bao giờ nghĩ tới, lăng kiếm nguyện hộ vệ công tử suốt đời, lăng thiên vui vẻ nói, a kiếm ngàn vạn lần đừng như vậy. Công tử của ngươi chỉ thích mỹ nữ, với tiểu gia hỏa anh Tuấn không có chút hứng thú nào đâu. Ngươi ngàn vạn lần đừng có tính làm bạn suốt đời với ta. Ánh mắt của lăng kiếm chợt lóe lên, thanh âm trang trọng dị thường công tử biết rõ ý tứ của lăng kiếm đến nay lăng kiếm chưa từng hối hận lăng thiên thu lại khuôn mặt tươi cười chậm rãi thở ra một hơi nặng nề nói quả nhiên là như vậy kỳ thực từ trước khi rời thừa thiên ta đã nhận ra ngươi một mực quán triệt lời nói năm đó của ta coi bản thân ngươi là một thanh kiếm một thanh kiếm chỉ thuộc về ta thật sao như thế trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ những gì đây lăng kiếm có phần khó chịu nở nụ cười vẻ mặt từ từ bình tĩnh trở lại nói cũng không hoàn toàn như vậy đương nhiên công tử có chí hướng lăng thiên cũng có thực lực lăng thiên đã như thế lăng kiếm cam tâm vì công tử trở thành một thanh kiếm của lăng thiên cũng là ý nguyện cả đời ta bất quá trong nhiều năm giết chóc như vậy tựa hồ ta càng ngày càng trầm mê với loại cảm giác cầm hết nhân mạng thiên hạ trong tay chỉ có trong tay có kiếm trên thân kiếm có máu ta mới có thể cảm thấy vui vẻ cảm thấy ta thật sự vẫn đang sống lăng kiếm bước ra hai bước Nhìn hư không xa xôi, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn, từ sau khi toàn bộ người thân chết hết, ta căn bản đã không có phương hướng, vào thời gian đó, cho dù A Kiếm có khổ thế nào, cũng vẫn kiên trì, để không phụ lòng kỳ vọng của công tử. Cũng có thể tự tay giết chết cửu nhân, không dám có một chút nghỉ ngơi, nhưng vào khoảnh khắc khi ta tự tay chém chết hơn 300 cửu nhân dưới thanh kiếm này, ta đột nhiên cảm thấy trống rỗng, một loại trống rỗng khó hiểu, nhưng mà ngoài loại trống rỗng khó hiểu ấy, lại còn có một loại thỏa mãn và khoái ý kỳ lạ nữa lăng kiếm khẽ mỉm cười chua chát tựa hồ bắt đầu từ khoảnh khắc đó lúc nào ta cũng khát vọng được thu lấy mạng người nhìn huyết quang cực kỳ sán lạn tuôn ra dưới kiếm của mình vào mỗi thời khắc ấy ta mới thực sự cảm giác được mình vẫn đang còn sống còn người mà ta muốn giết cũng đã chết cho nên ta sẽ thỏa mãn sẽ phấn chấn dị thường cho nên ta càng thêm mong muốn được tiếp tục giết chóc mà sau mỗi một lần giết chóc khi mà những khoảnh khắc hưng phấn ngắn ngủi lần lượt qua đi ta cũng có thể từ từ cảm thụ được trái tim ta càng ngày càng lạnh lùng. Đối với công tử ta chưa từng có ý nghĩ thay đổi bất cứ thứ gì. Lăng Kiếm quay đầu, nhìn Lăng Thiên, trong mắt là một mảng cố chấp cùng nồng như người khác theo công tử, đi theo công tử, có thể chính là vì vinh hoa phú quý, có thể là vì quan to lộc hậu, quyền lực nghiên trời một phương, hoặc giả là lưu danh sử sách, muôn đời được kính ngưỡng. Còn Lăng Kiếm ta, đi theo công tử, chỉ là muốn vì công tử giải quyết một vài chuyện công tử không tiện xuất thủ vì công tử quét sạch mọi cản trở chỉ đơn giản như thế mà thôi nếu công tử muốn uy lăng thiên như vậy giết chóc là không thể tránh khỏi cho dù không có lăng kiếm ta cũng sẽ có người khác đi làm chuyện này thậm chí công tử sẽ tự mình đi làm ta không có gì để báo đáp công tử thì hãy để toàn bộ tội nghiệt ấy đeo lên lưng ta đi lăng kiếm buông đầu xuống không nói gì nữa gió thu thổi tóc hắn tung bay thành tiếng vi vút cả người hắn như dung nhập vào trong từng cơn gió thu bi thương một mảnh hưu quạnh cô độc đây là lần đầu tiên kể từ ngày lăng kiếm đi theo lăng thiên đến hôm nay không tức khắc trả lời câu hỏi của lăng thiên ngay từ đầu ta đợi ích từng nói với ngươi ta cần một thanh kiếm yêu cầu thanh kiếm ấy thay ta trảm khai tất cả những trở ngại giết chết toàn bộ những kẻ dám cản trở ta lăng thiên thở ra một hơi thật dài nhưng mà sau khi ta quét sạch thiên hạ thì sao a à, kiếm dành thiên hạ thì phải dùng kiếm thì phải giết chóc nhưng giết chóc cũng có giới hạn cuối cùng chúng ta không thể cứ mãi mãi giết chóc được thiên hạ cuối cùng cũng sẽ có ngày thái bình mà vào lúc đó thời đại thuộc về chúng ta thuộc về những ngày giết chóc đã phai nhạt đi mà chúng ta còn rất nhiều thời gian cho dù còn phải tranh chấp phải giết chóc còn có chiến tranh như vậy cũng là chuyện một đời thậm chí là mấy đời không thuộc về những thứ chúng ta phải quan tâm nữa ngoài yêu cầu một thanh kiếm ra a à kiếm người biết yêu cầu lớn nhất của ta là cái gì không lăng kiếm ngạc nhiên ngẩng đầu lên Lăng thiên lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, lăng thiên ta hiện tại coi như là bá chủ một phương, quyền cao chức trọng, một cái nhấc tay thôi, cũng đủ để khiến cho trăm vạn người đổ máu hy sinh. Luận hồng nhan chi kỷ, bên cạnh ta có lăng thần, có ngọc băng nhan, có tiêu nhạn viết Mỗi một người đều là giai nhân tuyệt sắc, là tiên tử trốn nhân gian. Luận ra thế, có hai đời lão nhân khỏe mạnh an khang, vô bệnh vô tai, với ta càng coi như chân bảo. Nhân sinh đến mức như ta đây, ở trong mắt thường nhân, Tựa hồ đã khôn còn chút tỉ vết, tận thiện, tận mỹ. Có phải không, nhưng mà, ta còn thiếu một thứ. Mà thứ như vậy, cũng như phụ mẫu thê tử, vạn kim khó cầu. A à kiếm, người biết ta còn thiếu thứ gì không? Lăng thiên dùng mắt ấm áp nhìn lăng kiếm, người có nguyện ý cho ta thứ đó hay không? Chỉ cần lăng kiếm có, nhất định sẽ hiến tặng công tử, tuyệt khôn do dự. Lăng kiếm kiên định nói, tốt lắm, một lời đã định, tứ mã nan truy. Lăng thiên quát lớn một tiếng cười tùm tìm nói, thứ mà lúc này ta còn thiếu cũng chỉ là một huynh đệ. Một huynh đệ chân chính, có thể trao lòng gửi mạng, là một huynh đệ có máu có thịt. Còn thiếu một phần giữa nam nhân và nam nhân, chính là tình hữu nghị. Mong muốn có một người, có thể trong những lúc nhàn hạ, có thể cùng ta ba hoa tâm sự nói chuyện phiếm. Thành thật mà nói, tác dụng của một người huynh đệ như vậy, thì nữ nhân hay thuộc hạ không thể làm được. Vừa mới rồi ngươi không phải nói muốn làm bạn với ta suốt đời sao bây giờ ta sẽ có ngươi làm bạn đời của ta theo ta nói chuyện phiếm ba hoa khoác lác với nhau sắc mặt lăng kiếm tái mét côn tử người bắt ta giết người đoạt mệnh tuyệt không vấn đề nhưng nếu là nói chuyện phiếm ba hoa này nọ cái này ta không thể làm được mà lăng thiên mỉm cười nhìn lăng kiếm nói chuyện phiếm ba hoa với nhau là chuyện mà mỗi nam nhân đều sẽ làm sao ngươi lại không có khả năng làm được ta ngược lại vô cùng hy vọng ngươi có thể làm được tựa như năm đó ta hy vọng ngươi sẽ trở thành một thanh kiếm đáp ứng ta đi không chờ lăng kiếm mở miệng lăng thiên cười ha hả nói ngươi không nói ta coi như ngươi đã đáp ứng ta trở lại thừa thiên rồi ta sẽ chiêu cáo thiên hạ để an bài việc tương thân của ngươi a à, tương thân lăng kiếm mắt hoa đầu váng hắn vốn còn đang chìm đắm trong lời nói của lăng thiên còn chưa hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận thế nào là nam nhân phải nói chuyện phiếm phải ba hoa gì gì đó đột nhiên lại nghe được tin tức không khác gì trái phá này, không khỏi bật lời kinh hô. Ừ, tương thân, ngươi đã 19 tuổi rồi, thật sự không còn nhỏ nữa. Nên có ý định lập ra thất thôi, nếu lại tiếp tục lãng phí thời gian, chỉ sợ ngươi sẽ thực sự trở thành một thanh huyết kiếm mất thôi. Lăng thiên hít mắt cười nói, mà nữ nhân lại đủ để bác luyện tinh cương bi thành mềm mại, tạo ra vũ khí tốt nhất hai. Mồ hôi của lăng kiếm, đổ như thác nước, thành cát tư hãn. Lưu ý, chỗ này là một kiểu chơi chữ của tác giả. Tương thân, lại còn chiếu cáo thiên hạ. Lăng kiếm vô cùng sợ hãi, gương. Mặt một mực cứng nhắc như cương thi cũng biến sắc công tử. Cái này, không được đâu. Có cái gì là không được. Sao lai không được, lăng thiên trợn trắng mắt. Nói, ngươi nhìn ta xem, hiện tại đã sớm tam thê tứ thiếp. Thê thiếp thành đàn, ngươi vẫn cô đơn, nhìn thấy mà không thèm hay sao. Lăng kiếm giờ khóc giờ cười nói, công tử, ta không thấy thích mà cho đến bây giờ ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ấy. Hơn nữa ta chưa nghĩ đến thành ra thất đâu, chưa nghĩ đến, khôn được, từ giờ trở đi phải nghĩ cho ta, ta cũng không muốn nam nhân theo ta cả đời không có lão bà, ta thực sự cảm thấy rất không an toàn. Lăng thiên bá đạo nói, ta yêu cầu ngươi đi giết người cho ta, nhưng càng cần ngươi là một nam nhân bình thường. Không nói đến cái gì khác, hương hỏa nhà ngươi, ngươi có muốn truyền thừa xuống phía dưới hay không đây? Lăng kiếm trở nên trầm mặc, cổ ngữ có nói, bất hiếu có ba, không còn nối dõi là tội nặng nhất. Nhất là cả nhà lăng kiếm chỉ còn một mình hắn, trách nhiệm quá nặng nề. Lăng thiên mà nhắc tới điểm này, vừa vặn đâm đến tử huyết của hắn. Thời đại này, nối dõi tông đường là thứ cố hữu của mỗi người không trừ một ai. Lăng thiên cười thầm, đủ đến là dừng, không nói tiếp chủ đề này nữa. Lăng kiếm là một người thôn minh, mình nói nhiều quá ngược lại sẽ không tốt. Cứ như thế để cho hắn tiếp tục suy nghĩ, trái lại sẽ tự bản thân hắn nghĩ thôn suốt nếu mình còn cố thắt thật chặt, sợ rằng trái lại sẽ bước ra mặt ngu ngốc của lăng kiếm. lão phùng lựa chọn đúng lúc trà tan rượu chế nói, công tử tiểu kiếm kiếm vừa mới làm tổn hại suy nghĩ của ta, người giúp ta khai thông đi, nói rõ xem ngài dự định thế nào. lăng thiên mỉm cười, kỳ thực muốn phá giải toàn bộ kế hoạch của tiêu.